Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 381. Hồng Quân lão tổ vào giờ khắc này, cặp mắt trước đó chưa từng có sáng ngời, trong mắt gông xiềng, hiển nhiên đã chặt đứt. Hồng Quân, ngươi cặp mắt gông xiềng, chặt đứt. Kiêm gia tiên tử có chút không tưởng tượng nổi, hỏi. Hồng Quân lão tổ nói, đúng vậy, cái này rất đơn giản. Kiêm gia tiên tử ngạc nhiên, nói, rất đơn giản. Ta làm gì không tới? Hồng Quân lão tổ cười nói, bởi vì trong mắt của ngươi, không có thiên hạ. Muốn chặt đứt cặp mắt gông xiềng, phải có bao dung thiên hạ đại khí phách. Kiêm gia tiên tử nói, ngươi là muốn nói ta hẹp hòi. Hồng Quân lão tổ nói, không phải, ngươi trong mắt có ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi gông xiềng không thể nào chặt đứt, ta chính là ngươi gông xiềng. Kiêm gia tiên tử gò má một đỏ, nói bậy nói bạ. Hồng Quân lão tổ thở dài nói, thật ra thì còn có một cái biện pháp, có thể chặt đứt cặp mắt gông xiềng. Kiêm gia tiên tử hỏi, biện pháp gì? Hồng Quân lão tổ nói, cầm ánh mắt chọc mù là được rồi, ánh mắt cũng mù, gông xiềng tự nhiên cũng không phục tồn tại. Kiêm gia tiên tử nói, ẩu tả, thân thể phát ra, bị thiên địa, nếu như có bất kỳ làm tổn hại, đều không cách nào được chứng lớn đạo, mù mắt, coi như trảm ra thành công, sau này cũng khó thành đại khí. Hồng Quân lão tổ cười nói, ta chỉ nói chặt đứt ánh mắt gông xiềng biện pháp, không nói sau này. Kiêm gia tiên tử nói, còn có cuối cùng một đạo đâu. Tim gông xiềng, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo đánh sâu vào. Hồng Quân lão tổ lắc đầu một cái, nói, không ý nghĩa, cuối cùng một đạo gông xiềng, ta không thể nào chặt đứt. Kiêm gia tiên tử nói, tại sao? Hồng Quân lão tổ ngưng mắt nhìn má của nàng, ôn nhu nói, bởi vì, ta trong lòng có ngươi, ngươi chính là ta gông xiềng, ta phải như thế nào chặt đứt. Hình ảnh đến nơi này, hoàn toàn tiêu tán đi. Diệp thần rung động trong lòng, ngốc tại chỗ. Nhâm phi phàm thu hồi thuật pháp, chung quanh khói mù vậy đi theo tản đi, hắn hơi hít một hơi, thoáng khôi phục tinh thần, nói, thằng nhóc, như thế nào, cảm ngộ được sao? Mới vừa thuật pháp, hiển nhiên đối hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Diệp thần mờ mịt mất mát, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, nhưng thủy chung không thể tinh chuẩn bắt được, nói, chỉ lĩnh ngộ chút. Nhâm phi phàm nói, cặp mắt gông xiềng, ngươi cũng có thể chặt đứt, bởi vì ngươi ánh mắt, đủ để chứa thiên hạ, sẽ không có vật gì, có thể cản ngại cặp mắt của ngươi. Nhưng, cuối cùng một đạo, tim gông xiềng. Diệp thần trong lòng rét một cái này tim gông xiềng, đúng là khó mà chặt đứt. Hắn nội tâm, lưng đeo quá nhiều đồ. Tiền bối, nếu như ta muốn chặt đứt tim gông xiềng, có phải hay không muốn vứt bỏ hết thảy? Nếu như chặt đứt tim gông xiềng, muốn vứt bỏ hết thảy nói, Diệp thần tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nhâm phi phàm khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, ta cũng không biết, cuối cùng này một đạo tâm gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua, cũng không người nào biết như thế nào chặt đứt. Tuy nói Hồng Quân lão tổ, bởi vì quyến luyến kiêm gia tiên tử, tim khóa chặt đứt thất bại. Nhưng, cái này tim gông xiềng, rốt cuộc và cảm tình có không có quan hệ, còn rất khó nói. Ta nghĩ, đại đạo trung cực, tuyệt đối không phải cần người vứt bỏ hết thảy, biến thành một cái lãnh huyết vô tình quái vật, nhất định có những thứ khác phương pháp, có thể chặt đứt tim gông xiềng. Diệp thần trầm mặc xuống, đừng nói trước tim gông xiềng, trước mặt đầu lâu gông xiềng, hắn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu là thất bại, đầu lâu vỡ vụn, đây tuyệt đối là chết. Luân hồi chi chủ, Nhâm phi phàm, các người muốn chặt đứt tim gông xiềng sao? Vừa lúc đó, hoang đảo nước biển chung quanh, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Từng luồng không cách nào miêu tả, không thể danh trạng cổ quái hơi thở, ở bốn phía lan tràn. Đó là không không hơi thở. Ngay sau đó, vậy không không hơi thở sôi trào, một đạo hơi có chút hư ảo bóng người, chính là tỏa xuống. Đó là một người mặc đạo bào, tiên khí tung bay, tóc trắng râu dài bóng người, là Hồng Quân lão tổ phi thăng sau hình dáng. Hồng Quân lão tổ. Diệp thần hoàn toàn ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ sẽ hạ xuống. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hồng Quân lão tổ khẽ mỉm cười, ánh mắt hòa ái nhìn Diệp thần. Nhâm phi phàm ngưng trọng yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân lão tổ, tựa như muốn từ đạo thân ảnh này sau lưng, theo dõi đến không không cuối cùng bí ẩn. Bây giờ Nhâm phi phàm, đã là vô lượng cường giả, kém không nhiều đến thực tế võ đạo cực hạn,
còn muốn đột phá, trừ phi là chứng đạo không không. Cho nên, đối với không không lúc nào không, không không quy luật, hắn vậy là vô cùng hiếu kỳ. Hồng Quân lão tổ nhìn Nhâm Phi Phàm, cười nói, không cần nhìn chằm chằm ta nhìn, ở không có giết chết Vũ Hoàng cổ đế trước, ngươi không thể nào chứng đạo không không, ngươi đạo tâm, còn có cản trở. Nhâm Phi Phàm không biết làm sao cười một tiếng, liền thu hồi ánh mắt quang, nói, lão tổ lời ấy thật là. Hồng Quân lão tổ nói, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, lại suy diễn ta thiên cơ, tái hiện ta năm đó chảm ra hình ảnh, ngươi sẽ không sợ bị năm tháng sông dài cắn trả. Ta chỗ ở niên đại, chân thực quá lâu xa, quá rất xưa. Diệp Thần ngẩn người, nghe Hồng Quân lão tổ nói, Nhâm Phi Phàm tựa hồ không phải là lần thứ nhất. Xem ra, Nhâm Phi Phàm ban đầu, có thể chảm ra 97, chắc cũng là theo dõi qua Hồng Quân chảm ra bí ẩn, cho nên có thể đạt tới kinh khủng như vậy một bước, trở thành đời này chảm ra số lượng người thứ nhất. Nhâm Phi Phàm nói, ta là luân hồi hộ đạo giả, tự nhiên phải giúp đỡ thằng nhóc này. Nếu là không chú ý kinh động lão tổ đại giá, xin lão tổ thứ lỗi. Hồng Quân lão tổ khoát tay một cái nói, không sao, ta đã bước vào không không lúc nào không, thế giới hiện thật hết thảy gợn sóng, cũng không thể ảnh hưởng đến ta chút nào. Nhâm Phi Phàm trong lòng động một cái, rốt cuộc thì không nhịn được tò mò, hỏi, không không thế giới, rốt cuộc là như thế nào thế giới? Truyền thuyết liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại, cũng không có hết thảy thực tế khái niệm. Thậm chí liền miêu tả cũng không thể nào làm được, người phải như thế nào ở bên trong sinh tồn. Hồng Quân lão tổ cười nói, cái này đơn giản, nói cho ngươi cũng không sao. Vừa nói bắn ra ngón tay, một đạo kim quang bắn ra, rơi vào Nhâm Phi Phàm ấn đường tới giữa. Nhâm Phi Phàm ngẩn ra, sau đó cặp mắt hiện ra bừng tỉnh hiểu ra, lại không có so khen ngợi thần sắc, nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hiển nhiên. Hồng Quân lão tổ đã đem thế giới hiện thật người, nếu như ở không không lúc nào không sống sót bí mật, nói cho Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần nhất thời lớn cho thỏa hiếu kỳ, hỏi, Nhâm tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu, nói, không không thế giới, đối với hiện tại ngươi mà nói, quá mức xa xôi, biết được quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng đạo tâm. Diệp Thần không biết làm sao, nói, được rồi. Hồng Quân lão tổ cười nói, luân hồi chi chủ, không cần quá mức gấp gáp, người hôm nay, vẫn là muốn biện pháp chảm ra đột phá, muốn chém đoạn 100 đạo gông xiềng, cũng không không thể nào. Diệp Thần vội nói, nên như thế nào đạt thành trăm ra chém, xin lão tổ chỉ điểm. Hồng Quân lão tổ nói, 100 đạo gông xiềng, khó khăn nhất chặt đứt, chính là cuối cùng một đạo tâm gông xiềng. Ta năm đó chưa từng chặt đứt, nhưng ta bước vào không không thế giới sau đó, tầm mắt mở rộng rất nhiều. Hôm nay cũng có nơi hiểu ra. Muốn chặt đứt tim gông xiềng, có lẽ trước phải nhìn thẳng mình nội tâm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nhìn thẳng nội tâm. Hồng Quân lão tổ nói, không sai. Chính là nhìn thẳng mình nội tâm, nhìn thẳng hết thảy tội ác, tham lam, tình dục. Người không phải cái xác biết đi, người là có dục vọng. Dục vọng, là tác phẩm trưởng thành một phần chia, không có dục vọng người, cùng máy móc con rối không khác. Rất nhiều người cũng cảm thấy, đạo tâm tu luyện, chính là muốn cầm đạo tâm, tu luyện tới vô dục vô cầu, vạn vật thanh tịnh cảnh giới, thật ra thì không phải vậy. Chân chính cường hãn đạo tâm, là có thể từ đầu đến cuối nhìn thẳng tự mình, rõ ràng mình làm hết thảy, cũng từ đầu đến cuối dựa theo mình võ đạo, một mực kiên trì tiếp. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nghe được Hồng Quân lão tổ nói, nhìn nhau, như có điều suy nghĩ, tựa hồ bắt được cái gì. Hồng Quân lão tổ nói tiếp. Đúng như người trong ma đạo, không ngừng giết hại, chẳng lẽ bọn họ cũng chưa có chứng đạo cơ hội? Dĩ nhiên không phải, chỉ là ma đạo nơi chứng đạo, là tà ma chi đạo thôi, nhưng tà ma đạo, cũng là lớn đạo một trong. Đại lộ vô hình, thiện ác xấu đẹp đều là đạo, sấm sét mưa móc đều là thiên ân, đã là như vậy. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó, ở trên trời trong mắt, vạn vật cùng cỏ chó, đều là giống nhau, không có phân biệt. Ở không không đại lộ trước mặt, chính nghĩa tà ác đều là giống nhau, đạo đức chỉ là bởi vì phân biệt. Một lời thế, muốn chặt đứt tim gông xiềng, liền muốn trước nhìn thẳng nội tâm, không muốn trốn tránh. Dừng một chút, Hồng Quân lão tổ lại có chút tiếc hận nói, ta năm đó chảm ra, không dám đánh vào tim gông xiềng, chính là bởi vì ta sợ. Ta sợ tim gông xiềng, chặt đứt sau đó, ta sẽ quên đối kiêm gia tiên tử cảm tình,
ta không dám nhìn thẳng tình của ta muốn, ta cuối cùng lựa chọn trốn tránh, cho nên ta không có thể đạt thành trăm gia chém. Nếu như cho ta một lần nữa, ta có lẽ sẽ trực diện mình nội tâm, thừa nhận cho dù tu luyện tới đại lộ đỉnh cấp, ta như cũ có thất tình lục dục tồn tại, ta cũng muốn người yêu hoặc là bị yêu. Ở cảm tình phương diện, ta cùng phàm phu tục tử không khác. Đáng tiếc, ta tỉnh ngộ được quá muộn. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Quân lão tổ thong thả một tiếng thở dài. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm sau khi nghe xong, đều là một hồi rung động, cảm ngộ rất nhiều. Trực diện nội tâm mà. Diệp Thần tự lẩm bẩm, Hồng Quân lão tổ một phen, ngược lại là để cho hắn có mới thị giới. Hiền lành cùng tà ác, thật ra thì cũng không phương lớn đạo, chỉ cần ngươi có thể nhìn thẳng mình nội tâm. Hồng Quân lão tổ cười nói, ta năm đó sau khi nghĩ thông suốt, liền thử qua tất cả loại biện pháp đi chứng đạo không không, thậm chí bao gồm lấy giết chứng đạo, tàn sát rất nhiều người, ta tạo thành cực lớn máu nghiệt, nhưng ta từ đầu đến cuối có thể nhìn thẳng mình nội tâm. Ta biết ta phạm vào ngút trời tội ác, nhưng vì chứng đạo, những thứ này tội ác là đáng giá, cho nên ta đạo tâm từ đầu đến cuối vững chắc, cuối cùng thuận lợi bước chân vào không không thế giới. Luân hồi chi chủ, đem ngươi tới nếu như nguyện ý, cũng có thể thử một chút dùng biện pháp giống vậy. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, không được, nếu như ta thật tạo thành đáng sợ như vậy giết hại, ta lương tâm vì sao ăn. Hồng Quân lão tổ nói, cũng vậy, mỗi cái người có mỗi người võ đạo, người võ đạo, cùng ta không cùng, chỉ cần không vi phạm mình chủ tâm là được. Diệp Thần gật đầu một cái, nghe đến chỗ này, hắn là hoàn toàn rõ ràng Hồng Quân lão tổ bảo. Nhìn thẳng nội tâm, làm ra mình lựa chọn, không nên hối hận và trốn tránh. Đây chính là chính xác nhất đạo. Làm thiện cũng tốt, làm ác cũng được, chỉ cần ngươi lương tâm không có trở ngại, vậy liền hoàn toàn không biết ảnh hưởng đạo tâm. Ví dụ như Hồng Quân lão tổ, giết không biết bao nhiêu người, càng bị gọi làm người đồ sát, nhưng hắn lương tâm không có trở ngại, coi chúng sanh như con kiến hôi, hoàn toàn không đem người làm người, trong lòng không có một chút lo ngại, cho nên hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi phi thăng. Chỉ cần ta từ đầu đến cuối có thể nhìn thẳng mình nội tâm, liền có thể chặt đứt tim gông xiềng, đạt thành chưa từng có ai trăm gia chém. Diệp Thần ngắm nhìn Hồng Quân lão tổ, thấy được chặt đứt trăm gia hy vọng, hỏi. Hồng Quân lão tổ cười một tí, lắc lắc đầu nói, người nghĩ gì vậy? Người cầm chặt đứt trăm gia, muốn được quá đơn giản. Ta chỉ là cho ngươi cung cấp một loại ý nghĩ. Nhân tâm quá phức tạp, so không không thế giới còn phức tạp hơn. Thật muốn chặt đứt tim gông xiềng, nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần cười khanh khách, còn lấy là Hồng Quân lão tổ chỉ điểm, có thể để cho hắn tìm được chặt đứt trăm gia chân lý. Không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ lại còn nói, đây chỉ là một loại ý nghĩ, cũng không phải là xác thực chân lý. Dẫu sao nhân tâm, thật là quá mức phức tạp. Mới có thể có một loại ý nghĩ, vẫn tốt hơn tràn đầy không đầu tự. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ. Không thể làm gì khác hơn là như vậy an ủi mình nói. Hồng Quân lão tổ nói, cuối cùng này một đạo tâm gông xiềng, ta năm đó bởi vì sợ trốn tránh, chưa từng đánh vào qua, nhưng chân trời là chân chính đánh vào qua, người đi cảm ngộ một tí chân trời năm đó, chạm ra hình ảnh, có lẽ có thể khác thu hoạch. Chân trời chính là võ tổ võ thiên nhai. Diệp Thần nói, võ tổ tiền bối năm đó chạm ra trải qua, ở nơi nào có thể thấy. Xin lão tổ chỉ điểm. Hồng Quân lão tổ chỉ Nhâm Phi Phàm, nói, ngươi hỏi hắn, hắn cái gì cũng biết đạo, ta phải đi trước. Nhớ lời ta, muốn chặt đứt tim gông xiềng, tu được trước nhìn thẳng chủ tâm, không muốn là bất kỳ sau chuyện này hối, không nên đi trốn tránh. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, phát sinh qua sự việc, không cách nào lại sửa đổi, chúng ta có thể làm, chỉ là càng thản nhiên, càng thành thực đi đối mặt. Một phen rơi xuống, Hồng Quân lão tổ bóng người. Chính là chậm rãi nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng. Diệp Thần nỉ non Hồng Quân lão tổ lưu lại tiếng nói, như có điều suy nghĩ. Nhâm Phi Phàm vậy là một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng, hai người cũng thuộc về đạo tâm hiểu ra kỳ diệu cảnh giới bên trong. Hồng Quân lão tổ lần này hạ xuống, cũng truyền thụ nói đạo, cho hai người cực lớn dẫn dắt. Hai người yên lặng đứng tại chỗ ngộ đạo. Như pho tượng ngừng không nhúc nhích. Suy suy suy. Bỗng nhiên, phương xa mặt biển, có một từng đạo bóng người bão tố bắn tới. Nhưng là Kiêm Gia kiếm phái các nữ đệ tử.
nơi này hơi thở chập chờn rất cổ quái, chẳng lẽ là có người ngoài xông vào. Mấy người nữ đệ tử ở hoang đảo vùng lân cận tuần tra, bỗng nhiên ánh mắt liếc thấy pho tượng Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm. Ai yêu, là luân hồi chi chủ. Một người nữ đệ tử kinh hô lên. Sau đó, những nữ đệ tử khác, vậy thấy rõ Diệp Thần hình dáng, nhất thời nghiêm thần đề phòng, muốn xuất thủ, nhưng kiêng kỵ Diệp Thần đã từng là cường hãn, lại không dám lộn xộn. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đang tự ngộ đạo giây phút, bị những thứ này kiêm gia đệ tử nhiễu loạn. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, trong mắt không nói ra được chán ghét, quát lên, cũng cho ta lăn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần cả người thì có sấm sét nổ lên, thái thượng thiên điểu đạo bùng nổ. Từng luồng sấm sét hóa thành thiên điểu, trong suốt chim hót tiếng kinh thiên điểu dòng điện như màu tím như nước thủy triều đi về trước cuộn sạch đi. Vậy mấy người nữ đệ tử, nhất thời một hồi kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Thần lôi pháp cường hãn, thực lực xa so trước kia hung mãnh. Các nàng chật vật tránh ra, rồi sau đó không dám lưu lại nữa, xoay người chạy trốn. Bị các nàng như thế quấy rầy, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm cũng là hoàn toàn ngưng đạo tâm cảm ngộ trạng thái. Thằng nhóc, Hồng Quân lão tổ lời nói kia, người lĩnh ngộ nhiều ít. Nhâm Phi Phàm cười hỏi. Diệp Thần cười khổ nói, coi như hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng chưa chắc có thể chặt đứt tim gông xiềng, dẫu sao Hồng Quân lão tổ cũng nói, nhân tâm quá mức phức tạp, hắn cũng chỉ là cho chúng ta cung cấp một cái ý nghĩ thôi. Huống chi, ở chặt đứt tim gông xiềng trước, còn có cặp mắt gông xiềng, xương đầu gông xiềng, đều là vô cùng hung hiểm tồn tại, có thể hay không chống được dòm ngó gặp chủ tâm gông xiềng, vậy rất khó nói. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, đúng là như vậy, dựa hết vào cảm ngộ Hồng Quân trảm ra khóa ý, đối ngươi mà nói, còn chưa đủ, nhất định phải lại cảm thụ một chút võ tổ ý niệm. Diệp Thần vốn là có võ tổ đạo tâm, nếu như có thể cảm ngộ võ tổ ngày xưa trảm ra khóa hình ảnh, đối hắn mà nói, cũng có thiên đại chỗ tốt. Mới vừa Hồng Quân lão tổ cũng đã nói, Nhâm Phi Phàm biết võ tổ trảm ra bí ẩn. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Nhâm tiền bối, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào? Kết quả ở địa phương nào, mới có thể dòm ngó gặp võ tổ trảm ra ý? Nhâm Phi Phàm thần sắc hơi ngưng trọng, nói tiếp theo địa phương muốn đi, khá là khó giải quyết, cũng không phải là ở vực ngoại, mà là ở một nơi kêu Võ Uyên địa phương. Diệp Thần nói, Võ Uyên. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, Võ Uyên và võ tổ liên quan rất nhiều, nghe nói là võ tổ tự mình mở ra đại thế giới, thậm chí tạo ra liền một cái siêu cấp tông phái, tên là Võ Uyên Điện. Võ tổ từng ở chư thiên vạn giới, lưu lại rất nhiều truyền thừa, thậm chí ở thái thượng thế giới, cũng có thờ phượng võ tổ thần bí giáo phái. Vậy Võ Uyên Điện, ở võ tổ rất nhiều trong truyền thừa, coi như là tương đối cường đại môn phái. Võ tổ trảm ra thiên cơ hình ảnh, bị Võ Uyên Điện phong ấn ở trảm ra võ trường, người muốn cảm ngộ nói, nhất định phải đi Võ Uyên một chuyến. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi cùng ta cùng đi không? Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, ta không đi, ta không tốt ở Võ Uyên dính quá nhiều nhân quả, huống chi ta mới vừa vì ngươi tái hiện Hồng Quân trảm ra thiên cơ, tiêu hao quá lớn, vậy cần nghỉ ngơi. Diệp Thần nói, thật xin lỗi. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, ngươi dẫn ta phù chiếu, đi Võ Uyên một chuyến. Nhâm Phi Phàm linh khí hội tụ, hóa thành một tấm phù chiếu, giao cho Diệp Thần. Tấm phù chiếu này, niêm phong ta năm đó trảm ra ý niệm, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng. Võ Uyên chỗ đó, vậy là võ giả chặt đứt gông xiềng, chỗ đi tốt nhất. Võ Uyên cốt lõi nhất địa phương, tên là trảm ra võ trường, là năm đó võ tổ tự tay khai sáng, võ tổ trảm ra ý niệm vậy ở trong đó, nếu có thể bước vào trảm ra võ trường, người có lẽ thì có chặt đứt trăm đạo gông xiềng cơ hội. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, người năm đó đi qua trảm ra võ trường sao? Nhâm Phi Phàm nói, đi qua, ta, thiên nữ, vũ hoàng cổ đế, còn có ma tổ vô thiên, ngày cũ chủ võ tuyệt thần, đều là ở trảm ra võ trường đột phá, ở chỗ đó trảm ra, muốn so với ngoại giới dễ dàng rất nhiều. Trảm ra võ trường, niêm phong có võ tổ trảm ra ý niệm, cho nên ở chỗ đó trảm ra đột phá, có thiên đại tăng thêm, thiên đại chỗ tốt. Diệp Thần có vẻ khiếp sợ, nói cái gì? Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vậy trảm ra võ trường. Nhiều đại nhân vật như vậy đến chơi qua, xem ra đích xác là không phải chuyện đùa. Nhâm Phi Phàm bàn tay huy động, phía trước khí lưu xoay tròn, vô số không gian quy luật hội tụ, ngưng tụ thành một miếng cửa hư không.
Vượt qua cánh cửa này, ngươi liền có thể đi vào võ uyên thế giới, nhưng muốn đi trảm ra võ trường, vẫn là phải dựa vào chính ngươi, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy ta tiến vào. Thanh âm hơi có chút không thôi. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, ta đang mong đợi có một ngày, ngươi thật có thể chặt đứt trăm gia, trở thành vạn cổ người thứ nhất. Diệp Thần nói, ta biết, Nhâm tiền bối, cáo từ. Lập tức, Diệp Thần tạm biệt Nhâm Phi Phàm, bước vào vậy cửa hư không bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần vượt qua cửa hư không, chính là đi tới một phiến mênh mông phong nhiêu đại thế giới trên. Nơi này chính là võ tổ mở ra võ uyên thế giới sao? Diệp Thần tò mò ngắm nhìn bốn phía, mảnh thế giới này mênh mông cũng không có bờ bến, sơn thủy thành trì, đình đài lầu các, tôi tớ buôn bán, tu hành võ giả, nhật nguyệt quy luật, cùng ngoại giới độc nhất vô nhị. Diệp Thần cảm thấy trong ngực Nhâm Phi Phàm cho hắn phủ chiếu, ông tác hưởng, cùng phương xa một cái địa phương nào đó, sinh ra đồng tình. Trảm ra võ trường, chắc là ở bên kia. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phù chiếu cộng minh phương hướng, trong lòng suy đoán. Hắn chỉ muốn mau sớm đi trảm ra võ trường, cảm ngộ võ tổ lưu lại ý niệm. Lập tức, Diệp Thần chính là ngự gió lên, hướng trảm ra võ trường bay đi. Hắn mới tới đến võ uyên thế giới, còn không quen thuộc cái thế giới này quy luật cấu tạo, cho nên cũng không vận dụng biến dạng hư không thủ đoạn. Nhưng mà, Diệp Thần mới vừa bay lên không bao lâu, sau lưng liền truyền tới một hồi tiếng quát. Sứ lạ người, đứng lại. Diệp Thần nghe được sứ lạ người ba chữ, sửng sốt một tí, nhớ tới mình ban đầu, mới vừa đi tâm trái đất vực thời điểm, cũng là bị người gọi làm sứ lạ người. Hắn đã cực kỳ lâu, chưa từng nghe qua tiếng xưng hô này, không nghĩ tới sẽ ở đây phiến võ uyên thế giới nghe được. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, liền thấy được mấy tên vệ binh, cưỡi mây lướt gió tới, cản lại hắn đường đi. Sứ lạ người, người tên gọi là gì? Nếu tới ta võ uyên thế giới, vì sao không đi tổ thành báo cáo? Một tên vệ binh xích hỏi. Diệp Thần không có bộc lộ ra bất kỳ khí thức gì, nhưng đối phương lại có thể một mắt tới giữa, cũng biết hắn là sứ lạ người, muốn đến là có đặc thù theo dõi thủ đoạn. Diệp Thần cũng không nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, còn muốn báo cáo cái gì, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là Nhâm tiền bối cố ý khảo nghiệm ta. Lấy lại bình tĩnh, hướng vậy mấy tên vệ binh chắp tay. Nói, tại hạ mới tới quý địa, không biết quy củ, xin hãy tha lỗi. Vệ binh kia quan sát hắn một mắt, nói tới ta võ uyên thế giới, đều là muốn đi trảm ra võ trường đột phá, thằng nhóc ngươi chỉ là thái chân cảnh tầng 8 trời, 9 tầng trời cũng chưa tới, gấp như vậy trước tới làm gì? Diệp Thần bàn tư một hồi, liền cười nói, tại hạ sắp đột phá, trước thời hạn tới quen thuộc một tí. Vậy mấy tên vệ binh nhìn nhau. Lúc trước vệ binh kia chính là có chút không nhìn được nói, được rồi, đi trước tổ thành báo cáo nói sau, các ngươi những thứ này xứ lạ người, chỉ phải tuân thủ quy củ, ta võ uyên điện tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Võ uyên điện, Diệp Thần nghe được cái này ba chữ, liền nhớ tới Nhâm Phi Phàm nói. Ở võ uyên trong thế giới, có một cái khổng lồ thế lực, tên là võ uyên điện. Bây giờ nhìn lại, cái này võ uyên điện, hiển nhiên là võ uyên thế giới độc nhất bá chủ. Người ngoại lai cũng phải đi võ uyên điện tổ thành báo cáo. Lập tức, Diệp Thần liền là theo chân vậy mấy tên vệ binh, đi tới tổ thành. Dọc theo đường đi trò chuyện, Diệp Thần biết càng nhiều hơn chi tiết. Lúc đầu cái này võ uyên thế giới, rất ít cùng ngoại giới trao đổi, cuộc sống ở võ uyên thế giới người, cũng phụng võ tổ vi tôn. Dẫu sao, cái này đại thế giới, hoa cỏ cây cối, trời trăng sao, chim thú vật, toàn bộ là võ tổ một tay sáng tạo. Võ tổ, chính là cái thế giới này cao nhất thần minh. Võ tổ từng lưu lại thần dụ, nói hắn chết sau đó, tương lai có một ngày sẽ hồi phục. Mà ở hắn hồi phục trước, bất kỳ võ uyên thế giới người, cũng không nên đi ngoại giới. Cho nên, võ uyên thế giới người, bắt đầu từ không đi ra, nhưng không hề kháng cự người bên ngoài tiến vào. Sứ lạ người chỉ cần mang đủ lễ vật cung phụng, tuân tuân quy củ, võ uyên điện vậy là đặc biệt hoan nghênh. Dẫu sao võ uyên thế giới lớn hơn nữa, vậy kém hơn chân chính thiên địa tạo hóa thế giới mênh mông, tài nguyên vật liệu luôn có thiếu thiếu chỗ. Vậy mấy tên vệ binh, nhiều lần nhấn mạnh lễ vật cung phụng. Diệp Thần tự nhiên cũng là thức thời, rất nhiều đan dược vật liệu, không cần tiền đưa đi, để cho được vậy mấy tên vệ binh mừng rỡ như điên,
thái độ cũng là 180 độ thay đổi. Trần gia công tử, nơi này chính là tổ thành. Các vệ binh cung cung kính kính, đem Diệp Thần mang tới tổ thành. Diệp Thần là dùng Trần Dạ dùng tên giả, nhìn vòng quanh tổ thành bốn phía, cùng ngoại giới thành chỉ độc nhất vô nhị, liền gật đầu một cái. Một tên vệ binh nói, dựa theo quy củ, Trần Dạ công tử, người cần tới trước võ tổ trên quảng trường, trắc nghiệm đạo tâm, quy củ này, chính là Vũ Hoàng cổ đế, đảm nhiệm thiên nữ tới, cũng phải tuân thủ. Võ uyên thế giới là trung lập thế lực, từ không nhúng tay vào ngoại giới nhân quả, cho nên coi như cuồng ngạo như Vũ Hoàng cổ đế, cũng sẽ không có xâm chiếm võ uyên ý niệm, nếu không kinh động võ tổ hồn phách, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần gật đầu một cái, ở trên đường liền nghe các vệ binh nói qua quy củ. Tất cả tiến vào võ uyên thế giới người, đều cần trước trắc nghiệm đạo tâm, chủ yếu là trắc nghiệm ngươi có hay không ác ý. Nếu như đối võ uyên thế giới có ác ý, muốn làm xảy ra cái gì phá hoại hủy diệt cử động, lập tức cũng sẽ bị kiểm tra đến, không che giấu. Diệp Thần liền là theo chân vậy mấy tên vệ binh, đi tới trên quảng trường. Đoạn đường này tiến về phía trước, Diệp Thần chính là cảm thấy, trên đường cái người, hướng về phía mình chỉ trỏ, thật giống như liền trẻ con 3 tuổi, cũng có thể nhìn ra mình là một xứ lạ người. Xem ra ở võ uyên thế giới sinh hoạt người, cũng có thể bắt được khác thường hơi thở, có thể một mắt phát hiện người ngoài. Cũng may những người đó, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có ai đi ra quấy rầy Diệp Thần. Đi tới trên quảng trường sau đó, Diệp Thần chính là thấy rõ, giữa quảng trường, đứng sừng sững một tòa thật to nguy nga pho tượng. Chính là võ tổ võ thiên nhai pho tượng. Pho tượng này, là dùng thuần hoàng kim chế thành, võ tổ mặc đeo khôi giáp, khảm nạm đầy tất cả loại chân quý châu báu cùng ngọc thạch, hết sức xa hoa. Hiển nhiên võ uyên thế giới mọi người, đối với võ tổ, là 10 phần sùng bái cung kính. Diệp Thần đi tới thời điểm, còn có hàng loạt tín đồ, ở pho tượng trước cung phụng cung tế. Các vệ binh dọn dẹp hiện trường, các tín đồ lui đến quảng trường bên, ánh mắt cũng rơi vào Diệp Thần cái này xứ lạ trên người, chỉ trỏ. Một tên vệ binh cung kính nói, Trần gia công tử, có thể bắt đầu trắc nghiệm, chỉ cần ngươi nắm tay trường, thả vào võ tổ pho tượng phía trên là được. Diệp Thần nói, được. Lập tức, Diệp Thần tiến lên trước một bước, lấy lại bình tĩnh, bàn tay đặt ở võ tổ pho tượng trên. Làm bàn tay hắn, cùng pho tượng dán chặt, ngay tức thì, chính là cảm thấy đạo tâm dung, trong cơ thể linh khí không tự chủ được thả ra ngoài. Vù vù, võ tổ hoàng kim pho tượng, chấn động lên. Rồi sau đó, Diệp Thần thân thể, vậy sinh ra kinh người biến hóa. Một trang trang kinh thư, từ trong cơ thể hắn bắn ra, quanh quẩn ở hắn quanh thân, không ngừng chuyển động. Đó là thiên võ ngọa long kinh trang sách. Vậy rất nhiều trang sách. Mỗi một trang cũng tản mát ra cổ xưa hồng hoang hơi thở, cùng Diệp Thần hoàn mỹ đồng tình. Diệp Thần võ tổ đạo tâm, cũng là hoàn toàn bị kích thích. Oanh! Hắn cả người linh khí nổ, mạnh mẽ, uy mãnh, tràn đầy chiến ý võ tổ đạo tâm, giống như đang gầm thét vậy, làm được bốn phía mưa gió lăn, bầu trời cũng là rung chuyển lên. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần cả kinh, vội vàng thu bàn tay về. Hắn lại không nghĩ rằng, mình trắc nghiệm đạo tâm, lại có thể sẽ đưa tới võ tổ đạo tâm, và thiên võ ngọa long kinh bí ẩn. Cái này tôn võ tổ pho tượng, rõ ràng mang theo võ tổ cổ xưa nhân quả, Diệp Thần vừa tiếp xúc với, tự thân cùng võ tổ tương quan hơi thở, chính là hiển lộ ra. Chung quanh vệ binh, còn có vây xem dân chúng, các tín đồ, thấy Diệp Thần bộc lộ ra võ tổ đạo tâm và thiên võ ngọa long kinh, nhất thời rung động. Cái gì? Võ tổ đạo tâm? Thiên võ ngọa long kinh. Tên này kết quả là người nào? Trên mình tại sao có thể có võ tổ thở mạnh voi? Vô số kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên. Diệp Thần võ tổ đạo tâm, còn có thiên võ ngọa long kinh khí tượng, bộc phát bàng bạc cường hãn, ùng ùng chấn động thiêu vũ. Khó khăn đạo, hắn là võ tổ chuyển thế. Lại có người suy đoán, chung quanh kinh ngạc tiếng sâu hơn. Các vệ binh chố mắt nhìn nhau, đều cảm kinh hãi, không nắm được chủ ý, lật đật hướng cao tầng bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một người mặc chiến giáp, tướng lãnh ăn mặc nhân vật, chính là đi tới trên quảng trường, hướng Diệp Thần chắp tay một cái, nói Trần gia công tử, tại hạ Võ An Quốc, Võ Uyên Điện Đại Thống Lĩnh, xin mượn một bước nói chuyện. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo Võ An Quốc, đi tới tổ trong thành một nơi trong quân doanh. Trại lính bên trong,
hai người phân chủ khách ngồi xuống. Võ An Quốc hỏi, công tử có thiên võ ngọa long kinh, hơn nữa còn tu luyện ra võ tổ đạo tâm, không biết và võ tổ có gì nhân quả. Diệp Thần nói, ta coi như là võ tổ truyền nhân. Nghe được võ tổ truyền nhân bốn chữ, Võ An Quốc và tay trái tay phải hạ, đều là một hồi chấn động. Võ An Quốc nói, công tử là tới từ thái thượng thế giới sao? Diệp Thần nói, không phải, ta là vực ngoại người trong. Võ An Quốc lại là giật mình, nói, không phải thượng vị giả, lại có thể cũng có thể được võ tổ chân truyền, dám hỏi công tử môn phái sư thừa. Diệp Thần trầm ngâm không đáp, không muốn bại lộ luân hồi thân phận. Võ An Quốc thấy vậy, liền nói, công tử là không tiện tiết lộ sư thừa. Diệp Thần nói, ừ. Võ An Quốc nói, cũng được, mới vừa đạo tâm trắc nghiệm, cũng biết nghiệm minh, người đối với ta võ uyên thế giới, không có ác ý, ngươi là vì trảm ra tới. Nếu như đối võ uyên thế giới tồn tại ác ý, trắc nghiệm đạo tâm thời điểm, võ tổ pho tượng sẽ có hắc khí hiển hóa đi ra, các loại ác niệm bại lộ, không che giấu. Nhưng, Diệp Thần cũng không có cái này khí tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho nên, hắn đối võ uyên thế giới, tự nhiên không tồn tại bất kỳ phá hoại hủy diệt ác ý. Chỉ là đơn thuần muốn ở chỗ này trảm ra. Diệp Thần thẳng thắn gật đầu nói, ta muốn đi trảm ra võ trường một chuyến, cần muốn bấy nhiêu cung phụng, ta cũng sẽ cho. Võ An Quốc khoát tay một cái, nói công tử là võ tổ truyền nhân, chính là ta võ uyên điện bằng hữu, cung phụng ngược lại không cần, chỉ là ngươi bây giờ muốn đi trảm ra võ trường, có thể có chút khó khăn. Diệp Thần nói, có khó khăn gì? Võ An Quốc nói, trảm ra võ trường đã khép kín, chìa khóa ở điện chủ trong tay đại nhân, không hắn chìa khóa, ai cũng không cách nào mở ra võ trường cấm chế. Hơn nữa, công tử tu vi, không phải chỉ có thái chân cảnh tầng 8 thiên sao. Liền 9 tầng trời cũng còn chưa tới, hiện tại liền muốn đánh vào gông xiềng. Diệp Thần nói, tại hạ muốn trước thời hạn làm chút chuẩn bị, quen thuộc một tí, không biết vậy trảm ra võ trường. Vì sao phải khép kín? Trảm ra võ trường, là quanh năm cởi mở, người ngoài chỉ cần nộp đầy đủ cung phụng chi phí, đều có thể đi vào trảm ra. Chỉ là, vậy cung phụng chi phí, cực kỳ đắt tiền, người bình thường vậy tiêu phí không dậy nổi. Hơn nữa, võ uyên thế giới, trảm ra võ trường bí mật, vậy không phải là người nào cũng biết đạo, cho nên tiến vào cái thế giới này xứ lạ người, vô cùng thiếu. Nếu người thiếu, vậy võ trường càng không phong bế lý do, Diệp Thần là muốn không rõ ràng. Võ An Quốc sắc mặt hơi ngưng trọng, vẫy tay bình lui cỡ đó, hạ thấp giọng hướng Diệp Thần hỏi, Trần giả công tử, không biết ngươi có nghe hay không qua thiết phương tọa. Diệp Thần nghe được thiết phương tọa ba chữ, nhất thời kinh hãi, nói thiết phương tọa truyền thuyết, tại hạ hơi có nghe đồn, chẳng lẽ trảm ra võ trường đóng cửa, lại có thể cùng vậy pháp bảo có liên quan. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Võ uyên thế giới cùng thiết phương tỏa tới giữa, lại có thể tồn tại nhân quả. Võ An Quốc nói, chính là, chúng ta võ uyên điện suy diễn thiên cơ, bắt được thiết phương tỏa xuất thế hơi thở. Vậy thiết phương tỏa khí linh, muốn tìm kiếm mình chủ nhân, hắn rất có thể sẽ đến võ uyên thế giới. Bởi vì, nơi này có võ tổ lưu lại hồn phách, một khi võ tổ hồi phục, thiên hạ tới giữa, không có người nào so võ tổ thích hợp hơn chấp trưởng thiết phương tỏa. Năm đó Hồng Quân lão tổ, chế tạo ra thiết phương tọa, vốn chính là cho võ tổ chuẩn bị. Cái này phiến võ uyên thế giới, chính là võ tổ tự tay sáng tạo thế giới, cùng võ tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như thiết phương tọa khí linh, thật bắt được võ uyên thế giới hơi thở, tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn khẳng định sẽ hạ xuống. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, rung động trong lòng. Võ An Quốc nói, thiết phương tọa hơi thở, quá mức cường hãn. Trừ thái thượng thế giới, không có bất kỳ thế giới nào có thể chứa. Một khi thiết phương tọa hạ xuống, ta võ uyên thế giới, nhất định phải băng diệt. Cho nên, điện chủ đại nhân đóng cửa trảm ra võ trường, chính là muốn yếu bớt võ tổ nhân quả hơi thở, miễn được bị thiết phương tọa phát hiện. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần rõ ràng tới đây, chân mày nhất thời nhíu một cái, nói, vậy trảm ra võ trường, lúc nào lần nữa mở. Nếu như võ trường đóng cửa, hắn liền đi không? Võ An Quốc thở dài nói, ai biết được, có lẽ phải chờ tới thiết phương tọa, đi thái thượng thế giới, tìm được chân chính chủ nhân, trảm ra võ trường mới biết lần nữa mở. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cùng thiết phương tọa tìm được chủ nhân, trời mới biết phải bao lâu,
hắn vội vàng nói. Tại hạ hôm nay, liền muốn đi Trảm Gia võ trường, cảm ngộ lớn đạo, không biết quý chỗ có thể hay không được cái thuận lợi, châm trước một chút, tạm thời là ta mở một lần. Cần cung phụng, ta có thể 10 lần nộp. Võ An Quốc nghe được Diệp Thần thỉnh cầu, chau mày đứng lên. Nếu như là người bình thường xin, hắn nhất định là cự tuyệt. Nhưng, Diệp Thần là võ tổ truyền nhân, sâu được võ tổ chân truyền, thân phận không phải chuyện đùa, hắn cũng không nỡ cự tuyệt. Võ An Quốc nói, à, ta cũng không quyết định được, ta mang ngươi đi gặp điện chủ đại nhân. Vừa nói đứng lên, Diệp Thần nghe được có hy vọng, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, đa tạ. Lập tức, Diệp Thần liền là theo chân Võ An Quốc, đi Võ Uyên Điện. Võ Uyên Điện, ở tổ thành trung ương nhất, là một phiến liên miên cổ xưa hoàng cung, kiến trúc 10 phần khí phái khoáng đạt, cửa cung đứng sừng sững võ tổ pho tượng, là dùng đá bạch ngọc chế tạo, trông rất sống động. Võ An Quốc liền đi vào truyền đạt, Diệp Thần ở cửa cung chờ. Chỉ chốc lát sau, Võ An Quốc đi ra, thần sắc mang một chút khác thường, nói, Trần Giả công tử, điện chủ đại nhân kêu ngươi đi vào. Diệp Thần nhìn Võ An Quốc một mắt, luôn cảm giác hắn diễn cảm có chút không được tự nhiên, thật giống như nơi nào có điểm không đúng. Ừ, Diệp Thần âm thầm lưu ý, đi theo Võ An Quốc, bước vào Võ Uyên Điện trong Hoàng Cung. Một bước vào Võ Uyên Hoàng Cung, Diệp Thần lập tức liền phát hiện có cổ quái. Bằng vào bén nhạy võ tổ đạo tâm, hắn kinh ngạc phát hiện. Nơi này, có sát khí. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Võ Uyên Điện điện chủ, muốn giết ta? Ta tựa hồ không có đắc tội người này. Diệp Thần trong lòng thầm giật mình. Võ Uyên Điện điện chủ, tên là Võ Thiên Kỳ, là một tôn vô lượng cảnh cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như đối phương có sát ý, Diệp Thần liền nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhìn xem Võ An Quốc, sau khi phát hiện người là khá là thần sắc khó khăn. Diệp Thần cảm giác được, hắn không có sát tâm, không hề muốn mình chết, nhưng Võ Thiên Kỳ liền không nhất định. Võ An Quốc đại nhân, các ngươi điện chủ muốn giết ta sao? Diệp Thần dừng lại ở bước chân, trực tiếp mở miệng hỏi. Những lời này vừa hỏi lên, Võ An Quốc kinh ngạc được sắc mặt phát trắng, ngạc nhiên nhìn hắn nói, ngươi. Ngươi làm sao? Trừng vệ binh, hừ lang rút ra binh khí, sát khí ngất trời. Diệp Thần tự biết bước chân vào đầm rồng hang hổ, một tiếng nổ, cả người linh khí nổ, tại chỗ liền đem Võ An Quốc và chung quanh vệ binh, hung hăng lật. Ha ha, không hổ là võ tổ truyền nhân, quả nhiên cường hãn. Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên. Chỉ gặp phương xa đại điện bầu trời, một đạo uy nghiêm bóng người hạ xuống xuống, cả người tản mát ra vô cùng mênh mông hơi thở chập chờn. Đó là vô lượng cường giả hơi thở. Người này, tự nhiên chính là Võ Uyên Điện điện chủ, Võ Thiên Kỳ. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối chiến vô lượng cường giả, đó là tuyệt không phần thắng. Diệp Thần ra mặt co giúp mấy cái, liền chuẩn bị không để ý hết thảy, trái luân hồi huyết mạch, vận dụng mình tất cả lá bài tẩy, coi như không địch lại, cũng muốn liều mạng chết đánh một trận. Không nên hốt hoảng, ta đều không phải muốn giết ngươi. Võ Thiên Kỳ một bước một hoa sen, chậm rãi đi tới Diệp Thần bên người, hào hùng vô lượng uy áp bao phủ bốn phương, làm người ta nghẹt thở. Ngươi không muốn giết ta. Diệp Thần trong mắt trầm xuống, nhưng rõ ràng cảm giác được, Võ Thiên Kỳ trên mình, còn mang sát khí. Ha ha, võ tổ truyền nhân, ta chỉ là muốn nói với ngươi nói. Võ Thiên Kỳ cười đạo, sát khí trên người như cũ nồng nặc. Nói chuyện gì? Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong lòng làm xong lưới rách cá chết dự định, đồng thời âm thầm nắm Nhâm Phi Phàm cho hắn phủ chiếu. Võ Thiên Kỳ nói, ngươi vừa là võ tổ truyền nhân, cần phải biết đạo, võ tổ tuy chết, nhưng có tàn hồn lưu tích chữ thế gian, chỉ cần có thích hợp cơ hội, là được hồi phục. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, nói, ngươi muốn cầm ta tánh mạng, đi hồi phục võ tổ. Võ Thiên Kỳ cười nói, không sai, ngươi quả nhiên thông minh. Ngươi sâu được võ tổ chân truyền, nếu như cầm ngươi đi hiến tế, có lẽ có thể hồi phục võ tổ. Có thể là võ tổ hồi phục, ra một phần lực, đây là ngươi vô thượng vinh hạnh. Tiếng nói rơi xuống, Võ Thiên Kỳ bỗng nhiên ra tay, ưng chảo như điện, hướng Diệp Thần cổ chộp tới. Lúc đầu hắn muốn giết Diệp Thần, không phải cái gì ân oán cá nhân, chỉ là nhìn chúng Diệp Thần võ tổ chân truyền thân phận, muốn bắt hắn tế trời. Diệp Thần tu luyện ra võ tổ đạo tâm. Hơn nữa còn có thiên võ ngọa long kinh,
thật sự là lại không quá thích hợp tế phẩm. Các vị tiền bối, giúp ta. Diệp Thần nhìn Võ Thiên Kỳ móng tay đánh tới, nội tâm gầm thét, kêu gọi luân hồi mộ địa bên trong ba vị hỗn độn thần đế. Hắn thật sâu biết đạo, Võ Thiên Kỳ là vô lượng cường giả, mình tuyệt đối không thể nào chống lại, chỉ có dựa vào luân hồi đại năng hơi thở, mới khá chống đỡ. Oanh! Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn gió đế, hỗn độn lôi đế, hỗn độn viêm đế, đều cảm thấy tình hình gay gắt, lập tức đem mình tất cả năng lượng, toàn bộ dốc vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Ba đại hỗn độn thần đế, năng lượng thêm thân, Diệp Thần kinh mạch cơ hồ sắp sưng lên được nổ, linh khí bão táp. Luân hồi thiên kiếm, thiên quốc thánh thổ, thánh bôi hạ xuống. Ngay sau đó, Diệp Thần ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, rút ra luân hồi thiên kiếm, khua kiếm rung lên. Kiếm khí kích động, mênh mông luân hồi thiên quốc, liền đi đôi với kiếm khí kia, ở trong hư không mở ra. Thiên quốc bên trong, một tôn kim lóa mắt thánh bôi, nhất thời nổ lên hung hãn sát khí, giống như người đổ sát trên đời. Diệp Thần luân hồi máu tươi, đang kịch liệt thiêu đốt, một kiếm chém ra. Chanh đích một tiếng, hắn luân hồi thiên kiếm, cùng Võ Thiên Kỳ bàn tay va chạm, lại là phát ra kim thiết giao minh vậy thanh âm. Cuồng bạo khí lãng nổ, lấy hai người là tâm vòng tròn, hung hăng khuếch tán ra, làm được cái này phiến trong hoàng cung, vô số cung điện đều là sụp đổ, bụi mù lăn lăn. Võ An Quốc cùng rất nhiều vệ binh tướng lãnh, đều là rung động. Võ Thiên Kỳ một kích này, lại là bị Diệp Thần chặn lại. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, gan bàn tay rịn ra máu tươi, cả người xương cốt đau nhức. Mặc dù khó khăn lắm ngăn trở Võ Thiên Kỳ nhất kích, nhưng không thể không nói, vô lượng cường giả thực lực, vẫn là quá kinh khủng một chút, Diệp Thần xương đều sắp bị chấn động được bung cái khung, ngũ tạng lục phủ khuấy động, cơ hồ hộc máu. Hiện tại, hắn chỉ có miễn cưỡng chống đỡ, chờ đợi Nhâm Phi Phàm đến. Ồ, đây là... Võ Thiên Kỳ nhìn Diệp Thần luân hồi thiên kiếm. Còn có vậy mênh mông luân hồi thiên quốc thánh thổ, nhất thời ngây dại. Ngươi là luân hồi chi chủ. Võ Thiên Kỳ phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Phải thì như thế nào? Diệp Thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt, Võ Thiên Kỳ hơi thở suy yếu xuống, thật giống như thuộc về rung động thật lớn bên trong. Diệp Thần đâu chịu thả qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội, lập tức khua kiếm hướng Võ Thiên Kỳ hung hăng chém tới. Võ Thiên Kỳ nhưng là không tránh không tránh, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần một kiếm, bả vai bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương. Điện chủ đại nhân, chung quanh các vệ binh kinh hãi. Nhưng, càng để cho bọn họ kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Võ Thiên Kỳ, đột nhiên quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, rung giọng nói, luân hồi chi chủ, có nhiều xúc phạm, ta tội đáng chết vạn lần. Nói xong liền bịch bịch dập đầu, mặt đầy xấu hổ. Diệp Thần nhìn Võ Thiên Kỳ hành động này, nhất thời có chút ngẩn ra, nói, ngươi không phải muốn giết ta. Võ Thiên Kỳ lại dập đầu ba cái, thở dài một tiếng, nói ta đã sớm nên đoán được, thế gian có tư cách đạt được võ tổ chân truyền, trừ luân hồi chi chủ, còn có thể là ai. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, suy đoán không ra Võ Thiên Kỳ thái độ thay đổi. Cái này Võ Thiên Kỳ, mới vừa còn muốn giết hắn, hiện tại lại đột nhiên dập đầu nói xin lỗi. Quá làm người ta ngạc nhiên. Võ Thiên Kỳ nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ, cười khổ nói, luân hồi chi chủ, ngươi đều quên sao? Ngươi luân hồi cửu thế, ta nhận ngươi trước mấy đời ân huệ, nếu như không có ngươi, ta sớm bị Trần Yêu rừng yêu thú giết chết. Nghe được Võ Thiên Kỳ lời này, Diệp Thần đầu một tiếng nổ, vậy loáng thoáng, khôi phục trước mấy đời một ít nhớ lại. Luân hồi chi chủ luân hồi cửu thế, lúc đầu ở trước đây thật lâu, liền đã từng bước vào qua võ uyên thế giới, cũng từng cứu vãn qua Võ Thiên Kỳ tánh mạng. Cho nên, Võ Thiên Kỳ nội tâm bên trong, một mực rất cảm kích luân hồi chi chủ. Hiện tại, hắn thấy Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, dĩ nhiên là vô cùng khiếp sợ, lại là cảm giác sâu sắc xúc phạm, vô cùng xấu hổ, liền quỳ xuống đất dập đầu nói xin lỗi. Diệp Thần rõ ràng tới đây, thở phào nhẹ nhõm, nói, thì ra là như vậy, người đứng lên trước đi. Nói xong, Diệp Thần liền thu hồi luân hồi thiên kiếm. Võ Thiên Kỳ cung cung kính kính đứng dậy, xuôi tay đứng ở Diệp Thần trước mặt, một mặt khiêm nhường. Võ An Quốc và chung quanh các vệ binh, đều là trợn mắt hốc mồm. Diệp Thần nói, không cần quá tự trách, người hướng ta ra tay, chỉ là vì hồi phục võ tổ, ta không trách ngươi.
Võ Thiên Kỳ mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, đa tạ luân hồi chi chủ thông cảm. Nhưng, tại hạ không nói lời nào, vừa nhìn thấy võ tổ truyền nhân hiện thế, liền trực tiếp muốn động sát thủ, không khỏi quá bá đạo một chút, sau này nhất định cải tiến. Diệp Thần nghe được hắn lời này, yên lặng một hồi, cuối cùng phất tay một cái nói, không cần, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm là được. Nếu như là trước kia, Diệp Thần thấy này cùng bá đạo dã man cử động, rất có thể sẽ khuyên can. Nhưng hiện tại, hắn nghe qua Hồng Quân lão tổ bàn về đạo, tầm mắt chính là thật to rộng rãi. Hiền lành cũng tốt, tà ác cũng được, cũng là mỗi người mình lựa chọn. Chỉ cần dám nhìn thẳng nội tâm, không thẹn với lương tâm, liền không sao đại lộ. Không thẹn với lương tâm. Võ Thiên Kỳ nghe được cái này bốn chữ, ngẩn ngơ, hơi có chút mờ mịt. Hắn vì hồi phục võ tổ, không hỏi nguyên do, thì phải cầm võ tổ truyền nhân tế trời. Chuyện này, rốt cuộc có thể làm được hay không không thẹn với lương tâm, chính hắn cũng không dám khẳng định. Luân hồi chi chủ, người đạo tâm so với trước mấy đời, lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Võ Thiên Kỳ khen ngợi một tiếng, bội phục chắp tay. Một là mới vừa Diệp Thần một phen, hắn liền cảm thấy, Diệp Thần đạo tâm cảnh giới, đã đạt tới một loại siêu thoát trần thế gông xiềng, không lấy vật hỷ, không lấy kỷ bi bước. Giống như thiên địa vũ trụ, đại lộ trí cao. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Hiện tại Diệp Thần đạo tâm, thì có một loại thiên địa trí cao ảo diệu, lại nữa đơn thuần lấy thế tục đạo đức tránh tà, đi phán đoán sự vật. Võ Thiên Kỳ võ đạo tu vi, cố nhiên xa cao hơn Diệp Thần, nhưng bàn về đạo tâm cảnh giới, hắn tự thẹn không bằng. Diệp Thần nói, không nói cái này, ta muốn đi trảm ra võ trường, có thể hay không là ta mở cửa một lần. Võ Thiên Kỳ nghe được Diệp Thần lời này, lộ ra một chút làm khó, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, có thể. Chỉ cần tại hạ hết sức che chở, muốn đến chưa đến nỗi để cho võ tổ nhân quả tiết lộ, đưa tới thiết vương tọa hạ xuống. Hiện tại Võ Thiên Kỳ lo lắng nhất, chính là trảm ra võ trường mở cửa, sẽ đem thiết vương tọa dẫn tới đây, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, võ uyên thế giới quy luật, có thể không chứa được thiết vương tọa hào hùng uy nghiêm. Luân hồi chi chủ, mời. Lập tức, Võ Thiên Kỳ chính là mời Diệp Thần, rời đi võ uyên điện hoàng cung, hướng trảm ra võ trường bay đi. Võ An Quốc mang mấy cái thân tín, đi theo ở phía sau. Trảm ra võ trường không có ở đây tổ thành, mà là ở võ uyên thế giới bắc nhất cảnh, đó là một phiến gió tuyết lay động nơi nghèo nàn, tiên hữu người cư trú. Bởi vì võ giả trảm ra đột phá lúc đó, rất có thể đưa tới kinh thiên thở mạnh voi, cho nên võ trường không thiết lập ở thành khu, miễn được ngộ thương dân chúng. Diệp Thần đi tới bắc cảnh chi địa, liền gặp đầy trời gió tuyết mờ mịt, phía trước một phiến bằng phẳng. Không có hoa cỏ cây cối, cũng không có núi đá sông nhạc cái gì, trắng xóa một phiến thế giới. Băng tuyết bình nguyên bên bờ, có một đội vệ binh trấn thủ, thấy Võ Thiên Kỳ, Diệp Thần, Võ An Quốc cùng người tới, liền cung cung kính kính thi lễ. Võ Thiên Kỳ gật đầu một cái, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, mời. Diệp Thần gật đầu, liền theo Võ Thiên Kỳ, tiến vào phía trước băng tuyết bình nguyên bên trong. Ở đây trời gió tuyết bên trong. Đi một khoảng cách, liền thấy phía trước trên bình nguyên, xuất hiện một cái quảng trường. Quảng trường bên trong, đứng sừng sững võ tổ pho tượng, là dùng cổ xưa đá chế tạo, lộ vẻ được đặc biệt phong cách cổ xưa thê lương, cùng tổ trong thành hoàng kim sa hoa hình dáng, khác hẳn không cùng. Giờ phút này, vậy võ tổ tượng đá, bảo bọc một tầng thật dày băng tuyết, lộ vẻ được càng thê lương. Mà vậy phiến quảng trường, chính là bao phủ ở một tầng màu vàng nhạt cấm chế bên trong. Cấm chế như vòng bảo vệ, đem toàn bộ quảng trường bao lại, trên vòng bảo vệ lưu chuyển từng đạo cổ xưa trận văn. Nơi này chính là trảm ra võ trường sao? Diệp Thần ngắm nhìn phía trước quảng trường, lẩm bẩm nói nhỏ. Võ Thiên Kỳ nói, chính là, luân hồi chi chủ, người còn chưa tới trảm ra thời điểm, thật muốn hiện tại liền đi vào sao? Diệp Thần nói, ta đi vào cảm ngộ thiên cơ, có lẽ có thể bắt được võ tổ năm đó trảm ra bí ẩn. Võ Thiên Kỳ không có hỏi nhiều nữa, nói, được, luân hồi chi chủ, ngươi cứ việc yên tâm cảm ngộ, ta vì ngươi hộ pháp là được. Vừa nói, Võ Thiên Kỳ sử dụng một thanh kiếm, một kiếm hướng vậy cấm chế vòng bảo vệ chém tới. Suy, thân kiếm ánh sáng lóe lên, một kiếm liền đem vòng bảo vệ chém ra một cái khe. Lúc đầu thanh kiếm này, chính là mở cấm chế chìa khóa.
Diệp Thần lập tức dọc theo kẽ hở kia, sải bước đạp đi vào. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc hai người, thả ra tự thân linh khí, bao phủ ở võ trường bên trên, che chở nơi đây hơi thở, miễn được tiết lộ ra ngoài. Một khi hơi thở tiết lộ, bị Thiết Phương Tỏa cảm giác được, Thiết Phương Tỏa hạ xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần tiến vào võ trường bên trong, ngồi xếp bằng xuống. Chung quanh gió tuyết phiêu vũ, hắn như bàn thạch vậy không nhúc nhích, ngắm nhìn võ tổ tượng đá, thấp giọng dù gì nói, nơi này, chính là võ tổ đã từng, chạm ra đột phá địa phương sao. Diệp Thần hơi ngưng thần, mở võ tổ đạo tâm, thả ra Hồng Mông Đại Tinh Không, Thiên Võ Ngọa Long Kinh Vân. Vân, cùng võ tổ có liên quan thần thông, bắt đầu cảm ngộ nơi đây thiên cơ. Làm Diệp Thần đạo tâm, cùng nơi đây thiên cơ va chạm sau đó, chung quanh hư không, chính là truyền ra hàng loạt chấn động. Đầy trời gió tuyết hù hù vang dội, trong gió tuyết, lại có thể mơ hồ hiện ra, năm đó võ tổ chạm ra thiên cơ hình ảnh. Chỉ gặp hình ảnh bên trong, cả người hình to lớn, vô cùng hùng tráng nam tử, ngồi xếp bằng ở võ trường bên trên, đang đánh vào tự thân võ đạo gông xiềng. Nam tử kia dung mạo, liền cùng võ tổ tượng đá độc nhất vô nhị, chính là võ tổ tự mình. Cái gì? Lại có thể dẫn động võ tổ chạm ra cổ xưa hình ảnh. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc thấy vậy, đều là kinh hãi thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần đến một cái tới, lại có thể đưa tới võ tổ năm xưa chạm ra bí ẩn. Cổ xưa thời đại hồng hoang, võ tổ đúng là ở chỗ này chạm ra, cũng có thiên cơ hơi thở bảo tồn được. Nhưng bất kể là Vũ Hoàng cổ đế, vẫn là thiên nữ, mà tổ vô thiên các người, ở trong chỗ này chạm ra thời điểm, cũng không có đưa tới võ tổ ý niệm. Nhưng mà Diệp Thần, nhưng là trực tiếp đưa tới võ tổ chạm ra bí ẩn. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc nhìn nhau, rung động thật sâu. Đời này luân hồi chi chủ, không hổ là võ tổ truyền nhân. Vậy võ tổ chạm ra hình ảnh, Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc cũng không dám nhìn thẳng. Cho dù Võ Thiên Kỳ là vô lượng cấp cường giả. Nhưng, võ tổ ý niệm, cường hãn, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Hai người cũng không dám xem, tại chỗ bên trong, chỉ có Diệp Thần, có tư cách cảm ngộ võ tổ ý niệm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trong gió tuyết, vậy cổ xưa nhàn nhạt hình ảnh. Hắn dòm ngó thấy võ tổ hùng tráng bóng người. Võ tổ chạm ra, và Hồng Quân chạm ra, hoàn toàn không cùng. Hồng Quân chạm ra, là tuần tự tiến dần, từng bước tới. Nhưng võ tổ chạm ra, quá bá đạo, lại là đem tự thân linh khí, trong nháy mắt bộc phát ra, đánh vào hướng tự thân 100 đạo võ đạo gông xiềng. Nói cách khác, võ tổ chạm ra, là trăm ra cùng chém. T, không hổ là võ tổ, thật đúng là bá đạo. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy thật sâu cảm thấy võ tổ cường hãn. Trăm ra cùng chém, đây đối với thân thể gánh vác, lớn vô cùng. Kinh mạch, xương cốt, cặp mắt, đầu lâu, tim, cũng phải chịu đựng cực lớn thống khổ. Rắc rắc sát, liền nghe được võ tổ toàn thân, cũng phát ra hàng loạt nổ vang, cả người thật giống như nổ vậy. Võ tổ ngũ quan, đang kịch liệt vặn vẹo, hiển nhiên thừa nhận to lớn thống khổ. Vậy trăm ra cùng chém đau đớn, cho dù là võ tổ, cũng khó mà chịu đựng. Phá cho ta. Bỗng nhiên, võ tổ phát ra quát to một tiếng, cả người linh khí cổn đáng. Ở cực lớn thống khổ bên trong, hắn như cũ chịu đựng, không có chút nào lùi bước, biểu dương ra một cổ dễ như bỡn vậy bá đạo. Bình bịch bịch, hắn thân thể, từng đạo gông xiềng bị xông lên đoạn. 99 đạo gông xiềng, cơ hồ là mấy phút thời gian, liền toàn bộ đánh vào hoàn thành. Hắn cặp mắt, bắn ra chói mắt kim quang, nghiền nát thiên địa quy luật. Diệp Thần cảm nhận được võ tổ uy mãnh khí tượng, nội tâm càng ngày càng rung động. Trăm ra cùng chém, hành động này quá điên cuồng. Cho dù kinh niên rất xưa, võ tổ ban đầu chạm ra lưu lại cường hãn ý niệm, vẫn là thật sâu xông lên đánh tới Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, ở võ tổ lưu lại ý niệm hạ, tinh thần lại có chút không chịu nổi. Diệp Thần im lìm hừ một tiếng, thiếu chút nữa muốn hộc máu, mới vừa phóng thích ra Hồng Mông Đại Tinh Không, cũng là tấc tấc văng tung tóe. Võ tổ ý niệm, cường hãn như vậy. Diệp Thần cảm thấy ngũ tạng lục phủ, có chút biến dạng vậy đau đớn. Ta chỉ là cảm ngộ năm xưa thiên cơ, liền như vậy chỗ đau, năm đó võ tổ chạm ra, vậy thống khổ nên sẽ là biết bao kịch liệt. Diệp Thần vô cùng rung động,
cắn răng nhịn đau đau, chống đỡ, tiếp tục ngắm nhìn gió tuyết bên trong hình ảnh. 99 đạo gông xiềng đã toàn bộ chặt đứt. Thời khắc này võ tổ, còn thiếu cuối cùng một đạo, tim gông xiềng, không có thể chặt đứt. Tim gông xiềng, lại có thể như vậy vững chắc. Hình ảnh bên trong, võ tổ thử nghiệm đánh vào tim gông xiềng, nhưng tựa hồ thất bại, phát ra tiếng trầm thấp, có chút mờ mịt, có chút phiền muộn che tim mình. Ta trong lòng gông xiềng, là hồng quân sao? Võ tổ thấp giọng lẩm bẩm, cả người khí tượng cũng tiêu tán, như một cái người phàm vậy, ngồi xếp bằng dưới đất. Không, bất kể là ai, ta trong lòng gông xiềng, nhất định phải xông phá. Võ tổ đột nhiên cắn răng, tựa hồ hạ định quyết tâm vậy, cả người linh khí cũng đi nơi buồng tim bơm vào đi. Oanh! Tim gông xiềng bắt đầu đánh vào, nhưng không hề thuận lợi. Võ tổ phun ra một ngụm máu tươi. Diệp thần nhìn hình ảnh kia, tự thân vậy bị chấn động, vậy vô cùng hung hãn linh khí, phảng phất là đánh vào hắn tâm linh vậy. Phốc xích! Diệp thần vậy phun ra một búng máu, gương mặt trắng bệch. Luân hồi chi chủ! Võ Thiên Kỳ kinh hãi, bước ra hai bước, muốn đi cứu viện. Diệp thần khoát tay một cái, tỏ ý hắn không nên kinh hoàng, mình còn chịu đựng được. Võ Thiên Kỳ liền dừng lại hạ bước chân, vô cùng khẩn trương nhìn Diệp thần, thật sợ Diệp thần không chịu nổi võ tổ ý niệm, sẽ tại chỗ bạo thể chết đi. Võ tổ chạm ra, khác với người thường. Hắn chạm ra, là trăm gia cùng chém, cực kỳ phách đạo, gần như điên cuồng. Vạn cổ tới nay, không có bất kỳ người, xem võ tổ điên như vậy cuồng. Trăm gia cùng chém thống khổ, căn bản không phải người có thể chịu được, cũng không biết võ tổ là như thế nào chống đỡ xuống. Hình ảnh bên trong, võ tổ đánh vào tim gông xiềng thất bại, không cam lòng thấp giọng nói. Ta trong lòng gông xiềng, chỉ có hồng quân một người, ta từ đầu đến cuối không bỏ được vị này bản thân, chẳng lẽ cái này gông xiềng, liền cuối cùng không thể nào chặt đứt sao? Không, ta không tin. Võ đạo trung cực, tuyệt không phải vứt bỏ hết thảy tình nghĩa. Võ tổ hít sâu một hơi, linh khí lần nữa hội tụ, lại hướng tim gông xiềng phát động công kích. Nhưng mà lần này, hắn vẫn là thất bại. Trảm ra thất bại mãnh liệt thống khổ, để cho được võ tổ lại phun ra một búng máu, thân thể to lớn ngã nhào trên đất. Diệp thần tim cũng là vặn vẹo, cơ hồ muốn xé nát vậy. Luân hồi chi chủ, võ tổ ý niệm cường hãn, hôm nay ngươi tu vi còn chưa đủ à? Không thể coi lại. Võ Thiên Kỳ thấy một màn này, không thể kiềm được, lập tức xông lên, phải đem Diệp Thần kéo ra ngoài. Hắn sợ Diệp Thần lại xem nhìn tiếp, sẽ sống sờ sờ bị võ tổ ý niệm nghiền nát. Diệp Thần khẽ cắn răng, cả người đều là mồ hôi lạnh, tim kịch liệt biến dạng đau đớn, trước đó chưa từng có đau đớn, một câu nói cũng không nói được. Mắt xem Võ Thiên Kỳ, thì phải cầm Diệp Thần kéo ra, nhưng vừa lúc đó, giữa trời đất đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, gió tuyết hu hu vang dội, bầu trời biến thành thiết hắc thiết đen màu sắc. Thế giới bắt đầu biến hóa, bầu trời thổi lên mơ hồ thiết tiết, gió tuyết bên trong thiên cơ hình ảnh toàn bộ tản đi. Võ tổ pho tượng, rắc rắc sát vang dội, từ tượng đá biến thành sắt thép. Chung quanh tuyết rơi, cũng là xuất hiện kinh khủng dị biến, một phiến phiến hoa tuyết lại có thể thiết hóa, biến thành nặng nề thiết phiến, đùng 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 rớt xuống đất. Mà vậy phiến băng tuyết bình nguyên, vậy dần dần bắt đầu biến thành sắt thép vùng quê. Không tốt, là thiết vương tỏa. Võ Thiên Kỳ cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng sắt thép quy luật, lấy ùn ùn kéo đến uy thế bao phủ xuống. Hắn vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ được mình cùng Diệp Thần. Nhưng, dưới tay hắn tướng lãnh Võ An Quốc, còn có rất nhiều vệ binh, nhưng không có được bảo vệ. Đáng sợ một màn xuất hiện. Võ An Quốc và từng cái các vệ binh, ngay tức thì biến thành một cái sắt thép pho tượng, trên khuôn mặt đỉnh cách thần sắc kinh ngạc. Bầu trời bên trong, xuất hiện một tôn to lớn ngai vàng, chừng mười mấy mét cao, thuần túy là sắt thép chế thành, ngai vàng hiện đầy nhọn đổ gai, móc sắt, đao kiếm lưỡi dao sắc bén, tràn đầy bụi gai vậy nghiêm ngặt hơi thở. Một đạo gầy nhom mà thân ảnh cô độc, ngồi ở đó trên ngai vàng, chính là thiết vương tọa khí linh. Diệp thần nhìn trên trời thiết vương tọa. Ánh mắt nhất thời thay đổi. Hắn cảm ngộ võ tổ ý niệm, võ tổ hơi thở, cuối cùng là đem thiết vương tọa dẫn xuống. Coi như Võ Thiên Kỳ hết sức che giấu, nhưng cũng không gạt được thiết vương tọa cảm ứng. Nơi này, chính là võ tổ mở ra thế giới sao? Ngai vàng khí linh quan sát mảnh thế giới này, lẩm bẩm nói nhỏ,
nhìn xem võ tổ pho tượng, ngón tay bóp động, tựa hồ ở suy diễn thiên cơ. Võ tổ, ta đã từng là chủ nhân, lúc đầu đã bị kẹt ở không không thời không sao. Ngai vàng khí linh tựa hồ bắt được cái gì, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, hắn ánh mắt, rơi vào Diệp Thần trên mình. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là duyên phận à. Không nghĩ tới, lúc đầu ngươi chính là võ tổ truyền nhân. Ngai vàng khí linh cảm nhận được Diệp Thần võ tổ đạo tâm, rất bất ngờ. Không tốt, luân hồi chi chủ, đi mau. Võ Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống, hắn từ ngai vàng khí linh trong ánh mắt, bắt được nghiêm ngặt sát khí. Ngai vàng khí linh, muốn giết Diệp Thần. Hắn lập tức ôm Diệp Thần bả vai, phải đem hắn mang đi. Không cần đi, lưu lại đi. Ngai vàng khí linh vung tay lên, chung quanh thì có một mặt mặt sắt thép vách tường xuất hiện, rất miễn cưỡng cản lại Võ Thiên Kỳ bước chân. Hắn nếu là võ tổ truyền nhân, vậy thì cầm hắn hiến tế, hồi phục chân chính võ tổ. Võ Thiên Kỳ, ngươi trong lòng không cũng nghĩ như vậy sao? Ngai vàng khí linh trong mắt sát khí hiện lên, trong hư không hiện ra một tôn tôn sắt thép chế tạo con rối, lăng không phi hàng xuống, muốn bắt tóm Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa cảm thụ võ tổ ý niệm, bị trọng thương, giờ phút này nhưng là khó mà chống đỡ. Võ Thiên Kỳ nói, hắn là luân hồi chi chủ, ai cũng có thể hiến tế, nhưng hết lần này tới lần khác không thể hiến tế hắn. Mắt gặp vậy tất cả sắt thép con rối hạ xuống, Võ Thiên Kỳ vung tay lên, vô lượng cường giả linh khí hội tụ thành đao kiếm, leng keng một hồi chém chết, tại chỗ liền đem vậy rất nhiều sắt thép con rối, toàn bộ chém xuống. Hắn dẫu sao là vô lượng cường giả, võ đạo tu vi cũng là dị thường cường hãn. Ồ, Thiết Vương tọa khí linh, cảm nhận được Võ Thiên Kỳ năng lượng, trong mắt cũng là hơi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lấy hắn thực lực, toàn lực bùng nổ nói, đích xác có thể trấn áp Võ Thiên Kỳ. Nhưng, tuyệt đối sẽ không ung dung. Dẫu sao, đối phương cũng là vô lượng cường giả. Buông hắn xuống đi, luân hồi chi chủ mạnh hơn nữa, vậy không sánh bằng võ tổ uy nghiêm, người không phải võ tổ hậu nhân sao? Chẳng lẽ muốn vi phạm tổ huấn? Ngai vàng khí linh nhìn thẳng Võ Thiên Kỳ, một chữ một cái đạo, muốn khuyên hắn vứt bỏ Diệp Thần. Võ Thiên Kỳ tiến lên trước một bước, nói, muốn chiến liền chiến thôi. Như vứt bỏ luân hồi chi chủ, ta hỏi lòng có thẹn. Nghe được hắn lời nói này, Diệp Thần một hồi kinh ngạc, lại có chút cảm kích. Ngai vàng khí linh nói, được, rất tốt, ta ngày hôm nay coi như phải bỏ ra điểm giá phải trả, vậy phải đem luân hồi chi chủ bắt lại. Thanh âm rơi xuống, Thiết Vương tọa bộc phát ra một hồi mãnh liệt gió bão, linh khí gào thét vang dội, hung mãnh truyền ra ngoài. Rắc rắc sát, toàn bộ võ uyên thế giới cũng phát ra từng trận không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cái thế giới này quy luật ở sụp đổ. Thiết Vương tọa năng lượng cường hãn, hắn giờ phút này bùng nổ, lấy võ uyên thế giới quy luật, căn bản không chịu nổi. Võ uyên thế giới các nơi, từng ngọn thành phố, thì có ngập trời lôi tai, phong tai, nạn lụt, tai nạn tuyết hạ xuống, đó là thế giới sụp đổ, ngày tận thế buông xuống dấu hiệu. Đáng chết, cái này Thiết Vương tọa, lại có thể cường hãn như vậy. Võ Thiên Kỳ sắc mặt hơi có điểm khó khăn xem, một tay bảo vệ được Diệp Thần, một tay rút trường kiếm ra, liền chuẩn bị cùng Thiết Vương tọa liều chết đánh một trận. Rắc rắc sát. Nhưng mà ngay tại lúc này, võ tổ pho tượng, vậy che lấp sắt thép, toàn bộ văng tung tóe đi xuống, lộ ra tượng đá vốn là hình dáng. Rồi sau đó, nguyên cái võ tổ tượng đá, đều là toát ra kim quang sáng chói. Một phiến mênh mông, khoáng đạt tinh không, từ tượng đá trên trống lên, vô tận hồng mông hơi thở cổn đáng, lại là hồng mông đại tinh không. Cái này phiến hồng mông đại tinh không, không phải Diệp Thần thần thông, là võ tổ thần thông. Tinh không xuất hiện, võ uyên thế giới rất nhiều tai khí, đều là biến mất, nguyên bản sụp đổ thế giới quy luật, lại lần nữa ngưng tụ, cũng củng cố lại. Một đạo uy nghiêm, cuồng thả, phách đạo, phát như sư tông, dâu quai nón đầy mặt cường hãn bóng người, từ trong tinh không hạ xuống xuống. Đó là võ tổ bóng người. Giờ khắc này, võ tổ, hiển linh. Võ tổ. Thấy võ tổ hiển linh, Diệp Thần, Võ Thiên Kỳ, Thiết Vương tọa khí linh, đều là tại chỗ rung động. Tất cả yên lặng cho ta một chút, không cần đánh nữa. Võ tổ hạ xuống, bàn chân đạp mặt đất, phát ra vang dội thanh âm. Hắn thân thể có chút hư ảo, hiển nhiên chỉ là một đạo thần ảnh, nhưng cho dù là hư ảnh, vậy đỉnh thiên lập địa đại khí phách.
vẫn là để cho Diệp Thần các người rung động ở. Võ Tổ, người rốt cuộc hạ xuống, mời ngươi bước lên vô cùng ngai vàng, quân lâm thiên hạ. Thiết Vương tọa khí linh, từ chỗ ngồi bay lên, vô cùng cung kính đáp xuống, quỳ xuống ở Võ Tổ trước mặt, mời hắn bước lên vô cùng ngai vàng, nắm giữ thiên hạ. Vốn là, Hồng Quân đúc Thiết Vương tọa, chính là Võ Tổ chuẩn bị. Võ Tổ, có thể nói là Thiết Vương tọa đã từng là chủ nhân. Nghe Thiết Vương tọa mời, Võ Tổ nhưng là một tiếng thở dài, nói, Thiết Quân, thuộc về ta thời đại, đã qua, hôm nay nhất có tư cách bước lên vô cùng, không phải ta, mà là ta truyền nhân, luân hồi chi chủ. Võ Tổ ngắm nhìn Diệp Thần, trong mắt cũng là mang vẻ vui vẻ yên tâm cùng thưởng thức, tựa hồ vì mình có cái này truyền nhân, nhưng cảm thấy giải sầu. Hắn, thằng nhóc này, hắn không xứng bước lên vô cùng. Thiết Vương tọa gương mặt hơi vặn vẹo, rõ ràng không coi trọng Diệp Thần. Võ Tổ nói, Thiết Quân, người ngủ say quá lâu, không hiểu luân hồi uy nghiêm. Luân hồi huyết mạch, một khi trưởng thành đến đỉnh cấp, đó là so ta và Hồng Quân, đều cường hãn hơn bá đạo nhiều lắm tồn tại. So với ta, luân hồi chi chủ còn có tư cách bước lên vô cùng. Diệp Thần vội nói, Võ Tổ tiền bối quá khen rồi. Thiết Vương tọa hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, như cũng mang khinh thường, nói, thằng nhóc này liền võ đạo gông xiềng, cũng còn không chặt đứt, hắn muốn bước lên vô cùng, đó là nói vớ vẩn. Võ Tổ khẽ mỉm cười nói, luân hồi chi chủ tương lai chạm ra, chỉ sợ còn muốn vượt qua ta và Hồng Quân, hắn sẽ đạt thành vạn cổ không có trăm ra chém. Thiết Vương tọa tràn đầy khinh miệt, nói chỉ bằng hắn. Ta không tin. Diệp Thần nghe Thiết Vương tọa khinh thường thanh âm, nội tâm ngược lại là không có gì gợn sóng. Bởi vì cái loại này giễu cợt tiếng nói, hắn nghe được quá nhiều, lỗ tai cũng mau chai. Bất quá nhắc tới, vậy trăm ra chém, Diệp Thần đúng là vậy ít một chút lòng tin. Dẫu sao, muốn chặt đứt 100 đạo gông xiềng, chân thực quá khó khăn. Vô luận là Hồng Quân, vẫn là Võ Tổ, cũng chỉ là chạm ra 99 mà thôi. Cuối cùng một đạo tâm gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua. Võ Tổ nói, luân hồi chi chủ tu vi, hôm nay xác thực còn chưa đủ, ngươi xem thường hắn, vậy dễ hiểu. Thiết Vương tọa nói, nếu như hắn thật có thể chặt đứt trăm đạo gông xiềng, ta phụng hắn vi tôn vậy không hẳn là không thể. Diệp Thần nghe nói như vậy, tiến lên trước một bước nói, thật không? Nếu như có thể chấp trưởng Thiết Vương tọa mà nói, hắn liền có thể hồi phục cỏ nhỏ. Thiết Vương tọa nói, tự nhiên coi là thật, nhưng chỉ sợ ngươi không cái này bản lãnh. Diệp Thần ha ha cười một tiếng nói, vậy thì chờ coi. Thiết Vương tọa hừ một tiếng, ánh mắt lại lần nữa trở lại Võ Tổ trên mình, nói, Võ Tổ đại nhân, người thật không chịu bước lên vô cùng. Võ Tổ nói, ta thời đại đã qua, hôm nay là luân hồi thời đại, huống chi ta chân thân, bị kẹt ở không không lúc nào không, cũng không về được, dựa hết vào cái này một món tàn hồn, thì như thế nào bước lên vô cùng. Thiết Vương tọa ảm đạm. Nói, Võ Tổ đại nhân, người bị kẹt ở không không lúc nào không, còn có thể trở về sao? Võ Tổ cười nói, trước kia không thể nào, nhưng hiện tại khả năng, bởi vì luân hồi chi chủ đang ở trước mắt. Nghe nói như vậy, Thiết Vương tọa một hồi giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, dù gì nói, chẳng lẽ thằng nhóc này, lại có khoác cứu ngươi biện pháp? Võ Tổ phất tay một cái nói, Thiết Quân, ngươi rời đi trước đi, ngươi hơi thở quá mức cường hãn, này phương thế giới không chứa nổi ngươi. Đừng quên ngươi cam kết. Như luân hồi chạm ra trăm đạo, ngươi liền trở về thuận. Thiết Vương tọa thân thể run lên, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một mắt. Có thể để cho Võ Tổ như vậy coi trọng, Diệp Thần rõ ràng không đơn giản. Ừ. Thiết Vương tọa đáp một tiếng, đáp ứng cam kết, sau đó hắn khí linh thân thể, liền cùng ngai vàng bản thể, dần dần không nhìn thấy nhập trong hư không, biến mất không thấy. Cái này phiến võ uyên thế giới. Lại lần nữa khôi phục bình thường, tất cả thiết hóa dấu vết cũng tản đi. Võ An Quốc và rất nhiều các vệ binh, lại lần nữa khôi phục hình người, thấy Võ Tổ lại có thể hiển linh, kinh sợ được quỳ bái tại, liền liền dập đầu đầu. Võ Tổ không có nói gì nhiều, chỉ khoát tay một cái, nói các ngươi lui xuống trước đi, ta cùng luân hồi chi chủ đơn độc nói một chút. Võ Thiên Kỳ, Võ An Quốc các người, chính là kho người lĩnh mệnh lui ra. Quảng trường bên trong, gió tuyết hô hô, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Võ Tổ hai người. Võ Tổ tiền bối. Diệp Thần đứng xuôi tay.
Võ Tổ cười một tiếng, nói có lẽ, ngươi hẳn gọi ta một tiếng sư tôn. Diệp Thần trong lòng rét một cái, vội vàng sửa đổi gọi, nói, dạ, sư tôn. Hắn cùng Võ Tổ, có muôn hình vạn trạng liên hệ, kêu một tiếng sư tôn là phải làm. Sư tôn, ngươi chân thân, bị vây ở không không thế giới. Diệp Thần có chút kinh ngạc thử hỏi dò. Võ Tổ ngưng trọng gật đầu, nói, không sai, thế gian truyền thuyết ta đã chết, thật ra thì ta không có chết, chỉ là bị kẹt ở không không thế giới, từ đầu đến cuối không trở về được thực tế. Diệp Thần nói, sư tôn, ngươi không phải có thể chứng đạo không không sao, vì sao sẽ bị khốn? Năm đó, Võ Tổ cũng có chứng đạo không không thực lực, Hồng Quân cũng muốn mang hắn cùng đi không không thế giới, nhưng hắn cuối cùng cự tuyệt. Võ Tổ ha ha cười một tiếng, trong ánh mắt lướt qua một chút che lấp, nói ta cuối cùng không đi không không thế giới, bên kia thế giới có chút ra hỏa, chẳng muốn thả qua ta, nếu không phải là kéo ta đi qua. À, năm đó tranh đấu, nói hơn cũng là vô dụng, người hôm nay thực lực còn chưa đủ, không thể nào cứu ta đi ra. Diệp Thần nói, là đệ tử tu vi quá mức yếu ớt, không giúp được sư tôn. Võ Tổ nhẹ nhàng khoát tay, nói, không sao. Ngươi khoảng cách trăm gia cảnh không xa, chỉ cần có thể trảm ra trăm đạo, ngươi sau này thành tựu, đừng nói hùng bá thế giới hiện thật, chính là không không lúc nào không, cũng không ngăn nổi ngươi mũi nhọn. Diệp Thần nói, trảm ra trăm đạo, biết bao khó khăn, cuối cùng này một đạo tâm gông xiềng, liền sư tôn ngươi vậy chém không ngừng, ta phải như thế nào chặt đứt. Tim gông xiềng, Hồng Quân lão tổ chém không ngừng, Võ Tổ vậy chém không ngừng. Diệp Thần tự hỏi mình, chỉ sợ cũng khó mà chặt đứt. Võ Tổ mái tóc dài râu dài, ở gió tuyết bên trong tung bay, không câu chấp cười một tiếng nói, ta nghĩ lại trước kia chạm ra, có mới lĩnh ngộ. Ta nghĩ, muốn chém đoạn tim gông xiềng, mấu chốt chính là buông xuống chấp niệm. Diệp Thần nói, buông xuống chấp niệm. Võ Tổ nói, chính là, ta chấp niệm quá sâu, lấy là Hồng Quân chính là ta gông xiềng, thật ra thì cái này đã nhập ma chướng. Cái này thế gian, không có bất kỳ người, sẽ là ngươi gông xiềng. Ngươi gông xiềng, chỉ có chính ngươi. Chỉ cần ngươi trong lòng mình, có thể buông xuống chấp niệm, không cần tận lực đánh vào, gông xiềng tự đoạn. Chỉ là buông xuống chấp niệm bốn chữ, nói dễ, muốn làm đến cũng rất khó khăn, chính ngươi lĩnh ngộ. Diệp Thần ngẩn ngơ, mờ mịt mất mát. Hồng Quân lão tổ nói, chặt đứt tim gông xiềng, mấu chốt là nhìn thẳng nội tâm. Võ Tổ nói, mấu chốt là buông xuống chấp niệm. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Võ Tổ cười nói, ta nói, có phải hay không và Hồng Quân nói không giống nhau? Diệp Thần nói, Võ Tổ thở dài nói, nhân tâm quá mức phức tạp, ta và Hồng Quân cho ngươi, cũng chỉ là một loại tham khảo ý nghĩ, chờ ngươi chân chính bắt đầu chạm ra, như thế nào đột phá tim gông xiềng, còn muốn xem chính ngươi. Diệp Thần nói, đệ tử rõ ràng. Chặt đứt tim gông xiềng, thật ra thì chính là ngộ đạo. Muốn ngộ đạo, cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự thân. Đạo không đạo, đặc biệt nói. Nhân tâm đạo, ai cũng không nói rõ ràng. Võ Tổ và Hồng Quân, có thể cho Diệp Thần, cuối cùng cũng chỉ là một loại tham khảo, cũng không phải là chân lý tuyệt đối. Nhưng, hắn núi đá, có thể công ngọc. Đang nghe Võ Tổ và Hồng Quân thuyết giáo sau đó, Diệp Thần cũng là lớn có chút ngộ. Chí ít, đối mặt tim gông xiềng, hắn không còn là đầu óc mơ hồ. Võ Tổ nói, ta thần hồn không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu, nếu không có thể sẽ đưa tới những lão quái vật kia chú ý. Diệp Thần nói, không không lúc nào không bên trong người sao. Võ Tổ nói, cái thế giới kia người, không cách nào dùng thực tế lời nói, đi miêu tả bọn họ có cường đại dường nào, hoặc là nói, bọn họ căn bản không có thể tính là người. Không không thế giới, là một cái siêu thoát thực tế phép tắc thế giới. Thế giới hiện thật lời nói, không cách nào miêu tả không không tồn tại. Nói cách khác, ở không không lúc nào không bên trong, tồn tại hết thảy đồ, đều là không thể danh trạng tồn tại, cực kỳ quỷ dị khủng bố. Những cái kia không thể danh trạng tồn tại, cường đại đến không cách nào dùng lời nói đi miêu tả. Diệp Thần sống lưng, nhất thời toát ra từng tia lãnh ý, tựa như cảm thấy ở hắc ám bên trong, có vô số cặp mắt, đang ngó chừng mình vậy. Võ Tổ nói, không không thế giới, quá mức hỗn loạn, có lẽ chỉ có luân hồi quy luật, mới có thể để cho bên kia thế giới, thành lập được thực tế trật tự. Diệp Thần, ta chờ ngươi siêu thoát thực tế một ngày.
Nói xong lời cuối cùng, Võ Tổ ý vị sâu xa ngắm nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt có nồng nặc kỳ vọng. Diệp Thần nội tâm chấn động, không lời chống đỡ. Không không thế giới, khoảng cách hắn cuối cùng vẫn là quá mức xa vời một chút. Cái gì siêu thoát thực tế, hắn là muốn cũng không dám muốn, hiện tại chỉ muốn nghịch phạt vạn khư, chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế, ở thế giới hiện thật an ổn còn sống. Còn như siêu thoát thực tế, vậy đơn giản là xúc không thể so sánh tồn tại. Võ Tổ cười nói, ta phải đi trước khi đi, liền ban cho ngươi một môn đạo pháp, ngươi khỏe sinh lĩnh ngộ. Vừa nói, Võ Tổ cong ngón tay bắn ra, một phiến ngọc giản bắn ra, rơi vào Diệp Thần trong lòng bàn tay. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp ngọc giản kia trên, chạm chỗ Thái Thượng Chiến Vương Đạo 5 chữ. Diệp Thần nói, Thái Thượng Chiến Vương Đạo, là Thái Thượng Đạo Pháp sao? Võ Tổ gật đầu nói, chính là, Thái Thượng Chiến Vương Đạo, là Thái Thượng 30 lục đạo, bát cực một trong, đại biểu phạt thiên chiến trường đại khí phách, là chiến đấu trình độ cao nhất. Hơn nữa, người không phát hiện Thái Thượng 30 lục đạo nếu như cộng thêm bát cực, vượt quá 30 lục đạo, mà là 38 đạo. Thật ra thì năm đó thế giới hiện thật khởi nguyên khí, nhất khí hóa tam thanh, một môn đạo pháp diễn hóa ra liền ba môn đạo pháp, chính là Thái Thượng Thiên Thủ Đạo, Thái Thượng Chiến Vương Đạo, Thái Thượng Hoàng Hướng nói. Cái này ba môn đạo pháp, nhưng thật ra là một khối, người cũng thấy qua chứ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nhất khí hóa tam thanh. Ta chỉ gặp qua Thái Thượng Thiên Thủ Đạo, vậy Hoàng Triều Đạo Pháp nhưng chưa từng dòm ngó gặp qua. Ở Ly Hỏa Chi Cảnh thời điểm, Diệp Thần đã từng gặp qua, Vũ Hoàng Cổ Đế thi triển Thái Thượng Thiên Thủ Đạo nguy nga hình ảnh. Vậy Thiên Thủ Đạo Pháp, vừa thi triển ra, chính là Tiên Phật Thiên Thủ mở ra, mỗi một cánh tay đều có trích tinh cầm tháng đại khí phách, cực kỳ cường hãn. Còn như Thái Thượng Chiến Vương Đạo, tu luyện Ngọc Giản liền ở Diệp Thần trên tay, nhưng cuối cùng một môn Thái Thượng Hoàng Hướng Đạo, Diệp Thần nhưng cho tới bây giờ không gặp qua. Võ Tổ nói, ha ha, người không lưu ý xem, vậy Thái Thượng Hoàng Hướng Đạo, liền khắc ở Thiết Phương tọa bên trên. Diệp Thần hơi kinh ngạc, nói, lúc đầu vậy Hoàng Triều Đạo Pháp, liền khắc ở Thiết Phương tọa phía trên. Là đệ tử sơ sót, chưa từng lưu ý. Võ Tổ cười nói, không sao, chờ người tương lai bước lên vô cùng, chấp trưởng Thiết Phương tọa, tự nhiên liền có thể dòm ngó gặp. Thái Thượng Hoàng Hướng Đạo là một môn vô cùng cường hãn đạo pháp, lấy tự thân máu thịt làm căn cơ, dung hợp vĩnh hằng bất hủ chân lý, đem mình thân thể chế tạo thành một cái bất hủ bất diệt hoàng triều, đời 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 kéo dài tiếp. Người thân thể chính là một tòa hoàng triều, thần hồn là đế hoàng, ngũ tạng lục phủ vi thần tử, xương cốt máu thịt thành sơn sông, ánh mắt hai con ngươi chính là trời trăng sao. Diệp Thần nghe được Võ Tổ mà nói, lại là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đem người chế tạo thành hoàng triều. Nói như thế pháp, thật đúng là huyền diệu. Võ Tổ cười nói, tự nhiên huyền diệu, dẫu sao Hoàng Triều Đạo Pháp, chính là từ khởi nguyên khí bên trong tạo ra tới. Nhất khí hóa tam thanh, ta cho ngươi Chiến Vương Đạo Pháp, còn có Vạn Khư Thiên Thủ Đạo Pháp, đều là có cùng nguồn gốc, có chỗ diệu dụng, quay về hợp lại, chính là Thái Thượng Khởi Nguyên Đạo, ở 36 cửa Thái Thượng Đạo Pháp bên trong, hạng thứ hai. Thái Thượng Khởi Nguyên Đạo, nhất khí hóa tam thanh, Thiên Thủ Tiên Phật, Nghịch Thiên Chiến Vương, bất hủ hoàng triều, có cường hãn bí ẩn chỗ. Diệp Thần nhìn trong tay Chiến Vương Đạo Pháp Ngọc Giản, rung động trong lòng. Đến đây, Thái Thượng 36 con đường Pháp, Diệp Thần đã nghe nói qua 35 nói. Cái này 35 con đường Pháp, chính là Thái Thượng Khởi Nguyên Đạo, Thái Thượng Loạn Vũ Đạo, Thái Thượng Thiên Điều Đạo, Thái Thượng Tinh Hy Đạo, Thái Thượng Đan Thanh Đạo, Thái Thượng Phù Khôi Đạo, Thái Thượng Thiên Táng Đạo, Thái Thượng Thiên Uyên Đạo, Thái Thượng Thiên Đế Đạo, Thái Thượng Thiên Kiếm Đạo, Thái Thượng Thiên Long Đạo, Thái Thượng Thiên Ma Đạo, Thái Thượng Thiên Xí Đạo, Thái Thượng Thiên Dương Đạo, Thái Thượng Thiên Chú Đạo, Thái Thượng Thiên Phù Đạo, Thái Thượng Thiên Sát Đạo, Thái Thượng Thiên Sư Đạo, Thái Thượng Thiên Phật Đạo, Thái Thượng Thiên Thánh Đạo, Thái Thượng Thiên Yêu Đạo, Thái Thượng Thiên Tàn Đạo, Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo, Thái Thượng Thiên Thủ Đạo, Thái Thượng Thiên Cực Đạo, Thái Thượng Thiên Quỷ Đạo, Thái Thượng Thiên Cương Đạo, Thái Thượng Thiên Cổ Đạo, Thái Thượng Thiên Băng Đạo, Thái Thượng Thiên Đoán Đạo, Thái Thượng Thiên Phán Đạo, Thái Thượng Thiên Mỹ Đạo, Thái Thượng Thiên Hống Đạo, Thái Thượng Thiên Độn Đạo, Thái Thượng Thiên Khi Đạo. Trong đó, Thái Thượng Khởi Nguyên Đạo, nhất khí hóa tam thanh, lại biến hóa ra Thiên Thủ Tiên Phật, cao nhất Chiến Vương, bất hủ Hoàng Triều bí ẩn. Diệp Thần nói, Sư Tôn, 36 con đường Pháp, ta đã biết 35 đạo, còn thiếu cuối cùng một đạo,
cũng không biết là cái gì, xin sư tôn chỉ điểm. Thái thượng 30 lục đạo, hàm chứa thái thượng phép tắc bí ẩn, nếu như toàn bộ biết được, có lẽ có thể dò ngó gặp một chút thái thượng phép tắc bí mật, coi như không phi thăng, cũng có thể trước thời hạn quen thuộc cấp trên quy luật. Võ Tổ nói, cuối cùng này một đạo, cũng là thần bí nhất một đạo, tên là thái thượng vô ngã đạo, là một môn rất đặc thù đạo pháp, ở thái thượng 30 lục đạo bên trong, xếp hạng thứ nhất, uy lực thậm chí ở thái thượng đạo bát cực bên trên. Diệp Thần nghe cái này khá là tên cổ quái, con người hơi co lại, nói thái thượng vô ngã đạo. Võ Tổ nói, muốn bước vào không không, đầu tiên muốn đạt tới vô ngã vô niệm, vạn vật đều là không cảnh giới, chỉ có tham phá liền vạn vật đều là hư không, mới khá tiến thêm một bước, lĩnh ngộ liền hư không cũng không có thế giới, cũng chính là không không, rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, nhưng lại không nói ra được. Võ Tổ nói, vô ngã đạo pháp quá mức thần bí, ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện ta cho ngươi chiến vương đạo pháp, giữ thật ta cùng chiến đấu ý niệm, không cần nhớ đi không không bí ẩn, ngươi còn xa xa không tư cách đụng chạm cái cảnh giới kia. Diệp Thần siết chặt ngọc giản, nói, Võ Tổ hơi một gật đầu, nói ta đi, lần sau gặp nhau, hy vọng ngươi đã trảm ra trăm đạo. Tiếng nói rơi xuống, võ tổ thân thể, chính là dần dần nhạt đi tiêu tán. Giữa trời đất gió tuyết gào thét, chìm ngập tất cả dấu vết, mới vừa phát sinh hết thảy, tựa như đều không từng tồn tại qua. Diệp Thần nắm chiến vương đạo pháp tu luyện ngọc giản, buồn bã mất mát. Lần này võ tổ hạ xuống, thuyết giáo truyền nghiệp, cho Diệp Thần cực lớn dẫn dắt. Nhìn thẳng nội tâm, buông xuống chấp niệm. Có lẽ, đây chính là chặt đứt tim gông xiềng mấu chốt. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, nhìn võ tổ tượng đá, trong lòng đối vậy trảm ra trăm đạo. Cũng là dấy lên một chút hy vọng. Có Hồng Quân và Võ Tổ chỉ điểm, hắn có lẽ thật có thể, đạt thành vạn cổ không có trăm ra chém thành liền. Lập tức, Diệp Thần ở trảm ra võ trường trên, ngồi xếp bằng xuống. Dĩ nhiên, hắn không phải muốn trảm ra, hiện tại hắn cảnh giới còn chưa tới. Trước đánh vào chín tầng trời nói sau. Diệp Thần nghĩ thầm, muốn có trảm ra tư cách, tu vi đầu tiên muốn đạt tới thái chân cảnh chín tầng trời. Bây giờ Diệp Thần, chỉ là tầng 8 trời, còn kém một tầng. Lập tức, Diệp Thần chính là nắm võ tổ lưu lại ngọc giản, bắt đầu cảm ngộ thái thượng chiến vương đạo bí ẩn, muốn dựa vào môn đạo pháp này, trực tiếp đánh vào cảnh giới. Oanh! Diệp Thần thần hồn năng lượng, một thấm vào nhập trong ngọc giản, chính là bắt được một cổ vô cùng hung mãnh, vô cùng cường hãn hơi thở. Đó là phạt thiên chiến trường, chưa từng có từ trước đến nay, ác liệt đến mức tận cùng chiến đấu hơi thở. Cái này cổ chiến đấu hơi thở, ngược lại là cùng Phạm Thiên Thần Công bên trong đấu chữ quyết, rất có cộng thông chi sử. Diệp Thần tính hạ tâm lai, từ từ lĩnh ngộ. Rào. Theo Diệp Thần lĩnh ngộ, vậy chiến vương đạo pháp ngọc giản, cũng là hóa thành cho tàn. Từng luồng máu đỏ chiến mang, từ Diệp Thần trong cơ thể bung ra, ở đầy trời trong gió tuyết, không ngừng tách thả ra, cuối cùng buộc vòng quanh một tôn cao nhất chiến vương bóng người, chiếm cứ ở Diệp Thần sau lưng. Vậy một tôn chiến vương, người mặc màu máu khôi giáp, thần uy như ngục, chừng trăm trượng cao, đỉnh thiên lập địa. Ở đó chiến vương hư ảnh bao phủ hạ, Diệp Thần cũng giống như hóa thân thành chiến cuồng, cuồng bạo chiến đấu ý niệm, lăn lăn như nước thủy triều khuếch tán ra, đúng là làm được chung quanh gió tuyết, đều là dừng lại. Đây chính là chiến vương đạo pháp bí ẩn sao, thật là cường hãn hơi thở. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy cả người hơi thở dồi dào, chiến ý bão táp. Nếu như lúc này, hắn lại đi đối kháng thiên quân, tuyệt sẽ không giống trước kia như vậy cố hết sức, chỉ sợ chiến vương quả đấm một đuổi ra ngoài, liền đủ để đem thông thường tầng dưới chót thiên quân trong nháy mắt giết. Nhưng mà, ở lĩnh ngộ thái thượng chiến vương đạo sau đó, Diệp Thần cảnh giới tu vi, vẫn là tầng 8 trời, cũng không có thể đột phá. Cuối cùng nhất tầng thiên, thật đúng là khó khăn à. Diệp Thần xúc động một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo vô hình bình phong che chở vậy. Làm sao cũng xông phá không đi qua. Đó chính là cảnh giới bình phong che chở. Muốn đánh vào đến thái chân cảnh 9 tầng trời, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Tu La hồn đạo, luyện hóa cho ta. Diệp Thần cắn răng một cái, trực tiếp đem đan điền chỗ sâu, lắng đọng trước Tu La hồn đạo kích thích ra. Luân hồi thánh hồn thiên 6 hồn đạo mảnh vỡ, Diệp Thần đã thu tập được 5 cái. Trong đó,
Tu La hồn đạo đạt được sau đó, còn không luyện hóa, bởi vì nhiều lần luyện hóa, đều có chút thất bại. Ban đầu liền hy vọng chờ thực lực tăng lên nữa một ít luyện hóa lại. Hiện tại, vì đánh vào cảnh giới, Diệp Thần liền đem Tu La hồn đạo kích hoạt, bắt đầu luyện hóa. Vù vù, Tu La hồn đạo kích thích ra, từng tia cổ quái thâm trầm Tu La huyết khí, chính là tràn ngập ra, mơ hồ tới giữa, lại là cùng Diệp Thần sau lưng cao nhất chiến vương hư ảnh, dung hợp lại. Vậy một tôn cao nhất chiến vương, tựa như hóa thành Tu La, hơi thở vô cùng hung hãn. Diệp Thần hô hấp thổ nạp, đem vậy Tu La hồn đạo linh khí, toàn bộ dung vào bên trong cơ thể, dung nhập vào luân hồi thánh hồn thiên bên trong. Rào. Một phiến mênh mông thiên vũ, ở Diệp Thần trên đỉnh đầu mở ra, đó chính là luân hồi thánh hồn thiên khí tượng. Thiên phú lục đạo, giờ khắc này, luân hồi thánh hồn thiên 6 trong khu vực, có 5 cái đã khôi phục viên mãn. Tu La hồn đạo mảnh vỡ, chính là nguyên vẹn luân hồi thánh hồn thiên bên trong. Ông ông ông, Tu La hồn đạo trở về vị trí cũ, trong thoáng chốc, Diệp Thần tinh thần năng lượng bạo tăng, cả người khí lưu nổ, bắt đầu mãnh liệt đánh vào 9 tầng trời cổ trai. 9 tầng trời, phá cho ta. Diệp Thần trong lòng quát lên một tiếng lớn, thân xác tất cả linh khí, tinh thần tất cả năng lượng, đều bắt đầu đánh vào thái chân cảnh 9 tầng trời, muốn một lần hành động đột phá. Rắc rắc sát. Diệp Thần cả người xương cốt, cũng phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng vậy tiếng vang. Rồi sau đó, Diệp Thần tay phải, đột nhiên phát ra liên tiếp bạo động tử vậy tiếng vang, tựa như có vật gì vỡ vụn. Ta đột phá. Diệp Thần ngẩn ngơ, cẩn thận cảm ứng mình một chút thân thể, nhưng kinh ngạc phát hiện, mình tu vi, vẫn là thái chân cảnh tầng 8 trời, cũng không có đột phá. Nhưng, hắn tay phải bàn tay, nhưng xuất hiện kinh người dị biến. Tay phải võ đạo gông xiềng, lại có thể toàn bộ bị xông lên chặn. Thân thể con người cả người, có 100 đạo võ đạo gông xiềng, tay phải có 5 đạo, đúng như tay có 5 ngón tay vậy. Giờ khắc này, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, tay phải võ đạo gông xiềng, lại có thể toàn bộ đột phá. Ta lại có thể bắt đầu chạm ra. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, nên biết đạo, hắn tu vi còn chỉ là thái chân cảnh tầng 8 trời ạ, theo lý thuyết, còn chưa tới chạm ra thời điểm. Nhưng hiện tại, ở Diệp Thần dưới sự xung kích, hắn bàn tay phải gông xiềng, nhưng là bất ngờ bị xông lên chặn. Gông xiềng vừa vỡ, Diệp Thần cũng cảm giác được, vô cùng vô tận linh khí, điên cuồng tràn vào tay phải bên trong. Rắc rắc, hắn nắm chặt quyền, thì có tư thế hào hùng tiếng vang, nổ lên. Bàn tay cuồng bạo năng lượng, để cho Diệp Thần có một loại ảo giác, coi như là vũ trụ tinh thần, hắn đều có thể một tay bóp vỡ. Coi như là thiên quân cường giả, hắn đều có thể một tay nghiền bảo. Đây chính là gông xiềng chặt đứt sau đó, lực lượng tăng trưởng sao. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình tay phải. Chỉ là chặt đứt 5 đạo gông xiềng, hắn liền cảm thấy mình hoàn toàn lột xác. Tay phải lực lượng, so với trước kia cường hãn 10 lần vượt quá. Nếu như là phổ thông nhất tầng thiên thiên quân, vào thời khắc này Diệp Thần trong tay, cùng một con kiến hôi kém không nhiều, hắn tay phải đung đưa một tí, liền có thể nghiền chết. Gông xiềng chặt đứt sau đó, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Diệp Thần rung động vạn phần, chẳng lẽ mình lại có trước thời hạn chạm ra cơ hội. Hắn lật đật ngồi xếp bằng ngồi yên, tiếp tục thử nghiệm chạm ra. Ở luyện hóa Tu La hồn đạo sau đó, Diệp Thần luân hồi thánh hồn trời, cường đại hơn, tinh thần cũng càng rõ ràng. Hắn có thể thấy rõ, tự thân 100 đạo gông xiềng phân phối, mỗi một đạo gông xiềng mạnh yếu, đều là thấy rõ. Cẩn thận xem dưới, Diệp Thần quả nhiên chính là phát hiện, trong trái tim một đạo gông xiềng, nhất là vững chắc, hắn thử nghiệm đánh vào một tí, vậy tim gông xiềng cũng động đều không kéo theo một tí. Hắn đánh vào, liền giống như là giọt nước đụng đập nước, kiến càng hám cây, buồn cười không tự lượng. Tim gông xiềng, quả nhiên khó mà xông lên đoạn. Diệp Thần thử nhe răng, chính là buông tha đánh vào tim gông xiềng ý niệm. Hắn lấy ra nhâm phi phàm cho hắn phù chiếu, trực tiếp bóp vỡ. Phù này chiếu bên trong, hàm chứa nhâm phi phàm năm đó, chạm ra ý niệm. Phù chiếu một bóp vỡ, Diệp Thần chính là bắt được, nhâm phi phàm năm đó chạm ra thiên cơ hình ảnh. Năm đó, nhâm phi phàm cũng là ở võ uyên thế giới, cái này chạm ra võ trường trên chạm ra. Nhâm phi phàm chạm ra, và Hồng Quân từng bước phi doanh, võ tổ cuồng thả phách đạo, khác hẳn không cùng.
hắn chạm ra, là quân tử như ngọc, dửng dưng như nước, bất luận đụng phải cái gì gian nan hiểm trở, từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh tâm cảnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhâm tiền bối quả nhiên là quân tử phong độ, trời sập cũng sẽ không chút nào thay đổi. Diệp thần âm thầm bội phục, ngưng thần cảm ngộ nhâm phi phàm chạm ra ý niệm. Cuối cùng, nhâm phi phàm chặt đứt đầu lâu gông xiềng, cộng chạm ra 97 đạo sau đó, đã đến cực hạn. Nhưng, hắn không có buông tha, còn muốn hướng cặp mắt gông xiềng, tim gông xiềng, phát động công kích. Thật ra thì lấy nhâm phi phàm thiên phú, hắn là có thể đánh vào đến 99 đạo gông xiềng, xem Hồng Quân và Võ Tổ như vậy. Nhưng, hắn lúc đó võ đạo tích lũy, còn chưa đủ, chạm ra 97, đã là hắn cực hạn. Lúc đó nhâm ra, có hai đại thiên kiêu, trừ hắn ra, còn có một cái đảm nhiệm thiên nữ. Cho nên, nhâm ra võ đạo tài nguyên, cũng không phải là toàn bộ dốc vào đến hắn trên mình. Đảm nhiệm thiên nữ, từ ra đời bắt đầu từ ngày đó, liền từ đầu đến cuối cùng nhâm phi phàm cạnh tranh, khắp nơi cướp đoạt, khắp nơi cương quyết, chính là muốn tranh một cái ai là chân chánh thiên mệnh. Cho nên, nhâm phi phàm tích lũy võ đạo tài nguyên, không hề coi là hùng hậu, đưa đến hắn chạm ra thời điểm, tích lũy không đủ, thiên phú không có thể hoàn toàn phát huy được. Chạm ra 97, chính là hắn thời khắc này cực hạn. Nhưng mà, nhâm phi phàm biết rõ mình tới cực hạn, còn ở liều chết đánh vào. Quân tử đạo, biết rõ không thể làm mà thôi, bách chiết không cào, tuyệt không thối lui, tuyệt không nhẹ mà nói bỏ. Nhâm phi phàm, chính là như vậy quân tử. Diệp thần cảm nhận được nhâm phi phàm ý niệm, cũng là một hồi rung động. Nhưng hắn thật sâu rõ ràng, võ đạo tích lũy không đủ, cưỡng ép đánh vào gông xiềng, đại khái trước tiên sẽ thất bại. Thất bại hậu quả, cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên, nhâm phi phàm đánh vào cặp mắt gông xiềng, vẫn bị thất bại. Phốc, phốc, hắn hai con ngươi, phát ra một hồi nổ vang. Con ngươi tại chỗ bể mất, thành người mù. Thất bại sao? Hình ảnh bên trong, nhâm phi phàm chạm ra thất bại, thành người mù sau đó, phát ra trầm thấp lại không cam lòng lời nói. Hai hàng máu loáng, từ hắn trống rỗng trong hốc mắt chảy xuống, giống như máu nước mắt vậy. Ha ha, tiểu phàm, người thất bại. Bất quá, người vậy so ta cường hãn, ta nặng chạm ra khóa sau đó, cũng chỉ là chạm ra 96, người nhưng liền đầu lâu gông xiềng đều chặt đứt. Đây là, một đạo quần áo trắng lung lay bóng người, ở đầy trời gió tuyết bên trong, hạ xuống đến nhâm phi phàm bên người, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ, ngươi làm sao tới? Nhâm phi phàm tuy mù liền cặp mắt, nhưng không có động tĩnh, nhàn nhạt cầm ra một cái màu trắng vải mang, cuốn lấy ánh mắt. Đảm nhiệm thiên nữ ha ha cười nói, ta tới thông báo ngươi một tiếng, ngươi chạm ra 97, khí tượng quá lớn, đã kinh động vũ hoàng cổ đế, hắn chuẩn bị tự mình động thủ giết ngươi, ngươi chạy nhanh một chút đi, nếu không liền chạy không thoát lạc, hắn cũng không sẽ xem ngươi là người mù, liền tha ngươi. Vũ hoàng cổ đế chạm ra số lượng, chỉ là 93 mà thôi, tuy nói vậy đủ để chấn động thước cổ kim, nhưng cùng nhâm phi phàm và đảm nhiệm thiên nữ so sánh, cuối cùng không bằng. Đảm nhiệm thiên nữ là phụ nữ, dựa vào cái này một tầng, có thể để cho vũ hoàng cổ đế buông lỏng cảnh giác. Nhưng nhâm phi phàm nhưng là nam, hơn nữa còn cùng luân hồi chi chủ là bạn thân, vũ hoàng cổ đế không thể nào thả qua hắn. Nhâm phi phàm gật đầu một cái, nói ừ, đa tạ ngươi cho biết, vậy ta liền đi trước, ngươi chăm sóc kỹ lão tổ. Đảm nhiệm thiên nữ cười nói, ngươi mắt bị mù, đại lộ sứt mẻ, tương lai muốn trở thành thiên quân đều khó, ngươi định làm như thế nào? Nhâm phi phàm nói, ta sẽ đi tìm luân hồi chi chủ, hắn tinh thông y thuật, hắn có thể trị hết ta. Dứt lời, nhâm phi phàm sải bước vào trong gió tuyết, bóng người rất nhanh biến mất không thấy. Thiên cơ hình ảnh đến nơi này, cũng là hoàn toàn tiêu tán đi. Diệp thần sau khi xem xong, nội tâm rung động vạn phần. Lúc đầu nhâm tiền bối năm đó, chạm ra thất bại, liền ánh mắt cũng mù hết. Diệp thần rất chấn động, khó trách nhâm phi phàm chiếu cố mình như vậy, trừ lưng đeo luân hồi hộ đạo giả sứ mạng bên ngoài, kiếp trước luân hồi chi chủ, còn đối với hắn có ân. Hắn ánh mắt mù hết, là kiếp trước luân hồi chi chủ, hỗ trợ chữa xong, để cho hắn khôi phục đại lộ viên mãn, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thân thể phát ra, bị thiên địa, coi như là có một chút xíu sứt mẻ, cũng không thể trở thành thiên quân. Muốn trở thành là trời quân, thân thể phải là hoàn mỹ không sứt mẻ trạng thái.
Đến đây, Diệp Thần xem xong Hồng Quân Lão Tổ, Võ Tổ, Nhâm Phi Phàm ba vị cường giả trảm ra trải qua. Hồng Quân đạo, là trực diện nội tâm. Võ Tổ đạo, là buông xuống chấp niệm. Nhâm Phi Phàm đạo, là quân tử bách chiết, bất khuất không cào. Ba đại cường giả trảm ra ý niệm, đánh thẳng vào Diệp Thần tâm cảnh. Diệp Thần như có sở ngộ, vậy bắt đầu trảm ra. Vận chuyển lục đạo luân hồi pháp, Diệp Thần sau lưng, có luân hồi chi bàn hư ảnh hiện lên. Hắn duy trì hô hấp thiết tấu, điều động cả người linh khí, trước tiên bắt đầu trước đánh vào trên tay trái gông xiềng. Tay phải gông xiềng đã đả thông, tay trái gông xiềng còn không thông, cũng có năm nói. Hai tay gông xiềng, thuộc về tay tam dương đứng đắn, là thân thể rất nhiều kinh mạch một trong. Võ đạo trảm ra, chính là từ chặt đứt trong kinh mạch gông xiềng bắt đầu, lại chém xương cốt gông xiềng, cuối cùng là đầu lâu gông xiềng, đôi mắt gông xiềng, tim gông xiềng. Diệp Thần đánh vào tay trái gông xiềng, thuận lợi ngoài ý liệu. Tay trái năm đạo gông xiềng, ở trong nháy mắt bị đả thông. Oanh! Gông xiềng một trận, tay trái trong kinh mạch mặt, tích lũy bàng bạc năng lượng, ngút trời tiềm lực, chính là ầm ầm bùng nổ. Diệp Thần tay trái lực lượng, vậy giống như tay phải vậy, ở trong nháy mắt tăng cường 10 lần. Tốt lực lượng cường hãn. Diệp Thần hai tay nắm chặt quyền, chỉ cảm thấy lực lượng dâng trào tới cực điểm. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, nếu như mình hai quả đấm đuổi ra ngoài, đủ để đem trước mắt cái này võ uyên thế giới một phần chia không gian, hoàn toàn đánh bể. Gông xiềng một sông lên đoạn, trong huyết mạch tích lũy năng lượng và tiềm lực, toàn bộ thả ra ngoài, lực lượng kia cùng nội thức tăng trưởng, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng. Đi đôi với Diệp Thần chạm ra, luân hồi khí tượng cũng là rung chuyển lên. Một cổ màu vàng kim trùm tia sáng, từ Diệp Thần trên thân thể nổ lên, nối thẳng bầu trời. Đó là luân hồi trùm tia sáng, lóng lánh vô số cổ xưa thâm ảo đường vân, tầng tầng luân hồi thiên quốc, như 33 thiên tiêu vũ vậy, tầng tầng bầy. Trước kia Diệp Thần, chỉ có thể mở ra mở một cái luân hồi thiên quốc. Nhưng giờ khắc này, đi đôi với hắn gông xiềng chặt đứt, luân hồi năng lượng thả ra ngoài, hắn lại có thể mở ra ăn gian trăm tầng luân hồi thiên quốc, mỗi một tầng thiên quốc, cũng truyền ra lảnh lót hùng dũng ngâm sướng, vô số tín đồ ở trong đó khấn cầu màng bái, ngưỡng mộ luân hồi uy nghiêm. Vậy lanh lảnh luân hồi khấn cầu ngâm sướng, trực tiếp truyền khắp võ uyên thế giới. Võ uyên thế giới bên trong, tất cả võ giả cùng dân chúng, đều là kinh hãi. Bởi vì, bọn họ ở đó từng tầng một luân hồi thiên quốc bên trong, thấy được chữ viết cổ xưa. Đó là Thiên Võ Ngọa Long Kinh chữ viết. Bọn họ thấy ở luân hồi thiên quốc bên trong, thật nhiều pho tượng, Hồng Quân pho tượng, Võ Tổ pho tượng, Nhâm Phi Phàm pho tượng, luân hồi pho tượng vân. Vân, luân hồi chi chủ hạ xuống chúng ta võ uyên thế giới. Hắn lại có thể ở cung phụng Võ Tổ, chẳng lẽ hắn chính là Võ Tổ truyền nhân? Luân hồi chi chủ muốn trảm ra liền sao? Hào hùng như vậy khí tượng, chẳng lẽ hắn muốn đạt thành vạn cổ không có trăm ra chém? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ở trảm gia võ bên ngoài sân trên bình nguyên, võ thiên kỳ và võ an quốc các người, thấy luân hồi kim quang ngất trời, đều là kinh hãi. Điện chủ đại nhân, luân hồi chi chủ, hắn muốn trảm gia, võ an quốc rung động nói. Cái này không thể nào, hắn không phải mới thái chân cảnh tầng 8 thiên sao, lại có thể trước thời hạn trảm gia. Võ thiên kỳ sắc mặt cuồng biến, trước thời hạn trảm gia, cũng không phải là chuyện gì tốt. Kém nhất tầng thiên. Võ đạo tích lũy, khác xa lắc xa lơ. Trảm ra trăm đạo, vốn là vô cùng khó khăn, nếu như tích lũy không đủ, rất có thể thất bại. Ví dụ như năm đó Nhâm Phi Phàm, có trảm ra 99 tư chất, nhưng bởi vì tích lũy không đủ, cuối cùng tiếc nuối dừng bước 97. Võ Thiên Kỳ cũng không muốn Diệp Thần dẫm lên vết xe đổ, hắn lật đật chạy hồi võ trường, nhưng gặp trảm ra võ trường bên trong, luân hồi kim quang cuồn cuộn. Luân hồi khí tượng dâng trào đến trình độ cao nhất, cho dù lấy hắn vô lượng cường giả tu vi, cũng cảm nhận được một chút nghẹt thở. Võ An Quốc vậy vội vàng đi theo tới, có chút bối rối nói, điện chủ đại nhân, làm sao bây giờ, luân hồi chi chủ nhưng mà võ tổ truyền nhân à, chúng ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Võ Thiên Kỳ khẽ cắn răng, nói, luân hồi chi chủ luân hồi liền cửu thế, hắn có hắn mưu đồ, thôi, hắn nếu trước thời hạn trảm ra, nói không chừng là có cái gì thâm ý. Chúng ta chớ không nên quấy rầy. Lập tức, Võ Thiên Kỳ liền yên tĩnh đứng ở võ trường bên bờ,
vậy không dám đi qua quấy rầy Diệp Thần. Diệp Thần tất cả tâm thần, đều ở đây chạm ra, nếu như lúc này quấy rầy hắn, rất dễ dàng để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ bạo thể chết đi. Võ giữa sân Diệp Thần, ở chặt đứt hai tay gông xiềng sau đó, đã chạm ra 10 đạo, liền thử nghiệm đánh vào hai chân gông xiềng. Nhưng mà, hai chân gông xiềng, muốn đánh vào, so với Diệp Thần tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều. Hắn đánh sâu vào mấy lần, cũng không có hiệu quả, hai chân gông xiềng như cũ vững chắc. Nếu như mạnh hơn nữa được đánh nói, hắn hai chân rất có thể sẽ tê liệt. Ta võ đạo tích lũy, còn chưa đủ sao? Diệp Thần cắn răng, cảm thấy chạm ra khó khăn. Hắn tu vi là thái chân cảnh tầng 8 trời, khoảng cách 9 tầng trời cuối cùng kém một tầng. Chính là kém tầng một tích lũy, đưa đến hiện tại chạm ra đặc biệt khó khăn. Nhưng mà bất kể như thế nào, luân hồi chạm ra khí tượng, từng tầng một luân hồi thiên quốc huy hoàng, đã hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Như bánh xe trở về khí tượng, trực tiếp chọc thủng võ uyên thế giới hạn chế, lan truyền đến ngoại giới đi. Ùm ùm, thái thượng thế giới, mưa gió cổn đáng, tiếng sấm kịch liệt. Tầng tầng kim quang, ở chân trời bầy, diễn hóa ra từng tầng một luân hồi thiên quốc mênh mông cảnh tượng. Vô số luân hồi tín đồ, ở thiên quốc bên trong ngâm sướng khấn cầu. Trận kia trận tiếng ngâm sướng, đáng nghịch thái thượng thế giới thiên sơn vạn nhạc. Rất nhiều thái thượng thế giới các cường giả, nghe được cái này tiếng ngâm sướng thời điểm, cũng sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ cũng lấy là, vạn khư thần điện đã tiêu diệt, luân hồi trật tự, muốn ở thái thượng thế giới thành lập, thống ngự vạn phương. Vạn khư thần điện bên trong, Vũ Hoàng cổ đế thấy mình sơn môn bầu trời, nhấp nhô luân hồi thiên quốc hư ảnh, ra mặt nhất thời run rẩy. Đáng chết kia tiểu tử, đã bắt đầu chạm ra. Hắn tốc độ tu luyện, lại có thể nhanh như vậy. Xem hắn chạm ra khí tượng, chẳng lẽ là hướng về phía trăm gia chém tới. Vũ Hoàng cổ đế nội tâm chấn động, trước mắt luân hồi khí tượng, quá mênh mông, để cho hắn có một loại sâu đậm nguy cơ. Nếu như Diệp Thần thật chạm ra trăm đạo, vậy tuyệt đối muốn nghịch thiên. Năm đó Hồng Quân và Võ Tổ, cũng chỉ là chạm ra 99 thôi. Vậy cuối cùng một đạo tâm gông xiềng, nhưng cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua. Một khi luân hồi đạo tâm, gông xiềng chém tới, vậy cho dù là Vũ Hoàng cổ đế, vậy không chắc chắn chân áp. Vũ Hoàng cổ đế bấm ngón tay tính toán, liền bắt được lúc này Diệp Thần, đang võ uyên trong thế giới chém ra. Hắn ánh mắt run lên, bàn tay vung lên lúc đó, trên mặt đất liền hiện ra một cái kết giới cũi. Cũi bên trong, khốn khóa một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Vậy thiếu niên chỉ có nửa bên mặt, ngoài ra nửa bên mặt, đã bị người chém tới. Vạn Diệp, ta cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi cho ta đi võ uyên thế giới, đem Diệp Thần vậy tiểu tử bắt trở lại. Nếu như không có thể bắt sống, vậy thì giết. Vũ Hoàng cổ đế lạnh giọng phát ra lệnh. Vậy trong nhà tù mỹ thiếu niên, chính là đế thích nhà lão tổ, 9 tầng trời thần thuật Mạn Châu xa hoa trải qua người chấp trưởng, đế thích Vạn Diệp. Đế thích lão tổ đế thích Vạn Diệp, vĩnh viễn là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hình dáng, tướng mạo so với đế thích thiên còn muốn anh tuấn. Hắn đã từng cùng Nhâm Phi Phàm tranh đoạt 33 thiên thái thượng thần khí, hạng thứ 2 Tuyết Táng Tinh Trần, bị Nhâm Phi Phàm chém tới liền nửa bên đầu. Sau đó, hắn cùng đế thích thiên cấu kết, muốn phụ trợ đế thích thiên tu luyện tâm ma tầng thứ 9, kết quả thua chuyện. Đế thích thiên thân xác bị diệt, thần hồn bị nhốt. Đế thích Vạn Diệp cũng bị Vũ Hoàng cổ đế tự tay trấn áp, nhốt ở cũi bên trong. Giờ phút này, luân hồi chém ra, khí tượng quá bàng bạc, Vũ Hoàng cổ đế liền lần nữa bắt đầu sử dụng đế thích Vạn Diệp, muốn bắt tóm Diệp Thần. Đế thích Vạn Diệp, dẫu sao là năm xưa 10 đại thiên quân lão tổ một trong, tu vi tự nhiên không phải chuyện đùa, chính là vô lượng cảnh cao thủ. Đế thích Vạn Diệp nghe được có lấy công chuộc tội cơ hội, nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ lão tổ xá tội ân. Ta nhất định đem vậy luân hồi chi chủ chộp tới. Vũ Hoàng cổ đế sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt phung tay lên, một món trúc xanh hồ tiên ao nước, từ trong hư không phóng tới, tưới ở đế thích Vạn Diệp nửa bên trên đầu. Đế thích Vạn Diệp bị chém rơi nửa bên đầu, lại lần nữa sinh mọc ra, đại lộ khôi phục viên mãn. Hắn lại là ngạc nhiên mừng rỡ, quỳ xuống tạ ơn. Vũ Hoàng cổ đế chỉ khoát khoát tay, nói ta còn chưa nói muốn ân xá tội của ngươi qua. Chờ ngươi cầm luân hồi chi chủ bắt trở lại hãng nói. Đế thích Vạn Diệp nói,
Dừng một chút, hắn lại có chút chần chờ nói, nhưng mà, luân hồi chi chủ ở võ uyên thế giới, vậy phương thế giới là võ tổ chế tạo, một mực giữ trung lập, từ không nhúng tay vào ngoại giới nhân quả, chúng ta vạn khư qua đi đòi người, không hợp quy củ, vạn nhất kinh động võ tổ đại giá. Vũ Hoàng cổ đế hừ một tiếng, nói ta chính là biết khó giải quyết, cho nên mới kêu ngươi ra tay, nếu như ngươi không có thể giải quyết, vậy thì xách cái đầu của ngươi trở về gặp ta. Đế Thích Vạn Diệp trong lòng rét một cái, trầm giọng chắp tay nói, lão tổ mời yên tâm, ta nhất định không phụ lòng ngươi nơi nhờ. Lập tức, Đế Thích Vạn Diệp chính là mang một chi tinh nhuệ đệ tử, đi võ uyên thế giới, chuẩn bị bắt Diệp Thần. Nguyện vọng thần giáo bên trong sơn môn. Hai cô gái, trần truồng thân thể, ở một cái ao trong đàm tắm. Vậy ao đàm chính là cầu nguyện hồ tiên, có từng tia mông lung khói mù tràn ngập. Tắm hai cô gái, một cái là Thái Thượng Thiên Nữ, một cái là Diệp Lạc Nhi. Hai người ngâm ở trong ao nước, đột ngột dòm ngó hôm nay trên bầy luân hồi khí tượng, đều là chấn động. Diệp đại ca, muốn bắt đầu chém ra liền sao? Diệp Lạc Nhi thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu như Diệp Thần hiện tại liền bắt đầu chém ra, vậy tốc độ đột phá, không khỏi quá nhanh một chút. Ha ha, thằng nhóc này, thật có bản lãnh. Thái Thượng Thiên Nữ khóe miệng cũng là vuốt vẻ mỉm cười, đầu ngón tay cầm lấy bầy đặt ở ao bờ nước băng hoàng thiên kiếm, nhẹ nhàng ma thức, như mộng nghệ bàn nhẹ giọng nói. Như ngươi thật có thể chém ra trăm đạo, ta thanh kiếm này, cho ngươi mượn cũng không sao. Kiếm môn, trong tranh thế giới. Vậy minh mông luân hồi khí tượng, thậm chí truyền đến cái này phiến trong tranh trong thế giới, đơn giản là ngoại hạng. Kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, đang hướng kiếm môn thất tử thuyết giáo, đột ngột cảm nhận được luân hồi khí tượng hạ xuống, nhất thời vô cùng chấn động. Lúc này kiếm môn thất tử, Tống Viêm Quân đã bị chém chết, chỉ còn lại 6 người. Ở kiếm môn thất tử phía sau, là mỗi người bọn họ sư tôn, đều là kiếm môn bên trong cao tầng trưởng lão. Còn có chút người làm, ở bên cạnh hầu hạ. Lần này luân hồi khí tượng hạ xuống, cái này phiến trong tranh thế giới, khắp nơi nhộn nhạo kim quang. Trưởng giáo Trương Thanh Vũ, tất cả trưởng lão, kiếm môn thất tử, từng cái những người làm, đều là kinh hãi. Có người làm thấp giọng nghị luận, chẳng lẽ luân hồi chi chủ, đã giết tới thái thượng thế giới, tạo lập được thống trị trật tự. Trưởng giáo Trương Thanh Vũ ánh mắt run lên, cong ngón tay bắn ra, một món tinh mang bắn ra. Liền đem vậy người làm tại chỗ chém chết. Còn lại người làm kinh hãi, quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy. Trương Thanh Vũ trầm giọng nói, tà thuyết mê hoặc người khác. Hoảng cái gì, luân hồi chi chủ còn chưa tới phi thăng thời điểm, hắn chỉ là ở đánh vào võ đạo gông xiềng thôi. Một cái trưởng lão bước ra khỏi hàng, nói trưởng giáo, xem cái này luân hồi khí tượng, cũng truyền tới chúng ta tới nơi này, khí thế không phải chuyện đùa à. Lại một cái trưởng lão nói, nhìn dáng dấp, luân hồi chi chủ là muốn chém ra trăm đạo liền à. Lại có trưởng lão nói, chém ra trăm đạo, như vậy khoáng thế thành tựu, thật bị hắn đạt thành, chúng ta kiếm môn và ngày cũ minh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi chi chủ giết tống các trưởng lão, cướp đi bổn môn trọng bảo nghe mưa kiếm, tội đại ác vô cùng, tuyệt đối không thể để cho hắn chém ra thành công. Không sai, nhất định phải ngăn cản hắn. Tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn, kiếm môn thất tử lại đứng lên, rối rít xin đi xuất chiến, muốn cọ rửa ngày xưa khuất nhục. Trương Thanh Vũ ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt lướt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng kiên quyết nói. Tam trưởng lão, ngươi vào huyền thông đi võ uyên thế giới một chuyến, đem luân hồi chi chủ mang về. Hết thảy muốn chú ý, võ uyên thế giới là võ tổ mở ra địa phương, không nên kinh động liền nhân quả. Kiếm môn bên trong. Tam trưởng lão tên là Lý Hạc, là một tôn vô lượng cấp cường giả, lập tức chính là đứng ra, chắp tay nói, trưởng giáo. Dừng một chút, Lý Hạc lại nói, nhưng, vạn nhất võ uyên điện không chịu giao người, vậy nên như thế nào? Trương Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, nói, không chịu giao người, vậy liền trực tiếp cứng rắn cướp. Tuy nói phá hư quy củ, có thể sẽ có nhân quả trách phạt, nhưng chỉ cần có thể bắt được luân hồi chi chủ, bất cứ giá nào đều là đáng. Lý Hạc nói, Lập tức, Lý Hạc chính là mang thủ hạ mình đệ tử, kiếm môn thất tử một trong Lý Huyền Thông, rời đi kiếm môn, đi võ uyên thế giới chạy tới. Thế giới luân hồi bên trong, Diệp Thần nhiều lần đánh vào hai chân gông xiềng, nhưng từ đầu đến cuối không có thể xông lên đoạn.
xem ra ta võ đạo tích lũy, quả nhiên còn chưa đủ, cứng rắn đi nữa tới, có thể ta hai chân, thì phải tê liệt. Diệp Thần thở dài một tiếng, mở mắt ra, chính là ngưng võ đạo gông xiềng đánh vào. Vậy đầy trời luân hồi khí tượng, cũng là tiêu tán đi. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc, vội vàng chạy nhanh đi lên. Võ Thiên Kỳ vội nói, luân hồi chi chủ, thế nào? Diệp Thần không biết làm sao cười một tí, nói ta võ đạo tích lũy còn chưa đủ, chỉ là xông lên chặn hai tay gông xiềng. Võ Thiên Kỳ nói, có thể trước thời hạn xông lên đoạn gông xiềng, đã là khoáng thế dung mạo. Luân hồi chi chủ, người vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn, người mới vừa bộc phát ra khí tượng, thật là quá mức mênh mông, ta sợ kinh động kẻ địch. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đúng là như vậy, hắn mới vừa rồi bộc phát ra khí tượng, chân thực quá kinh khủng, khẳng định cũng truyền tới thái thượng thế giới đi, nói không chừng sẽ kinh động vạn khư thần điện và kiếm môn. Vậy ta đi trước. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, liền muốn biến dạng hư không rời đi. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhưng kinh ngạc phát giác, chung quanh hư không, lại bị một cổ cường đại lực lượng phong tỏa, không cách nào xé ra. Hô hô hô, ở giữa thiên địa, thổi lên gió lớn. Gió lớn bên trong, một phiến phiến màu đỏ lá phong, đầy trời phiêu vũ, thấm ra một chút Phật gia thiền ý mùi vị. Thiên địa lá phong vũ, Mạn Châu xa hoa kinh, đế thích vạn diệp tới. Võ Thiên Kỳ vừa nhìn thấy đầy trời lá phong lay động khí tượng, nhất thời kinh hãi. Ùm ùm, phương xa chân trời, có một chi đội ngũ, hạ xuống xuống. Một người cầm đầu, là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cả người lá phong vần quanh, vô lượng hơi thở tách thả ra, chính là năm xưa 10 đại thiên quân lão tổ một trong, đế thích nhà lão tổ, đế thích vạn diệp. Ở đế thích vạn diệp bên người, còn đi theo mười mấy vạn khư thần điện tinh nhuệ đệ tử, đằng đằng sát khí. Đế thích vạn diệp, hắn bị vạn khư lần nữa dạy dùng. Diệp Thần mặt liền biến sắc, theo hắn biết, đế thích vạn diệp đã bị nhốt. Nhưng hiện tại, đế thích vạn diệp nhưng hạ xuống nơi đây, hơn nữa trạng thái thậm chí khôi phục được đỉnh cấp. Trong sâu thẳm, Diệp Thần đã bắt được thiên cơ, đế thích vạn diệp đích xác là bị lần nữa dậy dùng, lần này hạ xuống, là phải đem hắn bắt trở về, lập công chuộc tội. Võ Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người lưu ở chỗ này không cần đi động. Ta tới xử lý một tí. Vừa nói thả ra một món linh khí, bao phủ ở Diệp Thần, che giấu tốt Diệp Thần hơi thở, sau đó liền dẫn người bên dưới, ngự gió bay lên, hướng đế thích vạn Diệp đi. Đế thích vạn Diệp là vô lượng cảnh cường giả, thiên phú lại là thiên quân, năm xưa uy chấn thiên hạ thập đại lão tổ một trong, cũng là vạn khư thần điện một trong người sáng lập, hạch tâm trưởng lão, thân phận không phải chuyện đùa. Diệp Thần tay trái tay phải 10 đạo gông xiềng, đã toàn bộ giải khai, tương lai thành liền không thể giới hạn, hắn vẫn là võ tổ truyền nhân, Võ Thiên Kỳ tuyệt đối không thể nhìn hắn bị mang đi. Diệp Thần chính là thấy, Võ Thiên Kỳ bay đến bầu trời, xa xa cùng đế thích vạn diệp rằng co. Lúc này đế thích vạn diệp, khí tượng 10 phần khoáng đạt, cả người gió lớn lay động, lá phong phiêu vũ, 9 tầng trời thần thuật ảo diệu, biểu dương được tinh tế. Toàn bộ võ uyên thế giới, khắp nơi đều là bồng bềnh lá phong. Các loại nhân quả, đều là bao phủ ở đế thích vạn diệp cảm ứng bên trong. Thật may Diệp Thần ở chém ra võ trường, hơn nữa có Võ Thiên Kỳ che chở, cũng không có lập tức bại lộ. Đế thích lão tổ, vẫn khỏe chứ? Không biết là cái gì gió, đem ngươi tôn giá thổi tới ta võ uyên trong thế giới tới. Chỉ gặp bầu trời bên trong, Võ Thiên Kỳ hướng đế thích vạn diệp chắp tay một cái, chậm tiếng hỏi. Đế thích vạn diệp cười một tiếng nói, võ điện chủ. Người sáng mắt không nói bóng gió, luân hồi chi chủ cùng ta vạn khư thần điện có tử thù, người khác liền ở chỗ này, mời ngươi cầm hắn giao ra, ta vạn khư sẽ không bạc đãi ngươi. Võ Thiên Kỳ dứt khoát nói, luân hồi chi chủ là võ tổ truyền nhân, cùng ta võ uyên thế giới, có thiên ti vạn lũ sâu xa, xin thứ cho ta không thể đem người cho ngươi. Hắn cũng không có giấu giếm, bởi vì căn bản không gạt được, mới vừa Diệp Thần chém ra đưa tới khí tượng, chân thực quá mênh mông. Hiện tại người người đều biết, Diệp Thần ngay tại võ uyên thế giới. Nhưng, Võ Thiên Kỳ cũng sẽ không đem Diệp Thần giao ra. Đế thích vạn Diệp cười lạnh nói, người muốn cùng ta vạn khư là địch. Võ Thiên Kỳ nói, vạn khư thần điện hùng phách thiên hạ, tại hạ sao dám xúc phạm. Chỉ là ta võ uyên thế giới, vẫn luôn là trung lập, cho tới bây giờ không nhúng tay vào ngoại giới ân oán.
Các ngươi cùng luân hồi chi chủ có thù oán, ta Võ Uyên Điện hai bên không giúp bên nào. Đế Thích Vạn Diệp cười nói, nếu hai bên không giúp bên nào, vậy kính xin Võ Điện chủ, đem người giao ra, không muốn để cho huynh đệ ta khó xử. Lão tổ nóng nảy ngươi cũng biết, nếu là ta tay không mà quay về, chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng. Võ Thiên Kỳ nói, các ngươi muốn tranh đấu, liền ở bên ngoài tranh đấu, ở ta Võ Uyên thế giới, còn xin yên lặng điểm cho thỏa đáng, nếu không kinh động võ tổ chí tôn ngủ say, vậy có thể không phải là đùa. Đế Thích Vạn Diệp gương mặt khẽ biến, nói, Võ Thiên Kỳ, ngươi có ý gì? Võ Thiên Kỳ nói, tóm lại, ở ta Võ Uyên thế giới, không cho phép đấu nhau cùng động võ, các ngươi muốn giết luân hồi chi chủ, vậy thì cùng hắn sau khi đi ra ngoài nói sau. Đế Thích Vạn Diệp cười ha ha một tiếng, nói, khó khăn được tìm được luân hồi chi chủ, nếu như bị hắn chạy đi, còn muốn tìm, vậy cũng khó hơn lên trời. Nếu Võ Điện chủ không chịu giao người, vậy cũng đừng trách huynh đệ ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, Đế Thích Vạn Diệp thân thể bỗng nhiên chớp mắt, tới sát Võ Thiên Kỳ sau lưng. Oanh! Ngập trời hồng liên nghiệp hỏa, xen lẫn lăn lăn gió tuyết, từ Đế Thích Vạn Diệp trên mình tuôn ra, hung hăng hướng Võ Thiên Kỳ tập kích đi giết. Mạn Châu xa hoa kinh, hồng liên yên tĩnh tuyết. Võ Thiên Kỳ thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Đế Thích Vạn Diệp lại đột nhiên động thủ. Đế Thích Vạn Diệp ngón này thần thông, chính là 9 tầng trời thần thuật, Mạn Châu xa hoa kinh bên trong bí pháp. Mạn Châu xa hoa kinh, có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, lá phong vũ. Tầng thứ hai, hồng liên yên tĩnh tuyết. Tầng thứ ba, bờ bên kia vô lượng thiên. Cái này hồng liên yên tĩnh tuyết, là hồng liên nghiệp hỏa cùng đầy trời bão tuyết, lăn lăn vào tới, giống như một khúc băng cùng lửa ca, băng lửa hai tầng trời hòa vào nhau, nướng người thân thể, đóng băng linh hồn người, cực kỳ cường hãn. Võ Thiên Kỳ ngay tức thì cảm thấy, thân thể giống như lửa đốt, thần hồn lại có một loại bị đóng băng cảm giác. Cái này cổ băng lửa khác biệt, thiếu chút nữa để cho hắn hộc máu. Hắn tu vi, hiển nhiên kém Đế Thích Vạn Diệp một nước. Nhưng, thật may nơi này, là Võ Uyên thế giới, bằng vào tuyệt đối phong thủy địa lợi ưu thế, Võ Thiên Kỳ linh khí cùng địa mạch đồng tình, nháy mắt tức thì bạo tăng, như nhanh như tia chớp né tránh Đế Thích Vạn Diệp nhất kích. Diệp Thần Viễn xa thấy một màn này, thầm kinh hãi. Phải biết, Võ Uyên thế giới nhưng mà trung lập thế giới, Đế Thích Vạn Diệp bỏ mặc quy củ, trực tiếp ở chỗ này động thủ, rõ ràng cho thấy liều mạng xé rách ra mặt, cũng phải đem hắn mang về vạn khư. Chân võ nghịch huyết đạo. Võ Thiên Kỳ khó khăn lắm tránh thoát nhất kích sau đó, cả người khí huyết nổ tung, một trưởng như dơ lên trời vậy phản kích Đế Thích Vạn Diệp. Đế Thích Vạn Diệp thân như phiêu như, người như lá phong, nhẹ bỗng ngự gió né tránh, nói, Võ Điện chủ, ngươi không phải ta địch thủ, ngoan ngoãn người giao ra đi, chúng ta không nên đả thương hòa khí. Võ Thiên Kỳ tức giận, nói, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không người nào dám ở Võ Uyên thế giới động thủ, Đế Thích Vạn Diệp, ngươi ngày hôm nay dám mạo hiểm phạm, ngày khác Võ Tổ Chí Tôn giáng tội, ngươi vạn khư có thể chịu đựng nổi. Đế Thích Vạn Diệp nói, có cái gì giáng tội, ta một mình đam hạ chính là, nhưng vạn khư kế hoạch lâu dài, tuyệt không cho sơ thất. Ngày hôm nay, ta muốn luân hồi chi chủ chết. Nói xong lời cuối cùng. Đế Thích Vạn Diệp trong mắt cũng là nổ lên sát khí ác liệt, không để ý hết thảy, bàn tay nổ lên ngàn vạn dặm hồng liên nghiệp hỏa, một trường giết ra, trong hư không khắp nơi toát ra đóa đóa hồng liên, nóng rực hơi thở lao nhanh, như nham thạch nóng chảy vậy hướng Võ Thiên Kỳ cuốn ngược đi. Võ Thiên Kỳ không dám đón đỡ, liên tiếp lui về phía sau, cảm giác sâu sắc Đế Thích Vạn Diệp cường hãn, mình coi như chiếm cứ sơn môn địa lợi, chỉ sợ cũng không phải địch thủ. Đế Thích Vạn Diệp huy trưởng mãnh tập kích, trưởng phong nóng rực mà dâng trào, hoàn toàn không cho Võ Thiên Kỳ thở dốc cơ hội. Chư trưởng lão nghe lệnh, mở bảo vệ đại trận. Bỗng nhiên, Võ Thiên Kỳ quát to một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Nhất thời, Võ Uyên thế giới thiên địa bát phương, có một từng đạo thân ảnh già nua phóng lên, trên không trung kết thành trận thế. Những thân ảnh kia, đều là Võ Uyên điện bên trong cao tầng trưởng lão, giờ phút này kết thành trận thế. Một cái hào hùng màu tím kim đại trận, liền đem nguyên phiến thiên địa, cũng bao phủ đi vào. Cái này bảo vệ trong đại trận, có một cái đỏ tươi kiểu chữ, không ngừng lóe lên. Đó là một cái máu chữ. 33 thiên thần văn một trong. Chữ máu thần văn lóe lên, rất nhiều Võ Uyên điện trưởng lão, còn có Võ Thiên Kỳ đây, khí huyết chính là điên cuồng bốc cháy, bơm vào trận pháp bên trong.
Ông ông ông! Trận pháp ánh sáng nổ bắn ra, thả ra kinh khủng trấn áp hơi thở. Đế Thích Vạn Diệp mặt liền biến sắc, lập tức đưa tay hạ đệ tử cho đòi đến bên người, mở ra mở một cái thế giới nhỏ, chống lại bảo vệ huyết trận trấn áp. Cái thế giới này, hoa nở bờ bên kia, có vô tận linh khí cùng lá phong tràn ngập, chính là Mạn Châu Sa Hoa Kinh tầng thứ ba, bờ bên kia vô lượng thiên thở mạnh voi. Dựa vào bờ bên kia vô lượng trời, Đế Thích Vạn Diệp chống lại trước võ thiên kỳ bảo vệ huyết trận, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, vậy bảo vệ huyết trận, là võ huyền điện đè đáy dương lá bài tẩy, phải tiêu hao tất cả trưởng lão, và võ thiên kỳ bản thân máu tươi, một cái không tốt, rất có thể còn sẽ máu tươi chảy liền, tại chỗ chết. Võ thiên kỳ là vô lượng cảnh cường giả, những trưởng lão kia, cũng có thiên huyền cảnh thực lực. Nhiều cường giả như vậy khí huyết tụ lại, bộc phát ra chấn áp lực, đơn giản là đủ để nghiền bạo một cái đại thế giới, vô cùng cường hãn. Võ điện chủ, vì vậy luân hồi chi chủ, người đáng lớn như vậy hy sinh sao? Đế Thích Vạn Diệp sắc mặt âm trầm, ở đó bảo vệ huyết trận dưới áp chế, trong chốc lát cũng khó mà phản kích. Võ thiên kỳ lạnh lùng nói, ta nói, người muốn giết luân hồi chi chủ, vậy thì cùng hắn đi ra ngoài lại giết, ở ta võ uyên trong thế giới, quyết không cho phép người quấy rối. Đế Thích Vạn Diệp, ta cho một mình ngươi cơ hội, bây giờ lập tức rời đi, còn có một đường sinh cơ, nếu như u mê không tỉnh, ta coi như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, ngày hôm nay cũng phải đem ngươi tiêu diệt. Vừa nói, võ thiên kỳ đem vậy bảo vệ huyết trận, triển khai một cái khe, để cho Đế Thích Vạn Diệp đi ra ngoài. Đế Thích Vạn Diệp sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, lại không có đi ra ý. Nếu như tay không mà quay về, lấy Vũ Hoàng Cổ Đế tính cách, không thể nào thả qua hắn. Vừa nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, Đế Thích Vạn Diệp liền mồ hôi lạnh nhễ nhại, nếu là thật phí công mà trở lại, vậy mình lần này, chỉ sợ khó đi nữa còn sống. Võ Thiên Kỳ, người muốn bao che luân hồi chi chủ sao? Ngay tại Đế Thích Vạn Diệp chủ trừ không định thời điểm, một đạo uống tiếng vang lên. Chỉ gặp ngàn vạn kiếm khí, giống như loạn mưa vậy bão tố bắn ra, hung hăng đánh vào vậy bảo vệ huyết trận trên. Kiếm môn người tới. Chém ra võ trường trên, Diệp Thần thấy vậy loạn mưa kiếm khí, nhất thời con người co rúm lại, biết kiếm môn người tới. Quả nhiên, liền gặp một đội người ảnh, từ phương xa chân trời chạy nhanh đến, đều mặc trước kiếm môn phục trang. Võ Thiên Kỳ thấy được người đến, sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Lý Hạc, Lý Huyền Thông, các ngươi thầy trò cũng tới. Đội kia bóng người, dẫn đầu là một người già một trẻ, chính là kiếm môn tam trưởng lão Lý Hạc. Còn có hắn học trò, kiếm môn thất tử một trong Lý Huyền Thông. Lý Hạc là vô lượng cường giả, Lý Huyền Thông là thiên huyền cảnh sơ kỳ, đều là không thể khinh thường tồn tại. Lý Hạc nghiêng nắm trường kiếm, màu trắng râu dài ở trong gió bồng bềnh, tư thái lẫm liệt, nói, Võ Thiên Kỳ, nhanh lên một chút đem luân hồi chi chủ giao ra. Võ Thiên Kỳ nói, Lý Hạc, các ngươi kiếm môn cũng muốn giết luân hồi chi chủ. Lý Hạc nói, không sai. Luân hồi chi chủ cùng ta kiếm môn, có khắc cốt đại thù. Hơn nữa, luân hồi chi chủ người này, ở bên ngoài làm ác đa đoan, còn mưu toan thành lập luân hồi trật tự, nô dịch thiên hạ, người này là chư thiên vạn giới lớn ung thư, người người được mà giết, ta khuyên người ngoan ngoãn đem hắn giao ra. Võ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, nếu như ta không giao đâu. Lý Hạc nói, người nếu không chịu giao người, lão phu kia liền tự mình động thủ. Tiếng nói rơi xuống. Lý Hạc bàn tay đột nhiên lộn một cái, hiện ra một miếng cự đại môn hộ hư ảnh. Cửa kia hộ, tuy là hư ảnh, nhưng tràn ra khí thế mạnh mẽ, làm người ta nghẹt thở. Chính là kiếm môn trấn phái pháp bảo, 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, tĩnh khó khăn cửa. Cái này tĩnh khó khăn cửa hư ảnh, một hạ xuống, thiên địa nếp sống đều là ùng ùng vang dội, tựa như liền thế giới quy luật đều phải bị trấn áp. Giao. Lý Hạc thúc dục môn hộ, ngàn vạn điều thủy khí tiên quang phun bắn ra, chiếu sáng bốn phương. Nhất thời, Diệp Thần trốn ở chém ra võ trường bên trong bóng người, liền bị chiếu liền đi ra. Vậy tiểu tử ở bên kia, Huyền Thông, mau đem hắn bắt. Lý Hạc xa xa thấy được Diệp Thần, già nua trong tròng mắt, nhất thời bắn ra một món chói mắt tinh mang. Dạ, sư phụ, kiếm môn thất tử Lý Huyền Thông lập tức rút ra trường kiếm. Thiên huyền cảnh sơ kỳ hơi thở nổ lên, kiếm phong một quyển, mang một phiến phiến mưa xối xả, như nước thủy triều như biển hướng Diệp Thần tập sát đi.
Luân hồi chi chủ, chú ý. Võ Thiên Kỳ thấy vậy, nhất thời kinh hãi, muốn đi cứu viện, nhưng mình muốn duy trì bảo vệ huyết trận, căn bản không cách nào thoát thân. Lý Huyền Thông kiếm phong, chính là hung hăng hướng Diệp Thần cổ chém tới. Diệp Thần hừ một tiếng, nhưng là không sợ chút nào, tay trái tay phải đều xuất hiện, lại như tia chớp, xuyên qua Lý Huyền Thông trùng trùng kiếm khí, bắt được hắn vai trái phải bàng. Cho ta chết. Rồi sau đó, Diệp Thần bỗng nhiên dùng sức, hung hăng kéo một cái. Suy rồi một tiếng. Lý Huyền Thông thân thể, tại chỗ sống sờ sờ bị Diệp Thần xé ra hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng, điên cuồng xì ra, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Cái gì? Thấy một màn này, Võ Thiên Kỳ, Đế Thích Vạn Diệp, Lý Hạc các người, đều là kinh hãi được tột đỉnh, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phải biết, Lý Huyền Thông nhưng mà thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả à, thiên phú tuyệt luân, có thể vượt cấp mà chiến, nơi đây không chịu quá nhiều áp chế, thân xác hạng cường hãn, lại có thể vừa đối mặt, liền sống sờ sờ bị Diệp Thần xé xác, liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đáng chết, thằng nhóc này hai tay võ đạo gông xiềng, đã đả thông. Lý Hạc tức giận kêu to, chỉ cảm thấy Diệp Thần hai tay lực lượng, xa xa vượt qua hắn cảnh giới bản thân, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước, cả ngày quân đều có thể xé nát. Diệp Thần hai tay võ đạo gông xiềng, hiển nhiên đã đả thông, ẩn bên trong năng lượng thả ra ngoài, hai tay lực lượng mấy chục lần tăng trưởng, tê thiên liệt địa, tay toái thiên quân, uy năng khủng bố như vậy. Võ đạo gông xiềng chặt đứt sau đó, ta lực lượng quả nhiên là cường hãn. Diệp Thần cảm nhận được hai tay mình mênh mông lực lượng, trong lòng cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như là trước kia, hắn đối mặt Lý Huyền Thông loại cấp bậc này cường giả, khẳng định sẽ cố hết sức. Nhưng hiện tại, cũng không cần dùng thần thông gì võ kỹ, trực tiếp tay không liền có thể xé nát. Đây chính là bàn tay võ đạo gông xiềng, chặt đứt sau đó, lực lượng tăng lên. Trước mắt, Diệp Thần chỉ là chém ra 10 đạo, liền cường hãn như vậy. Nếu như lại đem còn dư lại gông xiềng, toàn bộ xông lên đoạn, thật không biết sẽ lợi hại đến cái gì bước. Nhưng, Diệp Thần cũng biết, mình ngày hôm nay vô cùng nguy hiểm. Vạn Khư và Kiếm Môn, cũng muốn giết hắn, hắn muốn thuận lợi thoát thân nói, không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn sự việc. Luân hồi chi chủ, dám giết đồ nhi ta muốn người chết. Lý Hạc thấy Lý Huyền Thông chết được thảm như vậy, vô cùng tức giận, trường kiếm huy động. Vô lượng vũ trụ vậy hung man kiếm khí nổ lên, liền muốn giết chết Diệp Thần trả thù. Có ta ở chỗ này, cũng không ai chính xác tổn thương luân hồi chi chủ. Võ Thiên Kỳ quát to một tiếng, thân thể khí huyết kịch liệt cháy, gương mặt một phiến trắng bệch. Hắn vậy to lớn thân thể, đang nhanh chóng khô cằn đi xuống, tất cả máu tươi năng lượng cũng phóng thích ra ngoài, dung nhập vào trong đại trận. Giao! Vậy bảo vệ huyết trận, ánh sáng bạo tăng. Chữ máu thần văn xích mang lăn lăn, hà khí như nước thủy triều, bao trùm thiên vũ. Lý Hạc cùng kiếm người trong môn, cũng cùng Đế Thích Vạn Diệp như vậy, bị bao phủ lên huyết trận bên trong. Võ Thiên Kỳ, người muốn làm gì? Lý Hạc giận dữ. Võ Thiên Kỳ kiên quyết nói, ta võ uyên thế giới, không cho phép đấu nhau, các ngươi cứng rắn là muốn động thủ, ta Võ Thiên Kỳ hôm nay, liền cùng các ngươi lấy mạng đổi mạng. Lời nói này vang vang có lực. Lý Hạc và Đế Thích Vạn Diệp nghe được, gương mặt đều là chấn động. Xem Võ Thiên Kỳ kiên quyết thái độ, muốn ở thủ hạ hắn bắt đi luân hồi chi chủ, trừ phi là trước giết hắn. Đế Thích Vạn Diệp thở dài nói, Võ Điện Chủ, tại sao phải khổ như vậy? Võ Thiên Kỳ nói, cho các ngươi 10 tức thời gian, lập tức rời đi. Nếu không hôm nay ngọc đá cùng vỡ, mọi người cùng nhau chết dễ tính. Ta võ uyên thế giới quy củ, không cho phép người bất kỳ phá hoại. Võ Thiên Kỳ buông lỏng bảo vệ huyết trận cấm chế, hạ lệnh trục khách. Đế Thích Vạn Diệp và Lý Hạc nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng. Nếu quả thật ép Võ Thiên Kỳ, xem người sau hình dáng, hiển nhiên là thật phải liều mạng. Rất tốt, Võ Điện Chủ, sau này gặp lại. Đế Thích Vạn Diệp cắn răng một cái, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn người rời đi. Lý Hạc nhìn học trò Lý Huyền Thông tàn toái thi thể, vẻ mặt lại là tức giận. Lại là không biết làm sao, cũng chỉ được dẫn người rời đi. Ngay chớp mắt, Vạn Khư và Kiếm Môn người, toàn bộ đi xa. Võ uyên thế giới, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vậy bảo vệ huyết trận, vậy là theo chân tản đi. Võ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, lảo đảo lắc lư bay trở về Diệp Thần bên người.
Võ điện chủ, người thế nào? Diệp thần lật đật đỡ Võ Thiên Kỳ, chỉ cảm thấy hắn thân thể lạnh như băng đến đáng sợ, không có một chút khí huyết chập chờn. Diệp thần vội vàng thi triển ra bát quái thiên đan thuật, là Võ Thiên Kỳ chữa trị, nhưng tác dụng cũng không lớn. Bởi vì, Võ Thiên Kỳ cũng không phải là bị thương, hắn chỉ là tiêu hao quá độ. Mới vừa vậy bảo vệ huyết trận, cơ hồ hao hết hắn tất cả khí huyết. Huyết trận rút lui hạ sau đó, Võ Huyền Điện có hai cái thiên quân cấp trưởng lão khác, không tiếng động chết đi, thi thể bởi vì khí huyết khô cạn, khô héo thành khô thi. Mặc dù bức lui Vạn Khư và Kiếm Môn người, nhưng Võ Huyền Điện trả giá cao, hiển nhiên vậy là đặc biệt to lớn. Diệp thần dìu đỡ Võ Thiên Kỳ, cũng có thể cảm thấy hắn huyết nhục, đang không ngừng héo rút. Võ Thiên Kỳ khoát khoát tay, cười nói, không có sao, luân hồi chi chủ, ngươi lại giải sầu, ta tạm thời còn chưa chết. Diệp thần trầm giọng nói, Võ Điện chủ, đa tạ, lần này nếu không phải ngươi, ta có thể đã chết. Võ Thiên Kỳ nói, không sao, ngươi là võ tổ truyền nhân, tương lai võ tổ hồi phục, còn muốn dựa vào ngươi, ta coi như hy sinh, cũng là đáng giá. Dừng một chút, Võ Thiên Kỳ lại có chút ngưng trọng nói, Vạn Khư và Kiếm Môn người, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ nhất định sẽ phong tỏa lối ra, không để cho ngươi rời đi. Ngươi vừa ra, chỉ sợ sẽ bị bọn họ bắt. Ở Võ Uyên trong thế giới, Võ Thiên Kỳ còn có thể bảo vệ Diệp Thần, nhưng nếu như rời đi nơi đây, hắn cũng không có biện pháp. Ngoại giới nhân quả cùng tranh đấu, không phải Võ Uyên Điện có thể nhúng tay. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện chung quanh không gian quy luật, mặc dù giãn ra, nhưng vẫn mang mãnh liệt giam cầm. Hắn coi như biến dạng hư không, cũng chỉ có thể là ở Võ Uyên trong thế giới hoạt động, không có biện pháp đi bao xa. Đế Thích Vạn Diệp, Lý Hạc các người, cũng ở bên ngoài mắt lom lom. Võ Thiên Kỳ nói, dưới mắt phong tỏa, chỉ có một con đường có thể rời đi. Diệp thần trong lòng động một cái, nói, có thông đạo riêng biệt, có thể đi ra ngoài. Võ Thiên Kỳ nói, có là có, nhưng vô cùng nguy hiểm, đó chính là rừng trấn yêu. Diệp thần nói, rừng trấn yêu sao? Hoảng hốt trực tiếp, Diệp thần khôi phục trước mấy đời bộ phận trí nhớ. Rừng trấn yêu, nơi đây từng là vây khốn một ít mạnh mẽ thời đại hồng hoang yêu thú tồn tại, năm đó võ tổ phong ấn một ít gieo họa loài người yêu thú nơi này, không cho phép người bất kỳ bước vào. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp thần vậy từng đã tới Võ Uyên thế giới, cũng ở rừng trấn yêu bên trong, đã cứu Võ Thiên Kỳ một mạng. Lúc đó Võ Thiên Kỳ, mạo hiểm ở rừng trấn yêu lịch luyện, bất ngờ gặp gỡ yêu thú vây giết. Nếu như không phải là kiếp trước Diệp thần tướng cứu, hắn có lẽ đã chết. Cho nên cái này nhất thế, Võ Thiên Kỳ là thề bảo vệ Diệp thần, không chỉ là bởi vì Diệp thần võ tổ truyền nhân thân phận, còn bởi vì là Diệp thần kiếp trước đối hắn có ân huệ. Theo trí nhớ kiếp trước hồi phục, Diệp thần vậy bắt được rừng trấn yêu hình ảnh. Chỗ đó, phong ấn rất nhiều yêu thú, nhưng mà cực kỳ hung tàn, cực kỳ mạnh mẽ. Muốn từ rừng trấn yêu bên trong đi ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Võ Thiên Kỳ nói, rừng trấn yêu bên trong, có một cái đặc thù lối đi, có thể đi thông ngoại giới, luân hồi chi chủ, người phải thử một chút sao? Diệp thần cơ hồ không có bất kỳ do dự, chính là gật đầu nói, võ điện chủ, người dẫn ta đi chính là. Bây giờ Diệp thần, hai tay võ đạo gông xiềng đều đã chặt đứt, lực lượng tăng vọt, cho dù rừng trấn yêu nguy hiểm, hắn cũng có lòng tin đột phá ra ngoài. Võ Thiên Kỳ nhìn Diệp thần tự tin mà chấn định ánh mắt. Cũng là bội phục, nói, mời cùng ta tới. Lập tức mang Diệp thần, hướng rừng trấn yêu bay đi. Mà lúc này, Đế Thích Vạn Diệp và Lý Hạc các người, đang Võ Uyên thế giới bên ngoài, mắt lom lom. Võ Uyên thế giới, giống như là một cái vòng xoáy lớn vậy, trôi lơ lửng ở một mảnh hỗn độn hư không phía trên. Cái này mảnh hỗn độn hư không, là thế giới hiện thật hư vô một mặt, rất nhiều vũ trụ, thế giới, ngân hà, bụi bặm. Tinh thần bắt đầu từ cái này mảnh hư vô bên trong sản sinh ra tới. Đây chính là có sống tại không đạo lý. Vô Sanh nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế giới hiện thật tất cả mọi thứ, đều là từ vô bên trong đản sanh ra. Hiện tại Đế Thích Vạn Diệp và Lý Hạc các người, liền trôi lơ lửng ở một phía vô trong thế giới, sự chú ý tập trung ở Võ Uyên trên thế giới mặt. Ở nơi này mảnh hỗn độn hư không. Vô thế giới, còn nổi lơ lửng trăm triệu tỷ vạn hư không, mỗi một cái hư không cũng giống như một giọt thủy bàn,
ở hỗn độn trong hư không lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Trăm triệu tỷ vạn vũ trụ hư không, trăm triệu tỷ vạn giọt nước, cuối cùng hợp thành giới biển, đây chính là chư thiên vạn giới. Đế Thích Vạn Diệp ngẩng đầu, có thể thấy ở chư thiên vạn giới bên trên, vậy minh mông thái thượng thế giới bóng dáng. Hắn rất rõ ràng, nếu như ngày hôm nay không mang được Diệp Thần, tay không trở về, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Đế Thích Vạn Diệp linh khí, đã toàn bộ thả ra, mơ hồ đem võ uyên thế giới bao phủ phong tỏa. Chỉ cần Diệp Thần dám ra đây, hắn là có thể lập tức bắt được. Đế Thích Vạn Diệp, nếu là chộp được luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, ta kiếm môn muốn hắn một cánh tay, không quá phận chứ. Lý Hạc nhìn Đế Thích Vạn Diệp, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Hắn biết Vạn Khư và luân hồi chi chủ có tử thù, nếu quả thật bắt Diệp Thần, Vạn Khư khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng muốn Diệp Thần chết, chỉ cần có thể giết chết Diệp Thần, kiếm môn động thủ, vẫn là Vạn Khư động thủ, cũng không có vấn đề. Hiện tại, Lý Hạc chỉ muốn chém xuống Diệp Thần một cánh tay, trở về giao nộp. Đế Thích Vạn Diệp nói, không thành vấn đề. Lý Hạc ha ha cười nói, rất tốt. Lập tức, Lý Hạc cũng đem tự thân linh khí thả ra ngoài, phong tỏa võ uyên thế giới. Hai đại vô lượng cường giả, liên thủ phong tỏa, chỉ cần Diệp Thần dám ra đây, đây tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Mà lúc này, võ uyên bên trong thế giới. Diệp Thần đi theo võ thiên kỳ, đi tới một phiến mênh mông rừng rậm trước. Đây chính là rừng trấn yêu sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn phía trước man hoang vậy rừng rậm, mơ hồ tới giữa, có thể bắt được không thiếu hung hãn yêu thú hơi thở. Nơi đây, chính là rừng trấn yêu. Ở rừng trấn yêu bên trong, phong ấn rất nhiều thời đại hồng hoang yêu thú cường đại, vô cùng hung hiểm. Võ Thiên Kỳ nói, luân hồi chi chủ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ngươi hết thảy chú ý. Diệp Thần nói, Võ Thiên Kỳ nói, muốn yên ổn thông qua rừng trấn yêu, ngoại trừ thực lực, khí vận vậy rất trọng yếu, ta tin tưởng ngươi khí vận, ở rừng trấn yêu cuối, có một cái đặc thù truyền tống lối ra, ngươi dọc theo vậy lối ra, liền có thể thuận lợi đi ra ngoài, mà không sẽ kinh động Vạn Khư và kiếm môn người. Diệp Thần nói, được, ta biết, Võ Điện Chủ, đa tạ. Võ Thiên Kỳ nói, không cần cảm ơn, chúc ngươi có thể thuận lợi đi ra ngoài, ngươi là võ tổ truyền nhân. Tương lai võ tổ hồi phục, còn muốn dựa vào ngươi, ngươi muôn ngàn lần không thể bỏ mạng ở này, nếu không võ tổ chí tôn, lại không hồi phục có thể. Diệp Thần trong lòng rét một cái, vậy cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại, nói, ta sẽ chú ý. Lập tức, Diệp Thần chính là sải bước bước vào rừng trấn yêu bên trong. Võ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, ánh mắt tràn đầy không thôi cùng than thở. Diệp Thần tiến vào rừng trấn yêu sau đó. Chính là che giấu dậy hơi thở, thận trọng tiến về trước. Hắn không hề muốn tự nhiên đâm ngang, nếu như có thể thuận thuận lợi lợi, trực tiếp đi tới rừng trấn yêu cuối, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần kiếp trước đã từng tới rừng trấn yêu, lần này coi như là thăm lại chốn xưa, cho nên phong cảnh khá là quen thuộc, tiến về phía trước tốc độ cực nhanh. Đi thẳng đến đêm khuya, vậy không đụng phải nguy hiểm gì, cái này để cho Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Màn đêm buông xuống sau đó, yêu thú phong ấn sẽ có nơi giãn ra, có thể bộc phát ra càng lực lượng cường hãn. Cho nên, ở giữa đêm là 10 phần hung hiểm. Diệp Thần che giấu ở một cái trong động cây, tạm thời nghỉ ngơi, cũng không có lại đuổi đường. Hắn cả người linh khí, thần thông, pháp bảo, binh khí, toàn bộ thu liếm, để cho mình giống như là một cái pho tượng, ngừng không nhúc nhích, miễn được bị yêu thú phát hiện. Động cây ra, từng cơn yêu thú tiếng gầm gừ. Bên tai không dứt, lại có âm phong thê lương gào thét, chỉ là nghe thanh âm kia, cũng biết ngoại giới hoàn cảnh, muốn so với ban ngày hung hiểm rất nhiều. Phịch, phịch, phịch. Một hồi đất rung núi chuyển tiếng bước chân, từ Diệp Thần bên người vang lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía động cây bên ngoài, liền thấy một đầu không biết cao bao nhiêu hoàng kim cự nhân, từ trước mặt mình bước qua. Thật may vậy hoàng kim cự nhân, cũng không có phát hiện hắn. Chỉ chốc lát sau đó. Lại có một cái cả người vòng quanh nóng rực ngọn lửa cự thích, từ hắn trước mắt bay vùn vụt mà qua, sau lưng có một cái hàn băng địa long đuổi theo. Diệp Thần ngừng thở, cũng không có lộn xộn. Hiện tại đến ở giữa đêm, rừng trấn yêu bên trong yêu ma quỷ quái, rất nhiều yêu thú, liền điên cuồng náo động, hắn nếu như đi ra ngoài, vậy đơn giản là tìm chết. Nơi đây yêu ma cùng yêu thú,
số lượng thực ra quá nhiều, hơi thở vậy dị thường hung tàn. Cho dù là vô lượng cường giả, ở giữa đêm hoạt động, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần tuy tự phụ tuyệt kỹ, nhưng không hề lỗ mãng, vẫn là cùng nửa đêm đi qua, ban ngày lại đuổi đường cũng không muộn. Diệp Thần liền tĩnh hạ tâm thần, chậm rãi nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi lúc đó, Diệp Thần chợt nghe một hồi thở hổn hển thanh âm, trong lỗ mũi ngửi được một cổ vô cùng nồng nặc mùi tanh hôi. Rồi sau đó, hắn xuyên thấu qua động cây khe hở, liền thấy được một cái màu đỏ mắt to. Vậy chỉ màu đỏ mắt thật to, là khổng lồ như vậy, thậm chí so với Diệp Thần thân thể còn lớn hơn, Diệp Thần nhìn ra ngoài thời điểm, chỉ có thấy được vậy màu đỏ con ngươi. Động cây bên ngoài, có yêu thú thở hổn hển tiếng truyền tới, có một con yêu thú, đang nằm trên đất, dò ánh mắt, ở hội Diệp Thần, hiển nhiên phát hiện hắn chỗ. Không tốt, bại lộ. Diệp Thần nhìn to lớn kia màu đỏ thú mắt, sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức lấy ra luân hồi thiên kiếm, hướng vậy mắt thật to đâm tới. Nhưng, yêu thú kia nháy mắt một cái, đặc biệt nhanh trí, ở Diệp Thần rút kiếm ngay tức thì, đầu nó đã rụt trở về. Diệp Thần một kiếm đâm hụt, mà lúc này, một cái lông xù to lớn thú móng, nhưng lấy bài sơn đảo hải tình thế, hung hăng hướng hắn ẩn thân động cây đánh tới. Phịch! Ngay tức thì, cây lớn bị đánh bể. Nhưng, Diệp Thần cũng không có bị đánh bay. Hắn thân thể như pho tượng vậy, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, hai tay khoanh che ở trước người. To lớn kia thú móng, cùng hắn hai tay va chạm, lại là kỳ cổ tương đương. Mượn sáng trong ánh trăng, Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ cự thú kia bóng người. Đó là một đầu hình như mãnh hổ yêu thú, đầu như núi cao, eo như trùng điệp, miệng như máu trậu, mắt như dung nham, răng như kiếm kích, hình mạo đặc biệt hung ác. Đặc biệt là một đôi màu máu mắt thật to, lưu chuyển cổ xưa phù văn, giống như có hồng hoang bí pháp đang cộng minh, lại thích xem có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tâm hồn rung, không thể tự cầm. Máu kia mắt yêu hổ, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt nhưng là vẻ kinh ngạc. Bởi vì, nó vô cùng hung mãnh móng hổ, lại có thể bị Diệp Thần hai tay chặn lại. Súc sinh! Diệp Thần cắn răng một cái, đột nhiên rút người ra bay ngược, rồi sau đó luân hồi thiên kiếm mãnh liệt chém ra. Nếu như là trước kia, đối mặt máu này mắt yêu hổ, Diệp Thần còn thật chưa chắc có thể ngăn cản, nhưng hiện tại hắn hai tay võ đạo gông xiềng mở ra, lực lượng tăng gấp đôi, nhưng là khó khăn lắm chặn lại. Nhưng Diệp Thần biết, chỉ là ngăn cản, còn chưa đủ để thoát thân, nhất định phải đem đầu này yêu hổ giết lui, mới có thoát thân cơ hội. Luân hồi thiên kiếm kim quang biểu chém, dễ như bỡn vậy hướng vậy yêu hổ chém tới. Diệp Thần chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không thời gian chỉ hoãn đi xuống, vùng lân cận yêu thú bị hấp dẫn tới đây, hắn liền chắp cánh khó bay. Máu kia mắt yêu hổ, thấy Diệp Thần một kiếm chém tới, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, rồi sau đó móng hổ nắm chặt mặt đất, một đôi huyết đồng bên trong, bắn ra cổ xưa hồng hoang máu tươi sát khí. Máu tươi này sát khí một tràn ra tới, Diệp Thần cũng cảm giác được, chung quanh thời gian pháp tắc, bắt đầu mãnh liệt vặn vẹo. Hắn phía trước từng bụi cây cối, đang hô hấp tới giữa, thu nhỏ lại thành một bụi chồi non, sau đó lại bão tố lớn lên gỗ lớn, nhanh chóng khô héo đi. Sinh tử khô vinh, đều ở đây ngay lập tức. Đây là... Diệp Thần cảm nhận được liền hào hùng quy luật hơi thở, mang hồng hoang uy áp, hướng hắn đánh giết tới, đầy trời máu tươi sát khí lao nhanh, hắn võ đạo lại có không phát huy ra ngưng động chất cảm. Thằng nhóc, mau tránh ra, là trụ quang thần quyết sát khí. Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn viêm đế phát ra chấn động thanh âm, hiển nhiên cũng bị vậy yêu hổ mãnh liệt sát khí chấn động kinh động. Trụ quang thần quyết. Diệp Thần con người có giúp một cái, ở đó yêu hổ huyết đồng sát khí bao phủ hạ, hắn cảm thấy mình thân thể thời gian pháp tắc, cũng có đổi được rối loạn dấu hiệu, phải đi hướng giải yếu, hoặc là thời gian chạy ngược, phải đổi hồi một đứa bé sơ sinh, phôi thai. Đó là mãnh liệt nhất, kinh khủng nhất thời gian pháp tắc ăn mòn. Diệp Thần thần sắc đại biến, vội vàng giơ lên luân hồi thiên kiếm, bảo vệ được thân thể, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, tránh vậy yêu hổ huyết đồng sát khí. Không nghĩ tới đầu này yêu hổ, lại có thể tu luyện hồng hoang tám cấm một trong trụ quang thần quyết. Hỗn độn viêm đế phát ra khen ngợi thanh âm. Hồng hoang tám cấm, yêu thú nơi này, lại còn có thể tu luyện người thần thông. Diệp Thần ra mặt kéo động một tí.
Trụ quang thần quyết, không phải chuyện đùa, ở hồng hoang tám cấm bên trong, chính là một môn nắm trong tay thời gian pháp tắc, điên đảo vũ trụ thời gian cao nhất thần thông, cái này yêu hổ không đơn giản, người mau thối lui, không muốn ham chiến. Hỗn độn viêm đế trầm giọng nói. Hồng hoang tám cấm, mỗi một môn cấm thuật, đều là xuất xứ từ thời đại hồng hoang, uy thế cực kỳ cường hãn. Ví dụ như hồng hoang tám cấm bên trong trụ quang thần quyết, chính là truyền thuyết bên trong, đủ để điên đảo thời gian pháp tắc thần thông. Giống vậy võ giả, tu luyện tới diệp thần loại cảnh giới này, đều có thể khống chế trong phạm vi nhỏ thời gian pháp tắc. Nhưng phạm vi lớn thời gian pháp tắc, nhưng không cách nào thay đổi. Nhưng mà, trụ quang thần quyết, là đủ để điên đảo nguyên một cái vũ trụ thế giới thời gian. Cửa này cấm thuật thi triển ra, thế gian khô vinh sống chết, đều là tùy ngươi tâm tính muốn. Trong nhất niệm, có thể làm hoa nở hoa rụng, thiên địa sinh diệt, thời gian sông dài nghịch chuyển, vô cùng lợi hại. Diệp thần vậy cảm thấy vậy yêu hổ, thời gian sát khí đáng sợ, nếu như bị ăn mòn đi xuống, thân thể mình thời gian pháp tắc sụp đổ hết, hoặc là biến thành một cái cụ già, hoặc là lần nữa đổi hồi một đứa bé sơ sinh, đều là chết. Lập tức, diệp thần chính là vội vàng xoay người thoát đi. Hống! Vậy yêu hổ đuổi tận cùng không buông, khí thế hung hăng đuổi giết đi lên. Hỗn độn viêm đế chau mày, nói cái này phiến rừng trấn yêu, thật đúng là đáng sợ, liền yêu thú cũng luyện thành hồng hoang cấm thuật, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cửa này trụ quang thần quyết, tu luyện độ khó cực cao, ở hồng hoang niên đại, chỉ có hồng quân lão tổ một người học biết qua. Diệp thần ngạc nhiên nói, hồng quân lão tổ tu luyện qua trụ quang thần quyết. Hỗn độn viêm đế nói, đúng vậy, cửa này trụ quang thần quyết, có thể nghịch chuyển thời gian, để cho người bị chết sống lại. Năm đó, hồng quân lão tổ thê tử kiêm gia tiên tử chết đi sau đó, hắn đã từng muốn nghịch chuyển trụ quang, đem kiêm gia tiên tử sống lại. Nhưng, trụ quang thần quyết cuối cùng là cấm thuật, thi triển ra giá phải trả quá lớn, rất có thể tổn thương đạt tới đại lộ căn cơ. Lúc ấy hồng quân đã sắp phi thăng, nếu như dùng trụ quang thần quyết, hắn linh khí hao tổn, cũng không có biện pháp lại phi thăng đi không không thế giới. Diệp thần rất chấn động, nói cho nên, năm đó hồng quân lão tổ, nhưng thật ra là có cơ hội, đem hắn thê tử sống lại. Hỗn độn viêm đế nói, đúng vậy, bất quá giá phải trả quá lớn, chân chính có thể không tác dụng phụ sống lại một người, chỉ có ngươi luân hồi tới nói, trụ quang thần quyết cuối cùng là cấm thuật, hồng quân vì lợi ích của mình, vẫn là bỏ không được dùng. Hắn cuối cùng phi thăng đi không không thế giới, muốn ở mảnh thế giới kia, tìm sống lại hắn vợ biện pháp. Diệp thần trong lòng mờ mịt cùng rung động, không nghĩ tới hồng quân lão tổ và kiêm gia tiên tử tới giữa, còn có một đoạn như vậy bí mật qua lại. Hỗn độn viêm đế cười nói, thằng nhóc, nếu như đổi thành ngươi, kêu ngươi vứt bỏ thê tử, bỏ mặc ngươi tim người yêu sống chết, chỉ vì mình phi thăng, ngươi có làm hay không đạt được. Diệp thần cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Nói ta không làm được, nếu quả thật làm như vậy, ta hỏi lòng có thẹn. Hỗn độn viêm đế như có điều suy nghĩ, nói, hỏi lòng có thẹn, giỏi một cái hỏi lòng có thẹn. Hai người một phen đối đáp, nhưng thật ra là dùng thần niệm trao đổi, hết thảy đều ở đây trong nháy mắt. Vậy yêu hổ từng bước nghèo truy đuổi, diệp thần vô luận như thế nào chạy, cũng từ đầu đến cuối chạy không khỏi. Theo dọc đường, còn đụng phải mấy con yêu thú. Nhưng... những yêu thú kia, ở tiếp xúc tới vậy yêu hổ thời gian sát khí sau đó, có tại chỗ hóa thành xương khô, có nghịch chuyển thời gian, lần nữa biến thành một khối máu thịt mơ hồ phôi thai. Trụ quang thần quyết, chính là như thế đáng sợ, nghịch chuyển thời gian sông dài, có thể cầm đã thành niên sinh linh, lần nữa đổi hồi một cái phôi thai, thậm chí biến thành một cái tinh trứng, cũng là có thể. Diệp thần kinh hãi không thôi, nếu là mình bị ăn mòn, đổi hồi phôi thai tinh trứng. Vậy thì thật là suy nghĩ một chút cũng có thể sợ, thật là thì sống không bằng chết. Phịch, một đường trốn truy đuổi, vậy yêu hổ bỗng nhiên đạp một cái, thân thể bão tố bắn lên, hoành việt hư không, rơi vào diệp thần trước mặt, chặn lại hắn đường đi. Không tốt, diệp thần trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu vừa thấy, thấy vậy yêu hổ giữ tợn vẻ mặt, sống lưng lông măng cũng dựng lên. Vù vù, vậy yêu mắt hổ đồng tia máu nổ tung, vô cùng vô tận sát khí. Chính là ùn ùn kéo đến mãnh liệt ra, nhanh chóng hình thành một cái kết giới, đem diệp thần bao phủ ở. Vậy kết giới bên trong, quỷ dị thời gian pháp tắc đang chuyển động, một phiến phiến thời gian mảnh vỡ bốn phía qua lại, giống như ảo mộng vậy.
ở quỷ dị kia thời gian pháp tắc bao phủ hạ, Diệp Thần thân thể kế cận tan vỡ. Đây là hồng hoang thời gian pháp tắc, đặc biệt quỷ dị, đặc biệt khủng bố. Ba vị tiền bối, giúp ta ổn định trong cơ thể ta thời gian pháp tắc. Diệp Thần cắn răng một cái, cảm thấy mình ra, lại có lão hóa dấu hiệu, hiển nhiên là được trụ quang thần quyết ăn mòn. Nếu như lại bị ăn mòn đi xuống, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức, Diệp Thần nội tâm gầm thét, chính là kêu gọi ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ. Hỗn độn viêm đế, hỗn độn lôi đế, hỗn độn gió đế, cũng là cảm thấy nguy hiểm, mau từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra, từ ba cái bất đồng góc độ, bảo vệ được Diệp Thần thân thể. Nếu như đơn thuần so đấu lực lượng dã man, Diệp Thần chút nào không thua với vậy yêu hổ. Chỉ là ở đó yêu hổ trụ quang thần quyết ăn mòn, hắn lực lượng không cách nào toàn bộ phát huy. Cái này một tí, ba vị hỗn độn thần đế, chính là trực tiếp ra tay, ổn định lại Diệp Thần thân thể, để cho thân thể của hắn thời gian pháp tắc, duy trì thực tế tiết tấu. Có ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ, trong thoáng chốc, Diệp Thần chính là cảm thấy thân thể an như bàn thạch, vậy yêu hổ sát khí, lại cũng ăn mòn không đi vào. Vậy yêu hổ cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, con người nhất thời co rúc lại. Hống! Nó một tiếng gào thét, cũng không cam lòng, trong hai mắt màu máu sát khí, đậm đà hơn dòng nước chảy ra, để cho được toàn bộ thời gian kết giới, đều là đổi được xâm nghiêm, các loại thời gian pháp tắc huy áp, ùn ùn kéo đến bao phủ hướng Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần có ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ, không nhúc nhích chút nào. Luân hồi thánh quang chém, phá cho ta. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, luân hồi thiên kiếm giơ lên, kiếm khí kích động, có luân hồi thiên đường khí tượng bung ra, còn có một tôn thánh bôi, chảy ra vô tận kim quang, hội tụ ở trên thân kiếm. Diệp Thần hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vô cùng lực lượng bơm vào đi vào, hung hăng chém một cái, một đạo vô cùng huy hoàng kiếm quang màu vàng, chính là biểu chém ra. Suy rồi một tiếng, chỉ một kiếm, liền đem vậy yêu hổ thân thể, chém thành hai nửa. Yêu hổ phát ra một tiếng rên rỉ, thi thể ngã xuống đất. Chết! Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, có ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ, hắn không có nỗi lo về sau, quả nhiên là dễ như bớn, chỉ một kiếm liền đem vậy yêu hổ chém chết. Suy suy suy! Yêu hổ sau khi chết, nó thi thể khí huyết sôi trào, lại đột nhiên ngưng hóa thành một món hình người linh thể, thường bất ngờ hốt hoảng đi bên ngoài phi độn đi. Ồ, đó là... Diệp Thần nhìn vậy một món hình người linh thể, nhất thời kinh ngạc. Chỉ gặp vậy linh thể bên trên, có rất nhiều chữ viết cổ xưa lưu truyền, mỗi một cái chữ viết cũng mang theo thâm ảo thời gian pháp tắc chập chờn. Chẳng lẽ, đó chính là trụ quang thần quyết bí pháp? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, âm thầm suy đoán. Ngay vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, vậy hỗn độn ngũ đế mộ bia, lại có một khối mộ bia, kịch liệt chấn động lên. Thả ra vô cùng hơi nước, mênh mông vô biên. Hỗn độn vũ đế, người lão này, cũng phải hồi phục. Vậy ba vị hỗn độn thần đế, cảm nhận được hơi nước chập chờn, kinh ngạc vui mừng hô hô lên. Chỉ gặp hỗn độn ngũ đế bên trong, hỗn độn vũ đế mộ bia, chấn động được càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng một đạo mưa hóa bóng người, chính là nổi lên, chính là hỗn độn vũ đế. Tân đại năng thức tỉnh. Diệp Thần cảm nhận được luân hồi mộ địa bên trong chập chờn. Cũng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Vị này mới thức tỉnh đại năng, cả người mưa bụi đồ xanh, tướng mạo gầy gò, hiền hòa bên trong không mất uy nghiêm. Trụ quang thần quyết hóa linh, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Hỗn độn vũ đế một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên ra tay, đầy trời nước mưa hội tụ, giống như là thủy long cuốn vậy, ùng ùng đi về trước cuốn đi. Hình người kia linh thể, đang tự chạy chui, tốc độ cực nhanh. Nhưng vậy không mau hơn hỗn độn vũ đế thủ đoạn, ngay chớp mắt liền bị đuổi kịp. Suy, hỗn độn vũ đế thủy long cuốn, tại chỗ đem hình người kia linh thể chìm ngập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hình người linh thể phát ra một tiếng hét thảm, linh thể tản đi, biến thành một lá bùa chiếu, rơi vào hỗn độn vũ đế trong tay. Thằng nhóc, cho người đi. Đây cũng là trụ quang thần quyết bí pháp. Hỗn độn vũ đế vung tay lên, vậy phù chiếu bắn vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Oanh! Nhất thời lúc đó, Diệp Thần chính là cảm thấy, từng cổ một thâm ảo vừa thần bí thần thông khẩu quyết, tràn vào mình trong thức hải. Đó chính là hồng hoang tám cấm một trong, trụ quang thần quyết tu luyện khẩu quyết.
trụ quang thần quyết, có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, nắm trong tay vạn vật khô vinh sống chết, cực kỳ cường hãn. Diệp Thần cảm thụ đầu óc bí quyết, ngẩn ngơ. Hắn đến lúc này mới phát hiện, lúc đầu, không phải vậy yêu hổ tu luyện thành trụ quang thần quyết. Mà là trụ quang thần quyết, linh khí nhiều năm tích lũy, tu luyện thành hình người, ở nhờ ở đó yêu hổ trong cơ thể. Hỗn độn vũ đế chính là cảm thấy trụ quang thần quyết hơi thở, mới bị thức tỉnh, trực tiếp ra tay đem thu phục, đưa cho Diệp Thần. Nguyên lai đây chính là trụ quang thần quyết. Diệp Thần cảm ngộ đầu óc thần thông, vừa vặn có một con bướm, từ hắn bên người bay qua. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung ra, thả ra trụ quang thần quyết một tia linh khí, vậy con bướm, sinh mạng thời gian liền bị nghịch chuyển, từ con bướm hình thái, ngay tức thì đổi hồi một cái sâu lông, rớt xuống đất. T, thật quỷ dị uy năng. Diệp Thần thấy một màn này, vậy cảm nhận được liền trụ quang thần quyết đáng sợ, chân chính nghịch chuyển thời gian, nắm trong tay sinh tử khô vinh. Thi triển trụ quang thần quyết, tự thân cần phải tiêu hao nhiều linh khí, thậm chí rất có thể tổn thương đạt tới võ đạo căn cơ. Môn thần thông này, nếu được gọi là cấm thuật, vậy tác dụng phụ dĩ nhiên là to lớn. Nếu như Diệp Thần linh khí mở hết, hắn phỏng đoán có thể để cho nửa võ uyên thế giới, lần nữa đổi hồi một mảnh hỗn độn hư không, hoặc là tăng tốc độ thời gian, để cho mảnh thế giới này đi về phía băng diệt. Dĩ nhiên, nếu như hắn làm như vậy, vậy mình linh khí cũng phải hoàn toàn hao hết, yếu ớt mà chết. Cấm thuật giá phải trả, cực kỳ to lớn. Diệp Thần mới vừa nghịch chuyển một con bướm sinh mạng thời gian, linh khí tiêu hao tự nhiên có thể coi thường, nhưng nếu như là chân chính đối địch, chỉ sợ là giết địch 1000, tự tổn 800. Hỗn độn vũ đế nói, cửa này bí quyết, không thể khinh thường dùng, nhưng có thể làm là ngươi lá bài tẩy, lúc cần thiết đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Diệp Thần vội nói, đa tạ tiền bối. Nếu như không phải là hỗn độn vũ đế kịp thời thức tỉnh, cửa này trụ quang thần quyết, rất có thể liền chạy trốn. Đi nhanh đi, phía sau có rất nhiều yêu thú đuổi theo, không muốn chết liền nhanh lên một chút rời đi. Hỗn độn vũ đế lưu lại một câu nói, liền trở lại mộ bia bên trong đi. Cái khác ba vị hỗn độn thần đế, cũng là trở về. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy ở phía sau trong bóng tối, có một song song quỷ dị dã thú ánh mắt lóe lên, không biết có nhiều ít yêu thú truy đuổi tới nơi này. Một đầu yêu hổ, liền để cho Diệp Thần khó giải quyết như vậy, như thế nhiều yêu thú, hắn cũng không chắc chắn đối phó. Lập tức, Diệp Thần nhanh chóng rời đi. Thật may, vậy rất nhiều yêu thú, cũng không có đuổi giết hắn, mà là rối rít cướp thực vậy yêu hổ thi thể. Cái này một đêm, chính là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đi đường lại chạy 2 ngày, ở 4 vị hỗn độn thần đế phụ trợ, Diệp Thần rốt cục thì từ rất nhiều yêu thú vây khốn bên trong giết ra tới, thuận lợi đi tới rừng chân yêu cuối. Rừng chân yêu cuối, có một cái màu đen vòng xoáy cửa, yên tĩnh lơ lửng, không biết đi thông phương nào. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn trước mắt vòng xoáy cửa, cũng là cảm nhận được liền từng tia không gian quy luật hơi thở lưu chuyển. Bỏ mặc cái này phiến vòng xoáy cửa, đi thông phương nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Võ uyên thế giới bị phong tỏa, hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái lối ra. Diệp Thần không do dự quá nhiều, chính là hít sâu một hơi, bước lên vòng xoáy cửa, trực tiếp truyền đưa ra ngoài. Ở Diệp Thần truyền tống sau khi rời đi, võ uyên thế giới bên trong, cũng có sấm rền vậy thanh âm vang lên, rồi sau đó dần dần đi xa, tựa như tượng trưng cho một cái thời đại chung kết. Võ uyên thế giới bên ngoài, đế thích Vạn Diệp và Lý Hạc các người, phong tỏa chờ 3 ngày, từ đầu đến cuối không gặp Diệp Thần đi ra. Bọn họ chính là có chút không nhịn được thời điểm, chợt cảm nhận được, võ uyên bên trong thế giới hơi thở thay đổi. Luân hồi hơi thở, biến mất không thấy. Vậy tiểu tử, chạy. Lý Hạc ra mặt co rúc, bấm ngón tay đẩy một cái diễn, nhất thời nhận ra được không ổn. Trong sâu thẳm, hắn đã suy diễn đến thiên cơ, thấy Diệp Thần dọc theo một cái thần bí vòng xoáy cửa, trực tiếp rời đi võ uyên thế giới. Một bên đế thích Vạn Diệp, cũng là cả người đại chấn, bấm ngón tay tính toán, mặt cũng trắng, rung giọng nói. Vậy tiểu tử lại có thể chạy, ở ta phong tỏa hạ, hắn lại vẫn có thể rời đi. Lý Hạc ha ha cười một tiếng, nói, xem ra, chúng ta bị võ thiên kỳ bày một đạo, hắn còn có hậu thủ. Dứt lời, Lý Hạc cũng sẽ không lưu lại, thanh âm âm trầm nói, trở về sơn môn, hướng trưởng giáo bẩm báo. Lập tức,
Lý Hạc chính là mang thủ hạ các đệ tử, biến dạng hư không rời đi. Đế Thích Vạn Diệp nhưng là cả người phát run, nguyên bản anh tuấn gương mặt, giờ phút này đã là vặn vẹo cùng sợ hãi. Vạn Diệp trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Một cái vạn khư đệ tử thấp giọng hỏi. Đế Thích Vạn Diệp không lời chống đỡ, luân hồi chi chủ ở hắn mí mắt phía dưới rời đi, hắn chết vạn lần không có chuộc. Hiện tại hai tay trống trơn, trở lại vạn khư thần điện, Vũ Hoàng cổ đế không thể nào thả qua hắn. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Ta Đế Thích Vạn Diệp ngày hôm nay, coi như là thua ở bên trong tay ngươi. Đế Thích Vạn Diệp bỗng nhiên phát như điên vậy, ngửa mặt lên trời cuồng cười lên. Chung quanh rất nhiều đệ tử thấy vậy, chố mắt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Bọn họ biết, ngày hôm nay không công mà về, Đế Thích Vạn Diệp chết chắc. Mười đại thiên quân lão tổ, Nhâm gia lão tổ đã bị xử tử. Hiện tại cái thứ hai muốn bị xử tử, chính là hắn Đế Thích Vạn Diệp. Đế Thích Vạn Diệp gương mặt ảm đạm, lập tức chính là mang người thủ hạ, trở lại vạn khư thần điện. Hắn cũng không có nghĩ tới trốn tránh cái gì, bởi vì mạng hắn hồn bị Vũ Hoàng cổ đế cầm nắm được, coi như chạy tới chân trời góc biển, Vũ Hoàng cổ đế một cái ý niệm, liền có thể đem hắn xóa bỏ. Lần nữa trở lại vạn khư thần điện, Đế Thích Vạn Diệp ở Trúc Xanh Hồ Tiên trước, gặp được Vũ Hoàng cổ đế. Lão tổ, Đế Thích Vạn Diệp quỳ xuống, yên lặng không tiếng động, gương mặt trắng bệch được dọa người. Vũ Hoàng cổ đế ừ một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, thở dài nói ta đều biết. Không cần Đế Thích Vạn Diệp nói tỉ mỉ, thiên cơ cảm ứng dưới, Vũ Hoàng cổ đế biết mình lại một lần nữa thất bại. Hắn thật sâu cảm thấy không có sức, không nghĩ tới lần này phái Đế Thích Vạn Diệp đi xuống, vẫn là thất bại. Luân hồi chi chủ, cánh đã cứng rắn. Vũ Hoàng cổ đế thổn thức thở dài, chỉ sợ luân hồi thay thế vạn khư tiên đoán, muốn thành sự thật. Luân hồi chi chủ, không hổ là đại khí vận người, lấy quá chân cảnh tầng 8 thiên thân, liền chặt đứt hai tay gông xiềng, võ đạo tiến nhiều. Lần này bị Diệp Thần chạy khỏi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vũ Hoàng cổ đế đã có thể dự đoán đến, chờ lần sau lại nhìn thấy Diệp Thần, người sau rất có thể đã chém ra trăm đạo, đạt thành vạn cổ không có kinh thiên huy hoàng. Phải biết, hắn chém ra số lượng, cũng chỉ có 93 đạo mà thôi. Thiên nữ chém ra 96, Nhâm Phi Phàm chém ra 97, đã để cho Vũ Hoàng cổ đế cảm thấy vô cùng uy hiếp. Nếu là luân hồi chém ra trăm đạo, vậy vạn khư khí vận, sợ rằng phải bị hoàn toàn áp chế xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đế Thích Vạn Diệp nói, lão tổ, là ta làm việc bất lực, ta nguyện lấy chết tạ tội. Giờ phút này, Đế Thích Vạn Diệp chỉ cầu nhanh chết. Ở Vũ Hoàng cổ đế dưới quyền, tử vong ngược lại là tốt nhất kết cục, chí ít có thể được giải thoát. Sợ nhất chính là bị luyện chế thành con rối, hoặc là cầm đi luyện đan luyện khí cái gì, vậy thật thì sống không bằng chết. Vũ Hoàng cổ đế nhẹ khẽ gật đầu, nói, người dĩ nhiên là phải chết, nhưng phải chết được có giá trị một chút. Đế Thích Vạn Diệp tủng sợ hãi, bịch bịch dập đầu nói, lão tổ khai ân, ta chỉ cầu nhanh chết, mời lão tổ cho ta một thống khoái. Vũ Hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng, nói yên tâm, sẽ không để cho ngươi quá mức hành hạ. Dứt lời, Vũ Hoàng cổ đế vung tay lên, một cái cự đỉnh xuất hiện. Rồi sau đó, Đế Thích Vạn Diệp liền cảm thấy, mình cả người linh khí cũng bị phong tỏa. Vũ Hoàng cổ đế tay áo bào một quyển, Đế Thích Vạn Diệp thân thể, đã ngâm ở cự đỉnh bên trong. Cự đỉnh bên trong, rót đầy các loại tiên thủy linh dịch, bề ngoài nổi lơ lửng rất nhiều hơn chân quý dược liệu. Đế Thích Vạn Diệp vạn phần hoảng sợ, nói, lão tổ, người muốn làm cái gì? Cầu ngươi xem ở chúng ta năm đó cùng nhau chinh chiến phân thượng, cho ta một cái giải thoát. Vũ Hoàng cổ đế nói, ngươi lại không kinh hoàng, ta sẽ cho một mình ngươi giải thoát. Vũ Hoàng cổ đế giọng nói chuyện, đặc biệt bình thản. Cái này giọng bình thản, nhưng càng hiển lộ ra thâm trầm sát cơ tàn nhẫn, để cho được Đế Thích Vạn Diệp không lạnh mà run. Chỉ gặp Vũ Hoàng cổ đế tay phất một cái màu đen kết giới trên mặt đất hiện lên. Kết giới bên trong, hắc phụ tràn ngập, lại chậm rãi hiện ra một cái cũi. Trong nhà tù, khốn khóa một món tàn hồn. Đó là Đế Thích Thiên tàn hồn. Thiên nhi. Đế Thích Vạn Diệp thấy được Đế Thích Thiên, kinh hãi không chạng. Lúc này Đế Thích Thiên, tàn hồn khô cằn, dung mạo như đưa đám. Hắn lý tưởng đã tan biến. Hiện tại cả người đều là thất hồn lạc phách,
ngây ngô dại dột hình dáng. Vũ Hoàng Cổ Đế thở dài nói, Đế Thích Thiên, ngươi là đại khí vận người, hôm nay cái này thế gian, có thể chỉ có ngươi, mới có thể đánh bại Luân Hồi Chi Chủ. Đế Thích Thiên nghe được vậy Luân Hồi Chi Chủ bốn chữ, phảng phất vẻ mặt có điểm chập chờn, ngẩng đầu ngắm nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế. Đế Thích Vạn Diệp vậy đang nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn không biết Vũ Hoàng Cổ Đế, lần này gọi ra Đế Thích Thiên, là muốn làm những gì. Vũ Hoàng Cổ Đế mở ra cũi, đem Đế Thích Thiên tàn hồn, thả ra, nói, Đế Thích Thiên, có thể có hứng thú dốc sức cho ta. Ta có thể giúp ngươi đúc lại thân xác, thậm chí giúp đem ngươi tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 9. Nghe nói như vậy, Đế Thích Thiên lộ ra một cái lãnh khốc nụ cười, nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tâm ma đại chú kiếm, nếu như luyện đến tầng thứ 9, đủ để thẩm phán toàn bộ thiên hạ, rửa sạch tất cả tội nghiệt, đem mỗi một cái sinh linh, đều biến thành tượng gỗ của mình, cực kỳ đáng sợ. Nếu như Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, thật luyện đến tầng thứ 9, hắn thậm chí có chắc chắn, có thể thẩm phán Vũ Hoàng Cổ Đế. Phải biết, tâm ma giết người, là binh không máu nhận, có thể coi thường cảnh giới chênh lệch. Giết người, không phải Đế Thích Thiên, mà là người khác nội tâm trong lòng ma chướng. Xem Vũ Hoàng Cổ Đế này đám nhân vật, trong lòng dục vọng cực lớn, ma chướng cực sâu, một khi hắn tâm ma, bị câu dẫn, hắn lập tức thì sẽ mất đi lý trí, lâm vào là con rối. Tu vi càng mạnh người, tâm ma càng sâu, ngược lại càng sợ tâm ma đại chú kiếm sát phạt. Vũ Hoàng Cổ Đế tự nhiên rõ ràng một điểm này, cho dù là hắn, vậy không chắc chắn đối kháng đỉnh cấp cảnh giới tâm ma sát phạt, đó là đủ để thẩm phán toàn bộ thế giới hiện thật đáng sợ thần thông. Truyền thuyết tâm ma đại chú kiếm, vốn là chỉ có tầng 8, sau đó bởi vì bị không không thời không ảnh hưởng, sản sinh ra tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 9 tâm ma, chính là không không thế giới quy luật, khống chế thế giới hiện thật một cái lưỡi dao sắc bén. Ta tự hỏi hoành đẩy vũ nội vô địch, nhưng đối mặt không không, đối mặt tâm ma, cuối cùng có chút hèn nhát. Ta giúp ngươi đúc lại thân xác, thậm chí phụ trợ ngươi lên đỉnh tâm ma đỉnh, đương nhiên là có điều kiện. Vũ Hoàng Cổ Đế khẽ mỉm cười, không hề che giấu mình đối không không và tâm ma sợ hãi. Cường giả chân chính, cũng không phải là không chỗ nào không sợ, mà là biết như thế nào đối mặt sợ hãi, như thế nào đi giải quyết. Đế Thích Thiên trong lòng động một cái, nói cái gì điều kiện. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, ta sẽ ở trong cơ thể của ngươi, trồng một đạo cấm chế, ngươi lại dốc sức cho ta. Một khi ngươi phản bội, ta một cái ý niệm, liền có thể đem ngươi xóa bỏ. Đế Thích Thiên cười nói, muốn cầm ta làm công cụ. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, đúng vậy, nhưng ngươi cũng có giết ngược cơ hội, tâm ma tầng thứ 9, một khi luyện thành, nói không chừng ngươi còn có thể ngược lại, lợi dụng tâm ma khống chế ta, từ đó thống trị toàn bộ thiên hạ. Đế Thích Thiên lắc đầu nói, ta đối thống trị thiên hạ không có hứng thú, thế giới này người người đều có tâm ma, đã không có ý nghĩa tồn tại. Ta chỉ muốn rửa sạch cái này tội ác thế giới, thành lập được lý tưởng đất nước. Ta tin tưởng lý tưởng trói lọi, thậm chí có thể đột phá thực tế hạn chế, chiếu sáng đến không không thế giới đi. Nghe Đế Thích Thiên phen này lời nói, Đế Thích Vạn Diệp kinh ngạc thất thần, nói Thiên Nhi, ngươi. Ngươi đã điên. Đế Thích Thiên không chỉ là muốn thẩm phán thiên hạ, thậm chí muốn dựa vào lý tưởng nước trói lọi, chiếu sáng không không, lấy này nghịch thiên chứng đạo. Điều này thật sự là vô cùng điên cuồng ý niệm. Vũ Hoàng Cổ Đế vuốt râu cười một tiếng, nói ta người này tương đối tục, lý tưởng gì nước, cái gì xét xử trói lọi, ta cũng không hiểu, ta chỉ là muốn dựa vào ngươi tâm ma đại chú kiếm, giết chết Luân Hồi Chi Chủ vậy tiểu tử. Vậy tiểu tử khí vận quá mức nghịch thiên, bây giờ nhìn lại, người ngoài là không thể nào giết chết hắn, chỉ có để cho hắn tâm ma của mình, giết chết mình. Đế Thích Thiên nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, nói ta Đế Thích Thiên, cho tới bây giờ không ở dưới người, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi muốn ta ra sức cho ngươi, cúi đầu xưng thần, đó là vạn không khả năng. Ta cùng ngươi nói, chỉ là công bình hợp tác. Vũ Hoàng Cổ Đế ngẩn ngơ, sau đó hiểu ra, hí mắt cười nói, không sao, ta liền cho ngươi công bằng, ta vì ngươi đúc lại thân xác, giúp ngươi lên đỉnh tâm ma đỉnh, ngươi giết cho ta liền Luân Hồi Chi Chủ, mọi người công bằng giao dịch. Vì an toàn khởi kiến, ta sẽ ở bên trong cơ thể ngươi trồng cấm chế, ngươi có làm phản cử động, liền lập tức phải chết. Dĩ nhiên, tâm ma đỉnh, ai cũng không nói ra có bao nhiêu huyền diệu, cho nên ngươi có cơ hội, ít có thể giết ngược ta. Đế Thích Thiên gật đầu,
tuy biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn tốt hơn hôm nay lâm vào là tù nhân, nói, được, vậy thì như vậy. Bên cạnh đồ sộ bên trong đỉnh Đế Thích Vạn Diệp, nghe được Đế Thích Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế giao dịch, nhất thời kinh hãi, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế nói. Lão Tổ, tuyệt đối không thể. Tâm Ma Đỉnh, vậy đại biểu không không thời không lưỡi dao sắc bén, đủ để giết xuyên toàn bộ thế giới hiện thật, người nếu là phụ trợ hắn lên đỉnh, người tuyệt không thể nào khống chế nữa ở hắn. Ta rất rõ ràng ta cái này hậu nhân tính tình, hắn chính là một cái hoàn toàn người điên. Nếu là lòng hắn ma lên đỉnh, tất cả mọi người đều phải chết. Thế giới hiện thật vậy sẽ hoàn toàn băng diệt. Nghe vậy, Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nhìn về Đế Thích Thiên nói, Đế Thích Thiên, nhà ngươi lão tổ không đồng ý, ngươi xem làm thế nào. Đế Thích Thiên nhìn ngâm ở cự đỉnh bên trong Đế Thích Vạn Diệp, thanh âm thong thả nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi chuẩn bị xử tử nhà ta lão tổ, không phải muốn bắt hắn thân thể, là ta đúc lại thân xác sao? Hắn một cái người sắp chết, cần gì phải còn muốn hỏi hắn ý kiến? Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, được. Đế Thích Thiên, ngươi quả nhiên là thông minh. Lúc đầu hắn đem Đế Thích Vạn Diệp, ngâm ở dược đỉnh bên trong, chính là muốn chuẩn bị đem Đế Thích Vạn Diệp thân xác, đúc lại thành Đế Thích Thiên thân xác. Đế Thích Vạn Diệp, chính là Đế Thích Thiên tổ tông, đem hắn thân xác, giao phó cho Đế Thích Thiên, huyết mạch tương thừa, sẽ không có bất kỳ bài xích, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đế Thích Vạn Diệp vô cùng kinh hoàng, mồ hôi lạnh cũng nhô ra, rốt cuộc biết Vũ Hoàng Cổ Đế kế hoạch, dung giọng nói, lão tổ, ngươi lại muốn đem nhục thân của ta, ban cho ta hậu nhân. Nhục thân của ta cường đại cỡ nào, một khi thiên nhi thừa kế, tương lai hắn tu vi thắng được ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế Thích Vạn Diệp đi theo Vũ Hoàng Cổ Đế nhiều năm, hai người quan hệ giống như vua tôi. Thành tựu bề tôi, hiện tại Đế Thích Vạn Diệp chết đến ập lên đầu, còn ở là Vũ Hoàng Cổ Đế lo âu, không thể là bất trung tim. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh nói, chuyện tương lai, ngươi liền không cần lo lắng, lãnh cái chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế bàn tay nặn quyết, từng đạo pháp quyết rơi vào dược đỉnh kia bên trong. Ừng ực ừng ực, dược đỉnh bên trong linh thủy tiên dịch, nhất thời sôi trào lên. Đế Thích Vạn Diệp bà đích một tiếng, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân xác thần hồn ở nóng bỏng linh thủy chưng nấu hạ, vô cùng đau đớn. Đế Thích Thiên ánh mắt bình tĩnh, mắt lạnh nhìn một màn này. Ba tiếng sau, Đế Thích Vạn Diệp, bị sống sờ sờ nấu chết. Hắn thân xác, bị Vũ Hoàng Cổ Đế tưới vô số tinh hoa cùng vật liệu, đúc lại thành một bộ lưu ly không rảnh pháp thân. Đế Thích Thiên, đây chính là ngươi mới thân xác, hy vọng ngươi biết hài lòng. Vũ Hoàng Cổ Đế cười một tiếng, nói. Đa tạ. Đế Thích Thiên nhàn nhạt chắp tay một cái, coi như là cảm ơn, nội tâm cũng có một chút thổn thức cảm giác. Nhà mình lão tổ tông, chỉ như vậy ở mình trước mắt, sống sờ sờ bị phanh chết. Lão tổ tông thân thể, thành mình mới thân xác. Đã từng tan biến lý tưởng, giờ phút này lại có thực hiện hy vọng, Đế Thích Thiên trong lòng cũng là trăm cảm hỗn hợp. Vũ Hoàng Cổ Đế bàn tay vung lên, Đế Thích Thiên hồn phách, liền dung hợp đến Đế Thích Vạn Diệp thân xác bên trong đi. Dung hợp quá trình đặc biệt thuận lợi, dẫu sao hai người huyết mạch là có cùng nguồn gốc. Đế Thích Vạn Diệp thân xác, ngũ quan một hồi vặn vẹo, rất nhanh liền biến hóa thành Đế Thích Thiên hình dáng. Tóc vậy biến thành tóc trắng. Đế Thích Thiên từ dược đỉnh bên trong đi ra, lại khôi phục ngày xưa phong độ nhẹ nhàng, thư hùng không biện luận, thanh nhã trầm ổn hình dáng. Hắn thừa kế Đế Thích Vạn Diệp bộ phận tu vi, giờ phút này một bước lên trời, có thiên quân nhất tầng thiên thực lực. Ở Đế Thích Thiên trên thân thể, còn có từng mảnh lá phong, từng luồng hồng liên nghiệp hỏa ở trôi giạt. Đế Thích Vạn Diệp thần thông, 9 tầng trời thần thuật một trong, Mạn Châu Sa Hoa Kinh, cũng bị hắn thừa kế. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên chính là 9 tầng trời thần thuật người chấp trưởng. Thiên điều hà thải, vạn đạo thủy khí, từ Đế Thích Thiên trên thân thể tràn ra tới, ào ào chấn triệt vân tiêu. Đế Thích Thiên ngước nhìn trời khung, vô tận xúc động. Vũ Hoàng Cổ Đế vỗ tay cười to, nói, được, rất tốt. Dung hợp rất thuận lợi, Đế Thích Thiên, chúc mừng ngươi thu được tân sinh. Dừng một chút. Vũ Hoàng Cổ Đế lại rút ra một thanh kiếm, tặng đưa đi, nói, thanh kiếm này, là ta giết chết Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành, dùng hắn di cốt chế tạo. Vậy Nhâm gia lão tổ là vô lượng cường giả, hắn di cốt năng lượng không phải chuyện đùa,
kiếm này cũng có thể gọi là vô lượng thần khí, ta liền tặng cho ngươi. Đế Thích Thiên khoanh tay nhận lấy, kiếm dài 3 thước, mũi nhọn lăn lăn, đang đến gần chuôi kiếm địa phương, khắc độc cô 2 chữ, là ngày xưa Nhâm gia lão tổ Thiên Quân danh hiệu. Ngày xưa Nhâm gia lão tổ, độc cô Thiên Quân đảm nhiệm độc hành, hôm nay đã chết, di cốt bị đúc thành kiếm. Đế Thích Thiên thu cất độc cô kiếm, lại chắp tay cảm ơn. Phú Hoàng cổ đế cười nói, ngươi liền hồi ngươi đế thích gia tộc đi, gặp ngươi một chút ở thái thượng thế giới thân thuộc, ta đã ở trong cơ thể của ngươi, gieo cấm chế, ngươi ngày hôm nay mới vừa sống lại, trước quen thuộc thân thể một chút tu vi, lại làm quen một chút thái thượng thế giới quy luật, nếu như có nhiệm vụ gì, ta sẽ lại cho đòi gặp ngươi. Đế Thích Thiên hơi một cảm ứng, quả nhiên phát hiện ở trên đỉnh đầu mình, ngay tại đầu lâu bên trong, đóng dấu trước một đạo cấm chế, liền khắc ở đầu lâu gông xiềng bên trong. Năm đó Đế Thích Vạn Diệp chém ra, đầu lâu gông xiềng còn không chặt đứt, cho dù thân xác đúc lại, gông xiềng còn đang. Phú Hoàng cổ đế chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể nổ cấm chế, để cho Đế Thích Thiên thần hồn câu diệt. Đế Thích Thiên ngược lại cũng không hoảng, bình tĩnh tự nhiên, chắp tay tạm biệt Phú Hoàng cổ đế, rời đi Vạn Khư thần điện. Lúc này Diệp Thần, tự nhiên không biết Đế Thích Thiên đã sống lại. Hắn từ võ uyên thế giới, rừng chấn yêu bên trong truyền đưa ra sau đó, chính là đi tới một nơi không biết địa giới. Chỗ này địa giới, Diệp Thần cũng không biết ở nơi nào, dẫu sao chư thiên vạn giới mênh mông vô biên, giới biển một giọt nước, chính là một cái vũ trụ, cho dù là vô lượng cường giả, cũng không khả năng theo dõi rõ ràng toàn bộ vạn giới bí ẩn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hơi một cảm ứng, chính là ở mờ mịt thế giới bên trong, phong tỏa lại hắc ám biển cấm. Bắc mãng tổ địa vị trí, lập tức liền muốn biến dạng hư không rời đi. Nhưng, đột nhiên, Diệp Thần bắt được, ở nơi này mảnh đất giới chỗ sâu, truyền ra một chút mịt mờ linh khí chập chờn. Vậy một tia linh khí chập chờn, để cho được hắn luân hồi thánh hồn thiên, cũng là phát ra đồng tình. Là địa ngục hồn đạo hơi thở. Diệp Thần kinh hãi, hắn luân hồi thánh hồn thiên, trước mắt đã góp nhặt 5 khối hồn đạo mảnh vỡ, còn thiếu cuối cùng một mảnh đất ngục hồn nói. Không có thu thập hoàn thành. Giờ phút này, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, ở mảnh thế giới này chỗ sâu, có địa ngục hồn đạo hơi thở chập chờn. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, lại có thể ở trong chỗ này đụng tới địa ngục hồn đạo cơ duyên. Diệp Thần nội tâm vui sướng, luân hồi không hổ là người mang đại khí vật, lại có thể như vậy xảo diệu, liền đụng phải địa ngục hồn đạo cơ duyên. Nếu cơ duyên đang ở trước mắt, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này rút ra luân hồi thiên kiếm, bảo vệ được tự thân, cẩn thận một chút đi về phía trước vào. Nếu như có thể tìm tới địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, luân hồi thánh hồn thiên là có thể hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn. Hoàn chỉnh luân hồi thánh hồn thiên, đây chính là đã từng 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại à. Một khi khôi phục, luân hồi hồn thể uy năng, đủ để ung dung nghiền nát thông thường thiên quân. Hơn nữa, luân hồi thánh hồn thiên phục hồi như cũ mà nói, tương lai Diệp Thần chém ra, cũng có thể được to lớn tăng thêm. Diệp Thần chú ý đi tới trước, sơ lược cảm ứng, cái này mảnh đất giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đại khái tương đương trái đất Hoa Hạ diện tích. Diệp Thần từ từ hàng tràn vào sâu, nhưng phát hiện bốn phía có nhàn nhạt tinh nguyệt trói lọi, đang chậm rãi lưu chuyển, điểm điểm tinh quang như đom đóm, ánh trăng nếu như thất luyện. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng là tối om om, hư không không một phiến, vậy tinh nguyệt trói lọi, lại là từ địa mạch chỗ sâu thả ra. Cái này phiến địa giới địa mạch, mang theo cổ xưa tinh nguyệt năng lượng. Cái này tinh nguyệt năng lượng, tốt cảm giác quen thuộc, cùng nhược tuyết trên mình, ngược lại có chút cộng thông chi sử. Diệp Thần nhớ lại Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết luyện thành Thái Thượng Tinh Hy nói, hiện ở chung quanh tinh nguyệt năng lượng, liền cùng Thái Thượng Tinh Hy đạo nhân quả, có một chút sâu xa. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Thần chau mày, định suy diễn thiên cơ, nhưng phát hiện nơi đây nhân quả mờ ảo, năm tháng quá rất xưa, hết thảy dấu vết đều không có thể tìm ra. Ồ, luân hồi thiên kiếm. Vừa lúc đó, một đạo mang kinh ngạc thanh âm giả nua, mơ hồ ở trong hư không vang lên. Ai? Diệp Thần nhất thời cảnh giác, nâng kiếm nhìn khắp bốn phía. Tiểu hữu chớ hoảng sợ, lão phu không có ác ý. Bốn phía nhàn nhạt tinh nguyệt trói lọi bên trong, dần dần hiển hóa ra một cái thân ảnh già nua. Đó là một người quần áo lam lũ ông già,
nếp nhăn rất là nồng đậm, không biết sống bao lâu năm tháng, cả người đều là khí tức tang thương. Hắn hơi thở, lại hoàn toàn cùng địa mạch tương dung, cho nên mới vừa Diệp Thần lại là không phát hiện hắn tồn tại. Thiên huyền cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần cẩn thận bắt, phát hiện lão giả kia tu vi, là thiên huyền nhất tầng thiên. Lấy hắn thực lực trước mắt, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, nhất thời yên lòng. Lão phu điểm này không quan trọng tu vi, ngược lại là để cho luân hồi chi chủ chê cười. Ông già cười một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối ở Diệp Thần luân hồi thiên trên thân kiếm mặt. Diệp Thần còn muốn tìm địa ngục hồn nói, lập tức liền chắp tay, chậm rãi nói, tại hạ Diệp Thần, đúng là chính là đời này luân hồi chi chủ, không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả kia nói, lão phu cổ cuồng, một đoạn kéo dài hơi tàn gỗ mục, hôm nay luân hồi chi chủ đại giá đến chơi, thật đúng là làm cái này phiến hoang phế di tích, rực rỡ liền rất nhiều. Cổ cuồng. Diệp Thần nghe ông lão tên chữ, khá có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này hành tương tự một cụ già, có một cái như vậy phóng túng tên chữ. Lão tiền bối, không biết nơi này là địa phương nào, tại hạ là bất ngờ xông vào, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần chỉ muốn thám thính địa ngục hồn đạo tin tức. Cổ cuồng cười nói, không quấy rầy, không quấy rầy, chỗ này, chính là tinh nguyệt thần giáo một nơi di tích, hôm nay luân hồi hạ xuống, chính là bổn giáo thiên đại vinh hạnh. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói tinh nguyệt thần giáo, chính là thanh nguyệt nữ đế khai sáng giáo phái sao. Tinh nguyệt thần giáo và hạ nhược tuyết tới giữa, có thiên ti vạn lũ nhân quả. Diệp Thần đã sớm nghe hạ nhược tuyết nói qua, liên quan tới tinh nguyệt thần giáo ngọn nguồn. Hạ nhược tuyết đang luyện thành thái thượng tinh hy đạo sau đó, tinh nguyệt chiếu rọi, khí tượng chấn động chư thiên vạn giới. Đưa tới thái thượng thế giới tinh nguyệt thần giáo chú ý. Tinh nguyệt thần giáo lão tổ tông thanh nguyệt nữ đế, đã hiển thị thần dụ, muốn tiếp hạ nhược tuyết đi thái thượng thế giới, chấp trưởng tinh nguyệt đạo thống, trọng trấn thần giáo huy hoàng. Chỉ là tinh nguyệt thần giáo, nội bộ có chia ra, có người chống đỡ hạ nhược tuyết, có người nhưng muốn giết nàng. Ở Diệp Thần trong lòng, tự nhiên cũng không muốn hạ nhược tuyết đi thái thượng thế giới, dẫu sao hắn nhân quả, hắn có thể tự mình giải quyết. Cũng không cần lệ thuộc vào hạ nhược tuyết. Vậy cổ cuồng nghe được Diệp Thần mà nói, cũng là hơi có chút vui vẻ, nói, luân hồi chi chủ cũng nghe qua ta tinh nguyệt thần giáo sao. Diệp Thần nói, hơi có nghe đồn. Cổ cuồng chợt lại yếu ớt thở dài, nói, năm đó ta tinh nguyệt thần giáo giáo chủ thanh nguyệt nữ đế, vì tranh đoạt thiết ngai vàng, đại chiến rất nhiều vô lượng cường giả, cuối cùng tiếc nuối thất bại. Cái này mảnh đất giới, chính là ta tinh nguyệt thần giáo đã từng là địa bàn. Tinh nguyệt thần giáo cường thịnh lúc đó, ở chư thiên vạn giới đều có đạo tràng, nhưng trận chiến ấy sau khi kết thúc, nữ đế giáo chủ chết, ta thần giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, bị buộc buông tha đại lượng đạo tràng, chỉ để lại thái thượng thế giới nơi chủ yếu bàn. Này phương di tích, chính là năm đó đạo tràng một trong. Diệp Thần nghe đến chỗ này, chính là rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Lúc đầu cái này mảnh đất giới, chính là tinh nguyệt thần giáo di tích. Một nơi bị bỏ phế đạo tràng. Cổ cuồng nhìn về phương xa tối om om hư không, khẽ mỉm cười nói, bất quá gần đây, ta bắt được thiên cơ, ta tinh nguyệt thần giáo sắp quật khởi, có một vị kêu hạ nhược tuyết cô gái, lấy được thanh nguyệt nữ đế xem trọng, nàng chung sẽ mang lĩnh ta tinh nguyệt thần giáo, lần nữa đi về phía huy hoàng. Dừng một chút, cổ cuồng ánh mắt, lại rơi vào Diệp Thần trên mình, lộ ra một chút hồ nghi và kinh ngạc, nói tê, kỳ quái, luân hồi chi chủ. Ta làm sao ở trên mình ngươi, bắt được một chút cùng hạ nhược tuyết có liên quan nhân quả. Ngươi biết phụ nữ kia sao? Diệp Thần ho khan hai tiếng, khoát tay một cái, nói tiền bối, không nói cái này, chúc ngươi thần giáo sớm ngày hưng phục, nhưng ta tới nơi đây, nhưng cùng tinh nguyệt không liên quan, mà là bị một món địa ngục hơi thở hấp dẫn. Nghe được Diệp Thần nói tới địa ngục hai chữ, cổ cuồng gương mặt hơi biến sắc, nói, nơi đây đúng là có địa ngục hơi thở, nhưng đặc biệt mịt mờ. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, luân hồi cảm ứng quả nhiên bén nhạy. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, vậy địa ngục hơi thở xuất xứ từ phương nào? Có lẽ và ta luân hồi chi đạo tương quan, xin tiền bối cho biết. Cổ cuồng do dự một hồi, trên dưới quan sát một tí Diệp Thần, nói, vậy địa ngục sau lưng, nhân quả cực kỳ khủng bố, luân hồi chi chủ, người đời này tu vi, còn không hoàn toàn phát triển chứ. Chỉ có quá chân cảnh tầng 8 trời. Nếu như đụng phải nguy cơ gì, chỉ sợ khó mà ứng đối.
Diệp Thần cười một tiếng, đột nhiên nắm chặt quyền, xương cốt rắc rắc sát nổ vang, quả đấm thì có cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, làm được chung quanh không gian chấn động, cương phong đột ngột. Ta tuy chỉ có quá chân cảnh tầng 8, nhưng hai tay võ đạo gông xiềng, đã chặt đứt, lấy ta trước mắt chiến lực, xinh xé một ít cấp thấp thiên quân, cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần cười nói. Cổ cuồng cảm thụ Diệp Thần lực lượng cuồng bạo, vô cùng chấn động phố, liên tiếp lui về phía sau liền hết mấy bước. Luân hồi chiến lực, quả nhiên không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Cổ cuồng một hồi xúc động, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, lấy Diệp Thần trước mắt lực lượng, đem hắn xé thành mảnh vỡ, cũng là dễ như trở bàn tay. Tiền bối, có thể nói cho ta vậy địa ngục hơi thở bí mật sao? Diệp Thần hỏi. Cổ cuồng lắc đầu một cái, nói, vậy địa ngục bí ẩn, thật ra thì ta cũng không rõ lắm, chỗ này vẫn luôn là cổ quái như vậy, cách mỗi trăm ngày, liền như địa ngục. Diệp Thần nói, cách mỗi trăm ngày, liền như địa ngục. Cổ cuồng nói, đúng vậy, chỗ này cách mỗi 100 ngày, mặt đất liền sẽ nứt ra một cái lỗ, giống như cửa địa ngục, có vô cùng sát khí tràn ngập ra. Mỗi tương ứng địa ngục sát khí phun trào để gặp, ta cũng chỉ có thể lặn co lên tới, không dám bại lộ. Một khi thân thể, bại lộ ở địa ngục sát khí bên trong, cả ngày quân đều phải chết. Ta đã từng có mười mấy người bạn, và ta cùng ngưng động lưu lại nơi này phiến tinh nguyệt di tích, nhưng sau đó bọn họ toàn bộ chết, đều bị vậy địa ngục sát khí ăn mòn thành xương khô. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại ta một thân một mình, ta cả ngày trông chờ tinh nguyệt thần giáo, có thể tới tiếp ta trở về, đáng tiếc từ đầu đến cuối không gặp chút nào bóng người. Diệp Thần thầm kinh hãi, như vậy nghe tới, vậy địa ngục sát khí, đúng là vô cùng khủng bố, liền phổ thông thiên quân cũng không ngăn nổi. Nếu như vậy địa ngục sát khí sau lưng, thật cất giấu địa ngục hồn nói, đem dung hợp tiến vào, vậy sẽ có cường hãn dường nào. Cổ cuồng nói tiếp, ba ngày sau, chính là trăm ngày kỳ, đến lúc đó, ngươi có thể tự mình cảm thụ một tí, vậy địa ngục sát khí khủng bố. Diệp Thần nói, được, vậy thì quấy dày tiền bối mấy ngày. Cái này phiến tinh nguyệt di tích bên trong, có đại lượng tinh nguyệt thần giáo năm đó lưu lại thần điện. Năm tháng bể dâu, vậy rất nhiều thần điện đã sớm hoang phế, nhưng may mắn vui còn người có thể ở. Cổ cuồng liền dẫn Diệp Thần, ở đó thần điện di chỉ bên trong ở tạm xuống. Diệp Thần làm bộ như ngồi xếp bằng tu luyện, lòng không tạp niệm hình dáng, nhưng thật ra là sợ cổ cuồng truy hỏi Hạ Nhược Tuyết sự việc. Hạ Nhược Tuyết bị Thanh Nguyệt nữ đế nhìn chúng, bổ nhiệm là y bát người thừa kế. Nhưng Diệp Thần cũng không quá đồng ý, nếu như bị cổ cuồng biết, rất có thể sẽ tổn thương hắn tim. Ở Diệp Thần tận lực tránh hạ, cái này ba ngày chính là bình tĩnh mà qua. Rốt cuộc, địa ngục sát khí phun trào ngày tới. Ngày này một sáng sớm, cổ cuồng liền dậy thật sớm, hướng Diệp Thần cảnh tỉnh nói, luân hồi chi chủ, hôm nay địa ngục sát khí liền muốn bùng nổ, ngươi ngàn vạn lần muốn chú ý. Ở cảnh tỉnh xong sau đó, cổ cuồng liền trốn tới chủ điện bên trong, cũng khởi động bảo vệ cấm chế, không dám mới đi ra. Diệp Thần nhìn cổ cuồng bộ dáng như lâm đại địch, trong lòng cũng là một hồi vô hình khẩn trương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đến được buổi trưa, Diệp Thần liền cảm thấy mặt đất chấn động lên, hình như là động đất, sau đó không khí chung quanh bên trong, nổi lên gió lớn, hô hô vang dội. Trên mặt đất, cát bay đá chạy, tiếng gió bên trong, lại xen lẫn rất nhiều, như quỷ khóc sói tru, biến dạng gào thét vậy thanh âm. Oanh! Một đạo uyển như núi lửa phun ra vậy thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Diệp Thần con người co rúm một cái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp phương xa trên vùng đất, có một cổ màu đỏ nhạt năng lượng, giống như nham thạch nóng chảy bùng nổ vậy phóng lên cao, ùng ùng vang dội. Theo cái này cổ đỏ nhạt năng lượng phun ra, cái này phiến tinh nguyệt di tích thiên địa, cũng là hoàn toàn bao phủ ở một mảnh tối đỏ màu máu sương mù bên trong. Sương mù bên trong, có vô tận oan hồn, ở gào khóc lôi xé, trong không khí xuất hiện rất nhiều quỷ dị ảo ảnh, núi thây biển máu, núi đao địa ngục, rút lưỡi địa ngục, diêm la quỷ điện, thi thể không đầu, âm binh hành lang vân. Vân, vô cùng vô tận địa ngục dị tượng, từ phương xa mặt đất xuất hiện, rồi sau đó như ôn dịch vậy lan truyền, ngay tức thì để cho được toàn bộ di tích, cũng hiện đầy địa ngục sát khí. Diệp Thần ở địa phương đó, là tinh nguyệt thần giáo thần điện di chỉ, vốn là khá là thần thánh. Chỉ theo trước vậy địa ngục sát khí gào thét tới, thần điện cũng giống như biến thành địa ngục. Vô số yêu ma quỷ quái bóng mờ,
ở trong thần điện điên cuồng kêu gào, điên cuồng khiêu vũ, điên cuồng hát vang, tất cả mang gông xiềng cùng xích sắt quái vật, ở tựa như nổi điên gào thét, vùng vẫy, đánh lăn, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, toàn bộ là địa ngục ác mộng vậy cảnh tượng, bề ngoài nhìn như chỉ là ảo ảnh vậy, nhưng bên tai nghe được thanh âm, nhọn chói tai, cái mũi ngửi đến hôi thối, tràn đầy thi thể mùi vị, làm người ta nôn mửa, căn bản không xem là ảo ảnh. Thần điện chủ điện bên trong, Cổ Cuồng giúp lại bảo vệ cấm chế phía sau, nhìn bên ngoài đại điện nhóm quỷ loạn vũ hình ảnh, chỉ hù được môi xanh trắng, run lẩy bẩy. Hắn liền thấy được, có vô số đầu oan hồn cùng yêu ma, thủy triều vậy hướng Diệp Thần vọt tới. Luân hồi thiên kiếm, phá! Diệp Thần thong thả, giơ lên luân hồi thiên kiếm, thân kiếm run một cái, mênh mông thần thánh luân hồi thiên đường khí tượng, chính là tràn ngập ra. Thiên đường thánh thổ, luân hồi tin vui, một hạ xuống, chung quanh các loại tà ma, kêu thảm thiết, thân thể suy suy bốc hơi thành khói trắng, chỉ trong nháy mắt, liền bị Diệp Thần luân hồi sức mạnh to lớn, hoàn toàn siêu độ. Địa ngục này sát khí, ngọn nguồn không ở nơi này. Diệp Thần khẽ cau mày, tuy nhẹ tùng tan vỡ chung quanh địa ngục ảo ảnh, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, đó cũng không phải địa ngục nguồn gốc của sát khí, chỉ là một chút tiết ra ngoài ra năng lượng thôi. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phương xa trên vùng đất phún ra năng lượng trụ, có lòng có chút sở động, chính là cầm luân hồi thiên kiếm, nhanh như điện chớp chạy tới. Chủ điện bên trong Cổ Cuồng, thấy Diệp Thần ung dung nghiền nát địa ngục ảo ảnh, lại muốn đi truy xét nguồn gốc của sát khí, không khỏi được sợ ngây người. Luân hồi thần uy, quả nhiên mênh mông, ta vạn năm không dám đụng chạm địa ngục sát khí, hắn nhưng một kiếm nghiền diệt. Cổ Cuồng nội tâm khen ngợi không dứt, bỗng nhiên lại từ Diệp Thần trên mình, bắt được quen thuộc thiên cơ, cùng Hạ Nhược Tuyết có liên quan. Như luân hồi chi chủ, thật cùng ta Tinh Nguyệt thần giáo tương lai trưởng giáo có sâu xa, vậy thì thật là ta thần giáo phúc. Cổ Cuồng lẩm bẩm nói nhỏ, muốn đi ra ngoài đi theo Diệp Thần, xem mình có thể không thể giúp được cái gì, nhưng lại kiêng kỵ vậy địa ngục sát khí đáng sợ, cuối cùng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Lại nói Diệp Thần một đường bay vút, rất nhanh đi tới vậy địa ngục sát khí phún ra địa phương. Cẩn thận vừa thấy, quả nhiên liền như Cổ Cuồng nói, mặt đất nứt ra một cái khe hở thật lớn, màu đỏ nhạt năng lượng, từ khe hở bên trong phun ra ngoài, hình thành núi lửa phun ra vậy kỳ quan. Vậy to lớn mà đỏ nhạt khe hở, như có ngọn lửa dọn ra đốt, nhìn như đúng như một miếng cửa địa ngục vậy. Vậy dưới đất, rốt cuộc sẽ có cái gì? Diệp Thần ánh mắt động một cái, ngắm nhìn trước mắt địa ngục vậy môn hộ, cẩn thận cảm ứng, có thể bắt được nơi này thật có địa ngục hồn đạo hơi thở, nhưng không hề cụ thể. Xem ra vẫn là phải đi xuống tìm tòi kết quả. Diệp Thần nghĩ thầm, sau đó thần hồn động một cái, thả ra luân hồi thánh hồn thiên. Vù vù. Một phiến khoáng đạt thiên vũ, chính là ở Diệp Thần đỉnh đầu tạo ra. Vậy phiến thiên vũ, mênh mông thần hồn năng lượng ở chấn động, mơ hồ phân chia thành 6 khu vực. Thiên phú lục đạo, đó thuộc về địa ngục hồn đạo khu vực, trống trơn như vậy, lúc này lại không ngừng phát ra ông minh vang động. Mơ hồ cùng vậy địa ngục vậy môn hộ hô ứng. Tại dưới lòng đất, rất có thể liền ẩn núp địa ngục hồn đạo mảnh vỡ. Nếu không, luân hồi thánh hồn thiên, không thể nào phát ra kịch liệt như vậy đồng tình. Chỉ kém cuối cùng một đạo mảnh vỡ, luân hồi thánh hồn thiên liền có thể khôi phục nguyên vẹn, như vậy tuyệt hảo cơ hội, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lợi dụng luân hồi thánh hồn thiên cùng luân hồi thiên kiếm bảo vệ được thân thể, Diệp Thần hít sâu một hơi. Nhảy vào vậy phiến địa ngục vậy môn hộ bên trong đi. Vậy địa ngục vậy môn hộ, thật ra thì chính là một cái kẽ hở, chỉ là có vô số đỏ nhạt năng lượng đang phun mỏng, cho nên nhìn như lộ vẻ được phá lệ đáng sợ thôi. Diệp Thần dọc theo kẽ hở nhảy vào đi, chỉ cảm thấy mình nhảy vào vực sâu vạn trượng vậy, thân thể hô hô đi xuống rơi xuống, từ đầu đến cuối không gặp cuối. Diệp Thần tâm cảnh cường hãn, ngược lại cũng không sợ hãi, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh thân thể hắn, tràn đầy địa ngục sát khí, đỏ thắm nóng rực. Nếu như là người bình thường, thậm chí cấp thấp thiên quân, ở nơi này cổ địa ngục sát khí bên trong, tinh thần rất có thể liền bị lạc, thân xác sẽ bị ăn mòn thành xương khô. Diệp Thần thân xác cùng tinh thần, đều là vô cùng cường hãn, những đất kia ngục sát khí, vậy xâm hại không tới hắn. Chỉ là, thấy vậy rất nhiều địa ngục sát khí, đậm đà như vậy. Diệp Thần trong lòng dâng lên nồng đậm hứng thú. Vậy địa ngục hồn nói,
rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Từ dưới mắt khí tượng phán đoán, vậy địa ngục hồn đạo hơi thở, so với giống vậy hồn nói, chỉ sợ ở lợi hại rất nhiều. Rốt cuộc, Diệp Thần đáp xuống lòng đất. Cái này phiến thế giới lòng đất, cực kỳ nóng như thiêu, khắp nơi lưu chuyển đỏ au địa ngục sát khí, để cho được mảnh thế giới này, phảng phất là một cái nham thạch nóng chảy thế giới vậy. Mà ở sát khí bên trong, vậy oan hồn, yêu ma, 18 tầng địa ngục, xâm la quỷ quái, quỷ khóc sói chu dị tượng, vậy xa so ngoại giới kịch liệt. Thật may, Diệp Thần có luân hồi thánh hồn thiên và luân hồi thiên kiếm bảo vệ, những đất kia ngục dị tượng, cũng không cách nào thương tổn tới hắn. Địa ngục hồn đạo ngọn nguồn, hẳn liền ở phụ cận đây. Luân hồi thánh hồn thiên truyền ra đồng tình, càng thêm mãnh liệt. Diệp Thần có thể khẳng định, địa ngục hồn đạo đang ở phụ cận không xa. Hắn liền dọc theo cộng minh hơi thở, thận trọng đi về phía trước vào. Một đường đi tới trước, địa ngục dị tượng càng quỷ dị. Diệp Thần thậm chí thấy, trên đất có rất nhiều thông thường đá, gặp tới địa ngục sát khí ăn mòn sau đó, lại có thể biến thành từng cổ xương trắng. Hắn một đường đi tới trước, chính là đạp một đường thi thể, không biết đạp vỡ nhiều ít xương khô. Đó là chân tránh thi thể cùng xương, do thông thường đá chuyển hóa thành. Vậy địa ngục sát khí, uy năng cường hãn, đã đến thay đổi vật thể căn nguyên cấu tạo, đem hết thảy đủ loại, cũng điểm hóa thành xương trắng cùng thi thể bước. Thế giới lòng đất bên trong, còn có chút hoa cỏ thực vật, mạch nước ngầm lưu cái gì. Nhưng ở vậy địa ngục sát khí ăn mòn, hoa cỏ thực vật biến thành ác thi, mạch nước ngầm lưu biến thành thi nước, người bàn chân một đạp lên, nệm mềm tháp, thật giống như dẫm ở một bãi thịt vụn phía trên. Diệp Thần thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra, đây cũng không phải cái gì ảo ảnh, mà là chân thực tồn tại. Vậy địa ngục sát khí, đã mãnh liệt đến tạo vật tạo hóa cảnh giới, có thể đem hết thảy đồ, cải tạo thành thi thể, hài cốt, máu tươi, thịt vụn, mủ vân. Vân đáng sợ đồ. Diệp Thần thậm chí có thể khẳng định, nếu như địa ngục này sát khí, khuếch tán ra, ăn mòn ngôi sao nói, đủ để đem một ngôi sao, đổi thành một cái to lớn hôi thối thi thể. Đạp qua không biết nhiều ít xương khô cùng thi hài, Diệp Thần rốt cuộc ở vô tận sát khí bên trong, thấy được một bộ in địa ngục văn lộ hắc quan. Bộ kia hắc quan, yên tĩnh bày đặt ở một tòa trên thạch đài, chung quanh có mấy con cây nến, vĩnh hằng bất diệt thiêu đốt, lại có từng hạt tròn nhuộm máu tươi đầu khô lâu, lấy cổ xưa trận thế, cung phụng ở bốn phía. Nguồn gốc của sát khí, ở nơi này hắc quan bên trong. Diệp Thần con người co rúc lại, vô cùng rõ ràng cảm nhận được, hắc quan chính là địa ngục nguồn gốc của sát khí. Cuối cùng một phiến luân hồi hồn đạo mảnh vỡ, địa ngục hồn nói, rất có thể ngay tại hắc quan bên trong. Diệp Thần tim mãnh nhảy cỡn lên, đến gần hắc quan, có thể mơ hồ thấy, hắc quan phía trên, chạm chỗ địa ngục su bốn chữ. Địa ngục su, cái này hắc quan, hẳn là cường đại gì phong ấn pháp bảo. Diệp Thần sờ hắc quan, bắt cái này hắc quan quy luật cấu tạo, thử nghiệm sắp tối quan vén lên, nhưng phát hiện căn bản tung không nhúc nhích. Cái này hắc quan, không cách nào dùng sức mạnh mở ra, nếu không, lấy Diệp Thần trước mắt hai tay lực lượng, sớm liền mở ra. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, suy nghĩ một chút, liền cầm lên luân hồi thiên kiếm, đem cắm vào hắc quan nắp quan tài trong khe hở mặt, dùng sức cậy một cái. Khách lạt lạt, hắc quan phát ra một hồi vang động, nắp quan tài chậm rãi bị luân hồi thiên kiếm cậy ra. Có hiệu quả. Diệp Thần đại hỉ, mạnh nữa như vậy dùng một chút lực, rốt cuộc sắp tối quan hoàn toàn cậy ra, nắp quan tài phịch đích một tiếng, đánh mất ở một bên trên mặt đất. Theo hắc quan mở ra, quan tài cảnh tượng bên trong, cũng là hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Hắc quan bên trong, đang ngủ say một cái cô gái. Cái cô gái này, da thịt trắng noãn trắng nõn, vẫn còn có hô hấp tiết tấu, giống như là một cái ngủ yên công chúa, tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi. Nàng không mặc quần áo, thân thể là trần, chung quanh chất đống rất nhiều hơn màu đen cánh hoa, từng luồng hắc khí, còn có từng luồng huyết khí đỏ nhạt, quanh quần nàng trắng noãn thân thể, không ngừng lưu chuyển. Hắc khí cùng huyết khí, tựa như đại biểu địa ngục và tà ác, ở nàng trắng nõn thân thể mềm mại nổi bật hạ, càng lộ vẻ được nhìn thấy mà đau lòng. Nếu như nói võ giao đại biểu từ bi, vậy địa ngục này xu bên trong thiếu nữ, tựa như đại biểu tà ác. Trên người nàng lưu chuyển hắc khí cùng huyết khí, để cho người nhìn một cái, nội tâm liền toát ra rất nhiều tội ác cùng giết hại ý niệm. Nếu như không phải là Diệp Thần đạo tâm,
Đủ bền bỉ nói, ở hắn thấy những cái kia cổ quái hơi thở ngay tức thì, có thể thì phải thất thủ, bị dị hóa thành chỉ biết giết hại cùng tà ác máy móc. Cái cô gái này, rốt cuộc là ai? Nàng trên mình, có địa ngục hồn đạo hơi thở. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hắc quan bên trong, không mảnh vải che thân thiếu nữ thân thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, địa ngục hồn đạo sẽ ở đó thiếu nữ trong cơ thể. Nếu như muốn thu hồi địa ngục hồn nói, dung hợp đến luân hồi thánh hồn thiên bên trong đi, có phải hay không muốn đem cô gái này giết chết? Diệp Thần cảm thấy sự việc không đơn giản, ý thức trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, cùng bốn vị hỗn độn thần đế câu thông, hỏi bọn họ ý kiến. Mới nhất thức tỉnh hỗn độn vũ đế, cơ hồ không có chần chờ, dứt khoát nói, thiếu nữ này không biết thân phận gì, nhưng trên người nàng tà khí rất nặng, vẫn là thừa dịp còn sớm cầm nàng giết, miễn sinh mối họa. Diệp Thần ngạc nhiên nói, hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền trực tiếp động thủ giết người. Hỗn độn vũ đế nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn chờ nàng tỉnh lại, sau đó làm ác một khối, sát hại vô tội, người lại đem nàng giết chết? Diệp Thần yên lặng đi xuống, thiếu nữ này ngủ ở hắc quan bên trong, lại là địa ngục nguồn gốc của sát khí, đúng là vô cùng quỷ dị. Có lẽ, trực tiếp giết nàng, là tốt nhất biện pháp. Cứ như vậy, vậy có thể thuận lợi cầm tới địa ngục hồn đạo mảnh vỡ. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Thần chính là lắc đầu, nói, vẫn là chờ nàng tỉnh lại nói sau, như nàng làm ác, ta sẽ xuất thủ đem nàng ngăn cản, tổng không thể không hỏi nguyên do, liền trực tiếp động thủ giết người. Diệp Thần còn nhớ Hồng Quân lão tổ nói, muốn đột phá tim gông xiềng, mấu chốt là nhìn thẳng nội tâm, làm việc không nên hối hận, muốn từ đầu đến cuối không thẹn với lương tâm. Nếu như hiện tại thật động sát thủ, Diệp Thần có thể không làm được không thẹn với lương tâm. Lập tức, Diệp Thần chính là lần nữa khép lại nắp quan tài, muốn đem cô gái này mang đi. Hắn muốn đem hắc quan thả vào hoàng tuyền đồ bên trong đi, nhưng phát hiện hắc quan sát khí quá nặng, rất có thể sẽ ăn mòn hoàng tuyền đồ. Nguyện vọng thiên tinh mà nói, cũng có thể không chịu nổi. Còn như luân hồi mộ địa, tuy có thể lấy ung dung chịu đựng, thế nhưng bốn vị hỗn độn thần đế, đều không đồng ý Diệp Thần đem quan tài bỏ vào tới. Bọn họ cũng nhất trí cảm thấy, hẳn giết chết hắc quan bên trong thiếu nữ, đầu xuôi đuôi lọt. Diệp Thần không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là sắp tối quan vác ở đầu vai trên, lần nữa trở về mặt đất. Đây là sát khí đã giải tán, chung quanh thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần trở lại Tinh Nguyệt Thần Điện di chỉ, cổ cuồng thấy hắn vác một bộ hắc quan trở về, ngạc nhiên không thôi. Diệp Thần đem sự tình đi qua, đơn giản nói một lần, liền hỏi, tiền bối, người có biết cái này hắc quan lai lịch? Cổ cuồng lắc đầu, nói, lão phu cũng không biết, càng không có nghĩ tới, vậy lòng đất dưới, lại có như thế một bộ quan tài. Gặp hỏi không tới cái gì, Diệp Thần cũng chỉ tốt xóa bỏ, dự định sáng mai, liền trở về tìm Nhâm Phi Phàm, thương lượng một tí. Nhâm Phi Phàm kiến thức rộng, hắn tất nhiên biết hắc quan lai lịch, hơn nữa sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Thần lập tức liền đem vậy hắc quan, thả vào cửa phòng bên ngoài, mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy hắc quan quá quỷ dị, Diệp Thần thậm chí không dám đem thả vào trong phòng mình, chỉ dám thả ở bên ngoài. Hắn hồi tưởng lại cô gái kia thân thể trần trụi trên, quanh quẩn từng luồng hắc khí cùng huyết khí, nội tâm lại có vô hình sợ hãi, thật giống như thật đụng vào quỷ vậy. Thiếu nữ vậy tà ác hơi thở, cho Diệp Thần để lại 10 phần ấn tượng sâu sắc. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi điều tức thổ nạp, hóa giải nội tâm bóng mờ. Như vậy qua được một ngày, Diệp Thần đạo tâm, đã khôi phục bình thường, liền muốn hướng cổ cuồng tạm biệt. Lúc này, giữa trời đất bỗng nhiên cát bay đá chạy, cuồng phong nổi lên. Luân hồi chi chủ, có người tới. Cổ cuồng trong mắt đục ngầu co rúm một cái, nhìn về phương xa chân trời. Chỉ gặp một đạo thân ảnh già nua, từ không trung hạ xuống xuống. Mang từng luồng tinh mang sáng chói, mấy cái thiểm lược, chính là đi tới Diệp Thần bên người. Đó là một tôn thiên quân, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, thực lực khá là cường hãn. Diệp Thần cẩn thận một cảm ứng, nhưng bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Cái này hạ xuống xuống ông già, trên mình lại có thể mang theo thái thượng thiên nữ nhân quả. Chẳng lẽ là thái thượng thiên nữ người bên dưới? Vậy ông già ánh mắt như điện, nhìn Diệp Thần một mắt sau đó. Sự chú ý liền rơi vào vậy hắc quan phía trên, vẻ mặt mang một chút chấn động phố cùng sợ hãi, nói, luân hồi chi chủ,
vậy hắc quan ngươi ở nơi nào lấy được? Diệp thần nếp nhăn nói, ngươi là người phương nào? Là thiên nữ dưới quyền sao? Vậy ông già mới phát hiện mình thất lễ, liền vội vàng khom người chắp tay, nói, lão phu Bắc Minh thần tôn, thiên nữ tỏa hạ 12 thần tôn một trong, luân hồi chi chủ, lần đầu gặp mặt, thất lễ. Diệp thần cả kinh, nói, ngươi là 12 thần tôn một trong. 12 thần tôn, đều là thiên nữ dưới quyền, là thiên nữ vì nuôi heo kế hoạch đào tạo, mục đích là phụ trợ Diệp thần trưởng thành. Vậy 12 thần tôn, Diệp thần đã gặp qua rất nhiều vị, không nghĩ tới ngày hôm nay còn có thể thấy mới, hơn nữa còn là một vị bốn tầng thiên thiên quân. Vậy Bắc Minh thần tôn nói, lão phu chức trách, vốn là phụ trợ luân hồi chi chủ đại giá ngươi, nhưng ngươi đột phá nhanh mạnh, một ngày ngàn dặm, lão phu đã không giúp được cái gì. Cho nên, thiên nữ đại nhân ngoài ra cho lão phu an bài nhiệm vụ, kêu lão phu đi truy xét một cái ma nữ rơi xuống. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói cái gì ma nữ? Bắc Minh thần tôn nói, vậy ma nữ ngủ say ở một bộ gọi đất ngục su hắc quan bên trong, cả người tà khí tràn ngập, một khi tỉnh lại, có lẽ sẽ làm ra ngập trời máu nghiệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thiên nữ đại nhân từ trước đây thật lâu, liền tìm, lão phu gần đây vậy phụng mệnh tìm, ngày hôm nay lại luân hồi chi chủ trong tay tìm được, thật là trời tội nghiệp, thiên nữ đại nhân và luân hồi chi chủ ngươi, quả nhiên là có duyên phận có phân. Diệp thần nói, cái đó ma nữ, rốt cuộc là lai lịch gì? Thiên nữ vì sao phải tìm nàng? Bắc Minh thần tôn dừng một chút, sửa sang lại một tí lời nói, vậy ma nữ lai lịch, lão phu cũng không biết, chỉ biết là nàng tà khí nghiêm nghị, một khi giáng thế, nhất định sẽ tạo thành thiên đại tai biến, thiên nữ đại nhân cắt cử hạ nhiệm vụ, kêu lão phu như là tìm ra cô gái này, liền đem nàng tim moi ra, mang về nguyện vọng thần giáo. Diệp thần nói, đem nàng tim moi ra. Bắc Minh thần tôn nói, luân hồi chi chủ, xin khai quan, đem trong quan tài ma nữ, giao cho lão phu xử trí. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, lui trở về đại điện cửa phòng, bàn tay đè ở hắc quan trên, nói, không được, cái này quan tài, ta không thể tùy tiện cho ngươi. Bắc Minh thần tôn nhướng mày một cái, nói, luân hồi chi chủ, vậy ma nữ truyền thuyết quanh thân trần truồng, dung mạo yêu dã. Ngươi ngàn vạn lần chớ bị nàng mê muội à, hay là đem nàng giao cho ta nguyện vọng thần giáo xử trí, chỉ cần đào ra tim nàng, vậy thì vạn sự đại cát. Diệp thần nói, ta không có bị vậy ma nữ mê muội, chỉ là địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, còn ở nàng trong cơ thể, ta không thể đem người giao cho ngươi. Bắc Minh thần tôn nói, địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, không có ở đây vậy ma nữ trên mình, nàng chỉ là dính liền một chút địa ngục hơi thở thôi, luân hồi chi chủ. Xin ngươi hãy xem ở thiên nữ đại nhân mặt mũi, mau đem người giao cho ta. Diệp thần ngẩn ra, nhìn xem trong tay hắc quan, địa ngục hồn nói, không có ở đây trên người nàng sao. Bắc Minh thần tôn nói, dĩ nhiên không có ở đây, trên thực tế, địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, đã không có. Diệp thần ngạc nhiên, đã không có. Đây là ý gì? Bắc Minh thần tôn nói, năm đó luân hồi thánh hồn thiên, từng ở một trận đại chiến bên trong văng tung tóe. Một phân làm sáu, mà thuộc về địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, nhưng là hoàn toàn bể tan tành mất đi, không còn tồn tại. Cho nên, pháp bảo này không lành lặn không hoàn toàn, người coi như muốn nhận vào, vậy tối đa thu thập năm khối mảnh vỡ, cuối cùng một mảnh đất ngục mảnh vỡ, là tuyệt không thể nào tìm được. Bởi vì vậy địa ngục mảnh vỡ, đã sớm vỡ nát biến mất. Bất kể là vạn khư, vẫn là thiên nữ đại nhân, cùng với thái thượng thế giới rất nhiều thế lực. Cũng không có tận lực đi tìm luân hồi thánh hồn thiên, chính là bởi vì vậy pháp bảo, không thể nào khôi phục nguyên vẹn, một kiện không lành lặn khí, uy năng cuối cùng có hạn. Diệp thần nghe xong Bắc Minh thần tôn một phen, đơn giản là như văn sấm, cả người đều ngây dại. Địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, đã sớm băng diệt biến mất, thế gian không còn tồn tại. Vậy như vậy, hắn vất vả, khắp nơi thu thập luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, há chẳng phải là làm không công một tràng. Diệp thần ngây tại chỗ, trong lòng lại lướt qua vô số ý niệm. Cũng đúng, 33 thiên thái thượng thần khí, luân hồi thánh hồn thiên đã từng xếp hạng thứ nhất, so thiên quân phong thần bia còn lợi hại hơn, tại sao vạn khư không đi cướp? Lúc đầu pháp bảo này, nhất định là không lành lặn. Vậy ma nữ chỉ là dính liền một chút địa ngục hơi thở, địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, cũng không tại thật ở nàng trong cơ thể. Diệp thần thiên cơ cảm ứng dưới. Liền phát hiện nhân quả phù hợp, Bắc Minh thần tôn không có nói láo.
Địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, đúng là đã biến mất. Luân hồi thánh hồn thiên, nhất định là không lành lặn không hoàn toàn, không thể nào khôi phục hoàn chỉnh. Luân hồi chi chủ, đem vậy ma nữ giao cho ta đi. Nàng ma nữ chi tâm, là thiên nữ đại nhân thần thuật đột phá, bắt buộc vật liệu. Bắc Minh thần tôn trọng mắt ác liệt, thừa dịp Diệp thần thất thần để gặp, như quỷ mị thiểm lược tới, bàn tay ở đó hắc quan lần trước chụp, liền đem nắp quan tài đánh bay. Hắc quan bên trong, ma khí lăn lăn, vô cùng nồng nặc. Ở cuồn cuộn ma sương mù trong huyết khí, có thể mơ hồ thấy một tấm xinh đẹp điềm tĩnh gương mặt, đang yên lặng đang ngủ say. Bắc Minh thần tôn cặp mắt bạo sáng, bàn tay khô gầy chính là nổ bắn ra ra, muốn nhất kích xuyên qua quan bên trong thiếu nữ tim. Không. Diệp thần thân thể chấn động một cái, phục hồi tinh thần lại, tay phải nhanh như tia chớp xiết ra, cản lại Bắc Minh thần tôn bàn tay, lại dùng lực đẩy một cái, đem hắn đẩy ra.